trong một căn phòng nọ tại ký túc xã một âm thanh vang lên bíp bíp là âm thanh của tin nhắn gửi tới có một chàng trai nhìn vào chiếc điện thoại với gương mặt đẫm nước mắt đó chính là tin nhắn đến từ bạn gái của chàng trai trần viễn chúng ta chia tay đi chàng trai liền nhanh chóng gõ lại một loạt tin nhắn để níu kéo không màng do dự liên tục gửi tin nhắn cho bạn gái sao vậy đồng đồng có phải chơi chút o đe với bạn cùng phòng đúng không đừng như vậy mà anh rất nghiêm túc với tình cảm của chúng ta có phải anh có chỗ nào chưa tốt không nhưng anh đã lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta rồi mà. Tương lai chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hai đứa con đáng yêu, có nhà có xe của riêng mình. Anh sẽ cố gắng làm được mọi thứ. Chàng trai khóc lóc tiếp tục nhắn cho bạn gái của mình. Những dòng tin nhắn của Trần Viễn vẫn không dừng lại, có phải vì lần trước anh không mua nước thần tiên mà em muốn mua đúng không? Nếu vậy thì anh xin lỗi. Nhưng gần đây anh thật sự đang góp tiền rồi. Đợi tháng sau có phí sinh hoạt là có thể mua cho em rồi. Nhưng đồng đồng đã chặn tin nhắn của anh ta không cho anh cơ hội níu kéo nào nữa. Giờ đây anh chỉ còn nhìn thấy những dòng tin nhắn của hệ thống. Chúc mừng bạn đã bị chia tay. Chúc mừng bạn không thể gửi tin nhắn. Trong lúc Trần Viễn đang buồn rầu vì thất tình, bạn cùng phòng lại không hay biết mà dù anh ta chơi game, anh Viễn chơi đen. Bốn thiếu một. Tới không. Vừa nói xong thì bạn cùng phòng cũng nhìn thấy tình trạng đau khổ toàn tập. Không còn gì luyến tiếc của Trần Viễn. Dù xe quay đi và nói, xin lỗi. Quấy rầy rồi. Trần Viễn đứng dậy chạy ra ngoài cùng tiếng đóng cửa rầm, bạn cùng phòng nhìn theo ngương ngác đây là lại chưa tay sao người bạn kế bên cũng tiếp lời lần thứ sáu trong tháng này rồi dưới ký túc xá bỗng có những tiếng bàn tán xôn xao đây là trần viễn đúng không sim chúa nổi tiếng đó đúng 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 sim bạn cùng lớp lâm thư đồng 3 năm rồi lâm thư đồng thấy trần viễn viễn tới gặp mình liền ái ngại nói trần viễn anh đừng như vậy mọi người đang nhìn kìa trần viễn gãi đầu cười như không có chuyện gì xảy ra đưa bịch bánh ra trước mặt thư đồng rồi nói thư đồng anh biết em giận anh. Anh đã mua bánh bao nhân thịt mà em thích nè. Tha thứ cho anh đi. Đừng nhắc chia tay nữa. Anh không tốt chỗ nào thì anh sẽ sửa. Tiếng bàn tán cười cờ xung quanh càng nhiều hơn, nghe nói cậu ta vì tặng quà mà làm thêm bốn chỗ liền đấy. Có tác dụng gì chứ? Không phải vẫn bị đá đấy thôi. Thư đồng bày ra vẻ mặt ái ngại nói, Trần Viễn, em không giận. Bạn trai cũ của em muốn quay lại với em. Sau khi suy nghĩ kỹ, em cảm thấy anh ấy cần em hơn. Trần Viễn tức giận quát, Hoàng Tuấn Khải, vậy anh là gì chứ cùng lúc đó có một con siêu xe chạy đến trần viễn vẫn tiếp tục quát lớn hắn là cha nam đó em quên hắn ta ngoại tình rồi sao còn bắt em phá thai bỗng nhiên chiếc siêu xe phía sau vang lên tiếng còi chặn ngang trần viễn đang nói người ngồi trong xe là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng và bộ tây phục vô cùng sang trọng chàng trai nói vọng ra lên xe lâm thư đồng bỏ mặc trần viễn đứng đó bước lên siêu xe còn không quên quay lại nói trần viễn chúng ta đừng gặp nhau nữa em sợ bạn trai em sẽ hiểu lầm chiếc siêu xe vọt đi bỏ lại Trần Viễn đứng thẫn thờ trong đêm. Vứt bịch bánh bao vừa mua vào thùng rác, Trần Viễn bước vào một cửa hàng tiện lợi. Anh ta uống ừng ực, vừa uống vừa tức giận nghĩ, dựa vào cái gì mà thật lòng luôn bị cô phụ, chẳng lẽ mình thật sự chỉ có thể làm sim chúa cả đời. Vì quá tức giận, Trần Viễn siết tay bóp chặt chai nước, nghĩ ngợi, không, sim chúa có gì không tốt. Gương mặt Trần Viễn đen lại, ánh mắt tóe ra tia lửa, chỉ cần sim đủ thì mình sẽ không phải là sim chúa nữa mà là cha boy bỗng từ đâu vang tới tiếng của hệ thống tinh tinh hệ thống sim chúa mạnh nhất phát hiện ký chủ phù hợp tiếng hệ thống lại tới khiến trần viễn giật mình hệ thống trói buộc thành công bỗng trước mặt trần viễn hiện lên một bảng hệ thống với những thông tin của anh tên trần viễn tài sản cá nhân 230 xu hoa hạ điểm cường hóa không hạn mức vàng sim chúa 90 tỷ xu hoa hạ trần viễn thầm nghĩ bụng hệ thống sim chúa hách của mình vừa nhìn bảng hệ thống trần viễn thầm nghĩ nhưng hách này để làm gì bỗng phía sau trần viễn có một tiếng quát lớn này tên biến thái chết tiệt kia nhìn đủ chưa còn muốn chạm tay vào đâu trần viễn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mặt đỏ bừng nhìn cô gái trước mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô gái với gương mặt tức giận quát trần viễn một câu từ nãy vẫn luôn nhìn ngược tôi anh có bệnh à đúng là không biết xấu hổ bỗng nhiên hệ thống xuất hiện hiển thị lên mọi thông tin của cô gái trước mặt tên là từ lạc lạc 21 tuổi chiều cao 1m65 cân nặng 49 kg, ngoại hình 7,9 điểm. Độ hảo cảm của cô gái này đối với ký chủ âm 50 điểm. Trần Viễn ngạc nhiên nhìn bảng hệ thống trước mặt, anh thốt lên một câu. Đây là. Chưa kịp nói tiếp thì hệ thống liền thay đổi. Bảng hệ thống lại lần nữa hiện lên dòng chữ với sự trợ giúp của hệ thống sim chúa. Nếu độ hảo cảm của cô gái này vượt quá 95 điểm, cuộc phản công sẽ thành công và thân phận của cô ấy sẽ chuyển thành sim chúa của ký chủ. Màn hình hệ thống trước mặt khiến Trần Viễn ngơ ngác, với sự trợ giúp của hệ thống sim chúa, nếu độ hảo cảm của cô gái này vượt quá 95 điểm, cuộc phản công sẽ thành công và thân phận của cô ấy sẽ chuyển thành sim chúa của ký chủ. Anh thầm nghĩ, sử dụng hệ thống. Trần Viễn kinh ngạc nghĩ, vì vậy tiền sim chúa là để tiêu cho nữ nhân, 90 tỷ. Hệ thống nhanh chóng phản hồi Trần Viễn, đúng vậy, 90 tỷ tiền sim chúa đã chuyển vào thẻ này, những chỉ có thể dùng cho nữ nhân. Sau khi đối phương trở thành sim chúa của ký chủ, thì một phần 10 số tiền bỏ ra sẽ được thưởng vào tài khoản của ký chủ, đồng thời cũng có thể nhận được phần thưởng khác. Ánh mắt Trần Viễn toát lên tia nguy hiểm. Anh nghĩ bụng, nếu đã như vậy, vậy thì mình sẽ thử với người phụ nữ trước mặt xem. Anh ta vừa nghĩ vừa nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình bằng một ánh mắt đáng sợ. Trần Viễn bỗng đổi sắc mặt quay sang cười vui vẻ với cô gái và nói, Mỹ nữ, đừng tức giận mà, hôm nay cô mua gì thì tôi trả. Anh vừa nói xong, thì ngay lúc đó hệ thống xuất hiện và hiện lên dòng chữ, quan hệ sim chúa chói buộc thành công. Khuôn mặt của cô gái có vẻ khinh thường và không coi anh ra gì trong mắt mình. Hệ thống liền giao cho Trần Viễn nhiệm vụ, nhiệm vụ: Phản công từ Lạc Lạc. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là 10% tiền sim chúa và 5 điểm cường hóa. Điểm cường hóa có thể tăng cường các thuộc tính thân thể của ký chủ, bao gồm thể chất, tinh thần, sức mạnh, sự nhanh nhẹn, vân vân. Trong lúc đó Lạc Lạc vẫn đang nhìn Trần Viễn với vẻ mặt ghét bỏ. Bỗng nhiên Lạc Lạc cười nói, "Dô, giả vờ giàu có, muốn trêu chọc tôi à? Anh có thực lực đó không?" xung quanh bỗng vang lên tiếng bàn tán xôn xao đây là từ lạc lạc đúng không hoa khôi khoa nghệ thuật đó nghe nói cô ấy rất lợi hại từng dùng ba câu khiến nam nhân tiêu ba vạn cho cô ấy người con trai này xem ra sắp xui xẻo rồi trần viễn cười đáp trả có thực lực hay không cô thử thì biết từ lạc lạc mặt mày hớn hở đưa điện thoại có mã qr ra rồi nói vậy hôm nay tôi muốn đãi toàn bộ học sinh trong căn tin ăn vặt anh giúp tôi thanh toán nhé ngoài miệng nói nhưng trong lòng từ lạc lạc đã thầm cười nhạo một thân nghèo nàn còn học người ta gẹo gái để tôi cho anh biết thế nào là mất mặt bỗng nhiên điện thoại của từ lạc lạc vang lên tiếng chuyển khoản alipay nhận được 50.000 tệ khiến cho cô ấy ngỡ ngàng tiếng bàn tán lúc này lại càng lớn hơn trước năm vạn nói chuyển là chuyển à coi tiền như rác vậy người con trai này trông nghèo nàn vậy mà là phú nhị đại ẩn giấu sao trần viễn cười một cách thản nhiên nói năm vạn không nhiều nói rồi anh ta lướt điện thoại sang màn hình có mã qr wechat của mình chia ra rồi cười nói không biết đủ để add friend với cô không. Từ lạc lạc bất ngờ, cô nghĩ bụng mắt mình mù sao? Tên này chẳng lẽ là Phú Nhị Đại? Nghĩ xong cô liền cười mỉm nghĩ nếu đã như vậy. Sau đó cô liền bước đến chặn màn hình điện thoại của Trần Viễn, lại gần và nói đừng vội, muốn add friend không phải là không được. Từ lạc lạc lại càng tiến gần sát hơn về phía Trần Viễn, khiến anh ta bất giác đổ mồ hôi. Cô nói nhưng anh phải đi cùng tôi đến một nơi. Vừa nói cô vừa nghĩ xem tôi chém anh một dao đây. Từ Lạc Lạc dẫn Trần Viễn tới một khu trung tâm thương mại rộng lớn, tràn ngập ánh sáng và người qua lại. Vừa bước đi đến cửa hàng Gucci sang trọng từ Lạc Lạc vừa nói, nói trước là tôi không phải là gái đào mỏ đâu. Dừng trước cửa hàng sang trọng, Lạc Lạc quay lại nói tiếp, chỉ là muốn xem thành ý và thái độ của anh thôi. Trần Viễn nhìn theo lòng mừng thầm nghĩ, hay thật, đây là tăng cường độ cho mình rồi. Anh ta cười cười nói, không vấn đề, nhìn chúng thứ gì thì cứ chọn. Vừa nói anh lại vừa nghĩ, cẩn thận, tham thì thâm đấy đúng lúc mượn cô để thử nghiệm hệ thống sim chúa. Nhìn những chiếc túi xa xỉ trước mặt, Trần Viễn cảm thấy lóa cả mắt. Cùng lúc đó có tiếng của Lâm Thư Đồng phía sau làm Trần Viễn giật mình, anh Tuấn Khải. Anh thấy em đeo túi này có đẹp không? Bên này, khung cảnh Lâm Thư Đồng đang đứng ống ẹo cùng chiếc túi trên tay khoe với Tuấn Khải. Nhưng hắn ta vẫn mải mê bấm điện thoại chẳng thèm để ý tới bỗng có tiếng vọng ra, Thư Đồng. Lâm Thư Đồng quay ra nhìn, cô bất ngờ giật mình khi thấy người trước mặt. Trần Viễn vẫn đang nhìn Lâm Thư Đồng thì từ lạc lạc bước tới, giả vờ vấp ngã vào lòng trần viễn ánh mắt tình tứ nhìn anh nói bạn gái cũ xem ra tôi tới không đúng lúc rồi trần viễn cười rồi nói không cô đến đúng lúc lắm từ lạc lạc quay sang nhân viên hỏi cửa hàng của cô vẫn còn bán mẫu mùa xuân chứ nhân viên trả lời còn có cái cuối cùng nói xong liền chỉ tay qua chiếc túi lâm thư đồng đang đeo và nói chỉ là quý cô này đang thử bên này lâm thư đồng vẫn ống ẹo cùng chiếc túi nhìn hoàng tuấn khải đang mải mê với chiếc điện thoại của anh ta thư đồng thầm nghĩ trần viễn vậy mà như âm hồn bất tán vậy quên đi để anh ta thấy khoảng cách của nghèo nàn và anh tuấn khải nghĩ xong lâm thư đồng đưa chiếc túi đến trước mặt tuấn khải nũng nịu nói anh tuấn khải sắp đến sinh nhật người ta rồi lúc này hoàng tuấn khải mới ngước lên lạnh lùng nói sinh nhật không phải em vừa đón sinh nhật xong rồi sao lâm thư đồng vẫn giọng nũng nịu nói đó là sinh nhật âm lịch người ta còn có sinh nhật dương lịch mà mặt trần tuấn khải lúc này đem lại những anh ta vẫn giả vờ vui cười mà dỗ dành thư đồng thư đồng nghe lời Em biết anh không thích con gái quá ham vật chất. Em cũng không phải vì tiền mà ở bên anh đúng chứ. Câu nói của Tuấn Khải làm Lâm Thư Đồng bất chợt giật mình. Cô không nghĩ Tuấn Khải lại nói những câu như thế. Vừa lúc đó, một cánh tay tròm tới giật đi chiếc túi Thư Đồng đang đeo trên người. Từ lạc lạc giật lấy chiếc túi rồi đắc ý nói, xin lỗi, cô không lấy túi này thì tôi lấy nha. Cùng lúc đó bảng hệ thống cũng hiện lên dòng thông báo độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 20. Nhân viên đưa máy thanh toán cho Trần Viễn, bảng hệ thống lại tiếp tục thông báo độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 20. Thêm một thông báo từ hệ thống nữa, độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 20. Vẻ mặt của từ lạc lạc lúc này đã vui vẻ hớn hở. Thay thế Trần Viễn vui mừng nghĩ bụng, đây chính là năng lực của đồng tiền. Một cái túi trực tiếp tăng lên 60 điểm. Với tốc độ này, từ lạc lạc sẽ phun hảo cảm nếu mua thêm vài chiếc túi nữa. Trần Viễn lúc này lại suy nghĩ, như như vậy thì số tiền hoàn lại quá ít. Bên đây những nhân viên đã bàn tán về câu chuyện vừa rồi, chị Tiểu Lệ, Tôi không hiểu tại sao một số người có vẻ là phú nhị đại nhưng lại rất keo kiệt với bạn gái. Trong khi một số người trông bình thường thì tiêu mấy vạn không chớp mắt vậy. Nhân viên còn lại cũng nhanh chóng trả lời, vì vậy cửa hàng trưởng đã huấn luyện chúng ta, đừng dùng mắt thường để nhìn người. Năng lực tiêu tiền đô la X không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Những lời đàm tiếu xung quanh làm cho Lâm Thư Đồng đen mặt lại, không thể giao ai trước mặt Trần Viễn được nữa. Lúc này từ lạc lạc lại châm dầu và lửa chọc tức Lâm Thư Đồng, quả nhiên, túi giống như bạn trai, đều là cướp được thì mới hữu dụng nhất sau đó lạc lạc quay sang lén nhìn trần viễn thầm nghĩ mình nhất định phải bắt được con cá lớn này nói rồi cô chạy lại quàng tay ôm lấy trần viễn tươi cười nói cảm ơn chồng yêu chồng yêu thật tốt hành động này làm cho trần viễn có chút giật mình ở bên này lâm thư đồng đã tức đến đen mặt nước mắt ứa ra cô ta thạnh quá hóa giận chạy lại đâm sầm vào trần viễn rồi hét to trần viễn anh quá đáng lắm trần viễn lúc này gương mặt hiện lên tia gian xảo thầm nghĩ quá đáng chật chật Lâm Thư Đồng chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Cùng lúc đó hệ thống bỗng hiện lên, trói buộc quan hệ xin chúc số 2. Họ tên Lâm Thư Đồng, 21 tuổi, chiều cao 163cm, cân nặng 49kg, ngoại hình, 7,5 điểm. Độ hảo cảm của cô gái này đối với ký chủ là âm 10 điểm. Khi nữ chính này có độ hảo cảm với ký chủ vượt quá 95 điểm, phản công thành công, thân phận biến thành sim chúa của ký chủ, phản công hoàn thành sẽ thưởng 10% tiền sim chúa, 20 điểm cường hóa lúc này từ lạc lạc đứng kế bên trần viễn nũng nịu nói hà giận chưa biểu hiện của tôi không tệ chứ tiếp theo chúng ta đi đâu đây trần viễn lúc này cười nói đi đâu vừa nói anh ta vừa cười một cách vô cùng thỏa mãn đương nhiên là tiếp tục mua rồi không phải chứ không phải chứ chẳng lẽ cô chỉ mua một cái túi là hài lòng rồi ư ừ? trần viễn tay chỉ đông tay chỉ tây nói với nhân viên rằng cái đó rồi lại cái đó nói rồi anh ta đưa chiếc thẻ đen quyền lực ra và nó trừ hai cái đó không cần còn đâu gói lại tất Quẹt thẻ. Câu nói vừa thốt ra khiến cho nhân viên của hàng há hốc kinh ngạc. Từ Lạc Lạc bên cạnh cũng nhìn anh ta với ánh mắt mê đắm. Trong lúc nhân viên đang nói với Trần Viễn, "Vâng tiên sinh, tí nữa bọn tôi sẽ đưa đồ tới địa chỉ mà ngài để lại, phía bên này." Từ Lạc Lạc tay ôm cả đống túi hàng thẩm mỹ, "A, à, đàn ông lúc quẹt thẻ đẹp trai quá." Hệ thống cũng hiển thị độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 5 điểm. Ngang quầy nước hoa Trần Viễn hô lớn, "Quẹt thẻ." Độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 5 điểm. Đến quầy son Trần Viễn quen thuộc nói, quẹt thẻ. Độ hảo từ lạc lạc cảm cộng 5 điểm. Sang quầy quần áo. Trần Viễn cũng vui vẻ nói, quẹt thẻ. Độ hảo từ lạc lạc cảm cộng 5 điểm. Mua hàng nhiều tới nỗi từ lạc lạc thở hồng hộc dừng lại nói, đủ. Đủ rồi. Mua nữa thì phòng thuê của tôi cũng không để được. Trần Viễn vẫn thản nhiên nhìn màn hình điện thoại nói, không để được. Không sao. Tôi mua nhà cho cô. Cùng lúc đó tay anh vẫn ấn thanh toán liên tục. 3 vạn. Cộng 7 vạn. Cộng 11 vạn cộng 24 vạn. Phía sau Từ Lạc Lạc nghe thấy mà giật bắn mình. Cô thấy hơi hoảng nên cười cười rồi nói, "Như, như vậy không tốt lắm đâu. Anh đã tiêu rất nhiều tiền rồi. Lần đầu tiên gặp đã tiêu nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ là đùa thôi." Lúc này hệ thống hiện lên dòng chữ, độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc trừ 5 điểm. Trần Viễn ngẫm nghĩ, xem ra là mình dọa cô ấy rồi. Quả thực, nhà mấy trăm vạn nói cho là cho, đổi lại là mình cũng sẽ bất an. Nghĩ xong Trần Viễn áp sát vào Từ Lạc Lạc rồi nhẹ nhàng nói, "Từ Lạc Lạc, học năm 3 ở Học viện Nghệ thuật. Năm nay 21 tuổi, cao 165cm, nặng 49kg. Tích màu đen, đồ ăn thích nhất là đồ Hàn Quốc, cung hoàng đạo là market, COC dày là 37. Thích xem phim kinh dị nhưng sợ nhất là đi bộ vào ban đêm. Sau đó Trần Viễn ung dung nói tiếp, nếu như không phải thực sự thích, sao tôi lại đường đột như vậy? Câu nói này khiến cho từ lạc lạc nghe xong ngại đến đỏ mặt. Chưa dừng lại, Trần Viễn quay sang nhân viên nói tiếp, tiểu thư, các cô có thể thành viên đúng không? Tôi sẽ nạp 50 vạn tệ. Khi tiểu thư này đến cửa hàng, các cô có thể trực tiếp giới thiệu mẫu mới nhất cho cô ấy. Nhân viên nhanh chóng đáp lời, vâng tiên sinh, ngài đợi chút. Nói xong Trần Viễn quay sang Từ Lạc Lạc với vẻ mặt bình tĩnh, nếu ban nãy đã dọa đến cô, thẻ này là quà bồi tội của tôi. Chứng kiến những hành động từ nãy đến giờ của Trần Viễn, Từ Lạc Lạc không khỏi đỏ mặt, gương mặt hiện lên tia mê đắm. Chưa dừng lại, Trần Viễn lúc này còn ghé sát vào tai Từ Lạc Lạc lưu manh nói nếu cô vẫn còn băn khoăn thì có thể lấy thân báo đáp. Lúc này Từ Lạc Lạc đẩy anh ta ra, những gương mặt lại hiện lên tia vô cùng vui sướng. Cô nói, đáng ghét. Đồ hỗn đản nhà anh. Cũng lúc đó hệ thống cũng hiện lên dòng chữ, độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 30 điểm. Nhân viên cửa hàng chứng kiến này giờ cũng sáng rực đôi mắt, bàn tán xôn xao về Trần Viễn, nam sinh này trông bình thường mà lại hào phóng như thế, không chỉ hào phóng mà còn rất tâm lý nữa. Yêu rồi yêu rồi. Trần Viễn nghe thấy liền mỉm cười đắc chí. Anh ta nghĩ, quả nhiên đều là trêu chọc thổ hào trêu chọc có hiệu quả hơn nghèo nàn trêu phía bên này từ lạc lạc nhìn anh hồi lâu rồi nói anh mua cho tôi nhiều như vậy anh không mua gì cho mình sao trần viễn ủ rũ trả lời tôi không có tiền a quả thật nhìn trên người anh đâu đâu cũng rách rưới từ lạc lạc cười nhẹ nhàng nhìn anh nói như vậy à vậy đến lượt em tặng quà cho anh rồi nói rồi cô nắm tay trần viễn rồi dẫn anh ta đi theo mình cô nghĩ ngợi nếu muốn thả dây dài câu cá lớn không thể chỉ nhận không được cũng cần trả một cái giá thích hợp. Thế là Từ Lạc Lạc dẫn Trần Viễn đi khắp khu đô thị, nào là chọn quần áo mới, rồi đến tiệm cắt tóc. Sau một hồi, cuối cùng Trần Viễn từ sau rèm bước ra với vẻ ngoài vô cùng điển trai, gương mặt đẹp trai, quần áo phong cách, khác hẳn với Trần Viễn nghèo nàn rách rưới trước đó. Hệ thống lúc này cùng hiện dòng chữ, độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc cộng 5 điểm. Lúc này nhân viên trong tiệm nhìn say mê Trần Viễn, Từ Lạc Lạc cũng chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, cô nghĩ bụng tên này ăn mặc hẳn hoi cái là đẹp trai vậy sao cùng lúc đó hệ thống liên tục cộng điểm độ hảo cảm của từ lạc lạc độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 5 điểm độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 5 điểm nhìn thấy từ lạc lạc nhìn mình say đắm trần viễn ngại ngùng gãi đầu nói sao vậy rất kỳ lạ sao vừa nói anh vừa nghĩ thầm lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên mình ăn mặc tử tế may mà không cần mình trả lúc này từ lạc lạc chủ động tiến sát đến trần viễn đưa tay nâng cằm anh lên rồi nói không kỳ lạ Em chỉ là thấy anh bây giờ rất hợp với em thôi." Hành động của cô ấy làm cho Trần Viễn ngơ ngác đỏ cả mặt. Nói xong Từ Lạc Lạc thả tay ra, chuẩn bị ra về, cô ấy còn quay lại ra dấu hôn gió cho Trần Viễn rồi nói, "Hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh Viễn. Đôi lúc còn tưởng mình đang yêu đương cơ đấy. Tạm biệt anh Viễn." Hệ thống hiển thị, Từ Lạc Lạc, độ hảo cảm hiện tại: 68. Trần Viễn về đến ký túc xá, nói nòng vào phòng mình cho các bạn cùng phòng nghe, "Tôi quay lại rồi." Anh mở cửa phòng khiến hai anh bạn trong phòng há mùng kinh ngạc. Họ quay sang nhìn giao diện mới siêu cấp đẹp trai của anh. Một anh bạn nói to, việc. Ngày hôm nay anh Viễn làm gì vậy? Còn ăn mặc như này. Trần Viễn kéo ghế ngồi. Tay lướt điện thoại bình thản nói, đi hẹn hò thôi. Với từ lạc lạc. Anh bạn có vẻ không tin. Hất mặt nói, dẹp đi. Lâm thư đồng cậu còn không giữ được còn muốn từ lạc lạc. Anh chàng đeo kính kế bên cũng tiếp lời, từ lạc lạc là hoa khôi khoa nghệ thuật đấy, lão tứ cậu muốn bị đá cũng phải có thực lực mới được. Lúc này anh bạn tóc đỏ bước đến tròng tay qua vai Trần Viễn rồi cười nói, nghe anh đây khuyên một câu. Cậu không nắm được mấy cô gái này đâu. Trần Viễn lúc này cười trừ, trả lời, tôi thật sự cảm ơn cậu đấy. Lúc này điện thoại Trần Viễn hiện lên thông báo tin nhắn. Trần Viễn, nếu anh thực sự rất ghét em, thì chúng ta xóa kết bạn đi. Trần Viễn nhìn dòng tin nhắn, thầm nghĩ, muốn thăm dò thái độ của mình cứ gì, xóa kết bạn thì mình đi đâu xoát độ hảo cảm đây tôi còn phải nhờ vào em để thăng cấp kiếm tiền mà. Nói rồi anh ta trả lời tin nhắn, ghét. Sao có thể chứ? Trong lòng anh, em mãi mãi là người đặc biệt nhất. Bên kia Lâm Thư Đồng đã nhanh chóng trả lời, ở bên Hoàng Tuấn Khải không phải là vì em ham hư vinh, mà là mẹ em bị bệnh cần phí thuốc là 5 vạn tệ. Trần Viễn đọc xong tin nhắn không do dự chuyển ngay 5 vạn tệ cho Lâm Thư Đồng. Phía bên này bạn cùng phòng của anh đã hét toáng lên, gặp quỷ rồi. Trong lúc đó, Lâm Thư Đồng bên này đang nhìn vào số tiền vừa chuyển đến, ngạc nhiên nói mình chỉ tùy tiện nói mà anh ta thật sự chuyển tiền bạn của cô cũng tò mò quay sáng hỏi ai hào phóng thế vậy mà chuyển tận 5 vạn hoàng tuấn khải sao lâm thư đồng nghe bạn mình nhắc đến tên keo kiệt đó quay lại tức giận nói hoàng tuấn khải cái bíp còn không nỡ mua cho tớ một cái túi là trần viễn trần viễn chuyển đó câu nói này khiến cô bạn bên cạnh há hốc ngạc nhiên hỏi trần viễn không phải hôm nay cậu vừa đá cậu ta sao bạn cùng phòng lúc này nghĩ tên nghèo kết xác đó vậy mà giàu như vậy ư phía bên này lâm thư đồng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ nghĩ thầm chẳng lẽ mình nhìn nhầm không được mình phải hỏi cho ra lẽ vừa lúc đó hệ thống cũng hiển thị bên phía trần viễn độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 5 điểm lâm thư đồng nhắn tin đến cho trần viễn trần viễn ý anh là gì anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hôm nay ở cửa hàng cũng thế anh với từ lạc lạc có quan hệ gì anh mua túi cho cô ấy ư anh không phải là phú nhị đại ấn giấu gì đấy chứ Lúc này thấy Trần Viễn không trả lời tin nhắn, cô đen mặt, cắn răng nhắn tiếp, Trần Viễn, em muốn ăn bánh bao nhân thịt, vì vậy mà tình yêu sẽ biến mất sao. Một lúc sau, điện thoại của Trần Viễn đã hiển thị thông báo 15 tin nhắn từ Lâm Thư Đồng. Trần Viễn thẳng tay ấn nút tắt thông báo tin nhắn đến từ cô ta, nghĩ thầm, Lâm Thư Đồng quá là trả xanh rồi. Anh lúc này nghĩ bụng bên từ lạc lạc cũng không thể nóng vội. Vừa nhìn điện thoại anh vừa nghĩ ngợi, còn có chỗ nào có thể tiêu tiền điên cuồng cho nữ nhân mà hợp pháp không nhỉ? Một lúc sau, Trần Viễn nảy ra ý hay, nhấn vào ứng dụng xem livestream. Nghĩ, đúng rồi, mình có thể lên xem livestream. Điện thoại hiện lên màn livestream của một cô gái vô cùng xinh đẹp, tên là Tiểu Mễ Nhi. Với lượt xem cao ngất ngưỡng cùng những dòng bình luận khen ngợi hết lời, vợ xinh quá. Vợ tôi phát hiện tôi xem livestream của Tiểu Mễ Nhi thì rất tức giận, đã ly hôn với vợ. Lầu trên lừa bản thân thì được, đừng lừa bọn tôi. Anh làm gì có vợ? Tiểu Mễ Nhi, anh muốn làm top một của em được không? bình luận muốn làm top một của tiểu mễ nhi lúc này đã nhận được phản ứng dữ dội có người đáp trả bình luận cười chết mất nick đừng làm màu nữa được không còn top một nữa người khác cũng trả lời tôi nhớ top một của tiểu mễ nhi đã tặng hơn 100 vạn người anh em cậu vẫn nên tìm nhà máy làm việc đi lúc sau còn có bình luận chế diễu, đừng nói 100 vạn có thể tặng 10 vạn tôi sẽ ăn xít ở dưới cũng nhiệt tình phản ứng vừa ăn vừa uống ha 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 bên này trần viễn đã thầm mừng rỡ nghĩ bụng hơn 100 vạn tiêu tiền này nhanh hơn mua túi nha. Tìm đúng nơi rồi. Nói xong anh nhấn vào món quà đắt giá nhất trong các món quà tặng trên livestream. Phía bên này, Tiểu Mễ Nhi vẫn đang cười nói với fan của mình qua màn hình điện thoại, cảm ơn anh cô đơn hút một điếu thuốc đã tặng tên lửa nha. Yêu anh. Chưa nói dứt câu thì cô ấy đã mở to mắt kinh ngạc nhìn màn hình. Lúc này quà tặng xuất hiện tên lửa phóng lên cùng gương mặt kinh ngạc của Tiểu Mễ Nhi. Quà tặng mỗi lần là 100 chiếc và cứ liên tục tặng đến 2, 3 lần. Tiểu Mễ Nhi sửng sốt hồi lâu. Những người đang xem livestream cũng không khỏi há miệng. Tận 100 tên lửa ư? Đây là 100 vạn đó. Bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dưới khung bình luận, ao ạt bình luận sôi nổi sau sự kiện vạn năm một lần vữa nãy, đạo lý đại thử hoa. Ôi vật lý. Vậy mà thổ hào ca, là tôi mắt mù rồi. Địa cầu mị lục chi đỉnh, phụ hoàng, nhi thần tự phạt ba. Kakarot, đệ đệ tránh ra. Ta mới là thái tử. Trần Viễn ngồi trước màn hình điện thoại khinh thường một chút, đúng là mắt chó coi thường người. Trần Viễn cười cười phun ra một câu, hãy để tôi cho các anh sốc tiền thêm một chút. Nói rồi cậu ta ấn vào tên lửa nhập số lượng tặng, 900. Lúc này, ơ cao cô đơn hút một điếu thuốc lại nổi lên trên màn hình, mà lần này tên lửa vui vẻ bay lên liên tục. Cùng lúc đó, tại một công ty ở xa xa, có người la hét thất thanh, ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thư ký mở toang cửa không báo trước, ban nãy có một thổ hào không biết tên nào đó một hơi tặng 1.000 vạn cho tiểu mễ nhi, lời này trực tiếp làm ông chủ sặc nước. Như có xét đánh ngang tai dù ngoài trời đang trăng thanh gió mát, không phải người si đinh của chúng ta. Một nghìn vạn, chẳng lẽ đang rửa tiền? Cũng cùng lúc đó, tại phòng nghỉ ngơi của Shimmer, mau mau mau, ai đi tên là cô đơn hút một điếu thuốc, là thế hảo tuyệt thế đó. Mau nhắn tin cho anh ấy, người này vừa tặng một nghìn vạn cho tiểu mễ nhi rồi, anh ấy tùy tiện tặng cũng đủ lương mấy tháng của chúng ta rồi. Điện thoại Trần Viễn lúc này tin nhắn đến không ngừng, cậu ta nhìn mà toát mồ hôi. Tiểu Mễ Nhi trên livestream vẫn còn đang lâng lâng với số tiền mà Trần Viễn Donate ATE vừa nãy, mình không phải đang nằm mơ chứ có người tặng một nghìn vạn cho mình ư? Ừ. Cô đưa tay thử nhéo mặt mình xem có phải đang mơ không, đau. Lúc này có người đến gõ cửa phòng. Một nam thanh niên chắc là staff vì kỵ đang phát sóng nên cầm bảng dơ lên nói chuyện. Ông chủ nói, phải nắm lấy được cô đơn hút một điếu thuốc, sẽ cho cô thêm 10% hoa hồng. Tiểu Mễ Nhi đương nhiên hiểu chuyện đó. Mắng thầm trong lòng, hừ, còn cần anh nói sao? đã đi như này sao tôi có thể vụt mất chứ? Cô chuyên nghiệp mà thay đổi sắc mặt, vui vẻ hôn gió một cái vào màn hình, nói, cảm ơn tên lửa của anh trai cô đơn hút một điếu thuốc anh có thể nhắn tin riêng cho em, em sẽ cho anh lên quản lý. Trong khung khu chat của Trần Viễn hiện lên tin nhắn của Tiểu Mễ Nhi, do còn chưa có kết bạn nên hiện ra dòng nhắc nhở, đừng dễ dàng tin tưởng người lạ trên Internet và đừng gửi thông tin liên hệ, ảnh và video của bạn cho người lạ. Nếu gặp sự cố, vui lòng báo cáo sớm nhất có thể hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè gia đình xung quanh. Bên dưới Mễ Nhi nhắn, anh ơi, anh có ở đó không? Anh ơi, anh ơi em còn 5 phút nữa là tắt live rồi. Anh ơi, em nhắn cho anh rồi. Anh RFP lại em đi. Trong khi đó tên thổ hào trong miệng người người đang nằm ngủ say như chết. Còn nói mớ, hê hê, chị gái nhỏ, chị đừng như vậy. Sáng hôm sau là thứ hai, mặt trời lên cao, ký túc xá cũng đã bừng sáng. Một tuần mới bắt đầu rồi giao diện Weibo giờ đang dần dần no một hot sớt bạo đỏ thổ hào thần bí xuất hiện ở cá mập. Nửa tiếng thưởng điên cuồng hơn 1000 vạn. Một người vừa nhìn thấy đã hô hào đồng bạn lại xem, lão nhị lão tam, mau xem hot sớt Tối qua có một thổ hào nửa tiếng tặng 1000 vạn ở cá mập này. Người bạn đeo kính nháy mắt thấy tiền bay khắp nơi, giàu thật đó. Ở quê tôi có thể mua mười mấy căn nhà rồi. Tôi có chỗ tiền đó thì tốt rồi. Mấy lời nói nhảm sáng sớm của bạn cùng phòng đã truyền đến tai của Trần Viễn, ôn quá. Người bạn tóc đỏ cũng cảm thán lão tào đúng là dám nghĩ nếu có một nghìn vạn là tôi nằm mơ cũng cười tỉnh rồi trần viễn thức dậy đánh răng vừa nghĩ tối qua tặng nhiều tiền như vậy vậy mà tiểu mễ nhi không trói buộc quan hệ bảng hệ thống hiện lên thông báo danh sách trời buộc quan hệ sim chúa từ lạc lạc lâm thư đồng đưa tay nhấp vào giao diện cá mập chẳng lẽ trói buộc quan hệ là phải gặp mặt ở ngoài hiện thực mới được ư vậy chỗ tiền đó của mình coi như vứt đi rồi vừa mới nghĩ xong mở ứng dụng cá mập trần viễn đã phát hoảng hửng tin nhắn Quai tiểu nhiếp, anh ơi, em là quai tiểu nhiếp, có thể làm quen không? Người khác thì lại nhắn, thiếu phụ ly dị 28 tuổi. Mong chờ được làm quen với anh. Cô gái đào đào muốn ăn càng bạo hơn, 19, 36D, 172, 6K có thể offline. Khả khả tâm, anh anh, mau tới livestream của em, đợi anh nó. Cái cuối cùng là tin nhắn của tiểu mễ nhi, anh ơi, sao anh không rep tin nhắn của người ta? Trần Viễn choáng váng, vãi, nhiều tin nhắn vậy, mình lọt vào ổ gà. Đám anh em phía sau vừa đi ra cửa vừa hò hét, a siêu mong chờ, mau mau mau, muộn là sẽ không có vị trí tốt đâu. Trần Viễn lúc này mới để ý có gì không đúng, ấy, ba người các cậu đi đâu mà không ới tôi thế? Một người bạn lên tiếng, đương nhiên là đi học rồi. Hôm nay có môn chung có thể ngắm nữ thần Triệu Ngọc Kỳ ở khoảng cách gần đó. Trước đây cậu còn chạy nhanh hơn cả bọn tôi, tan học rồi còn không nữa đi. Cậu bạn tóc đỏ tốt bụng nhắc nhở, cậu đừng làm trò nữa. Đi hay không? mau lên. Trần Viễn lúc này mới như từ trong mơ thức dậy, Triệu Ngọc Kỳ. Lúc này, tại một giảng đường môn Chung, có nhiều nam sinh đến học hơn thường ngày, là vì lớp hôm nay có nữ thần Triệu Ngọc Kỳ. Triệu Ngọc Kỳ, hoa khôi trường kiêm phó chủ tịch hội học sinh, là giấc mơ của toàn bộ nam sinh. Cô có rất nhiều tài lẻ, piano cấp 10, đứng đầu vũ đoàn ballet, vận động viên cấp 2, tài năng xuất chúng cùng vui vẻ ngoại tuyệt vời nên rất khó tiếp cận cô ấy nam sinh thì ai cũng crush triệu ngọc kỳ hồ đại có gia nhân tuyệt thế mà độc lập đúng trên đỉnh 3 năm mà không có ai có thể chiếm còn nữ sinh thì giờ đang phát cùng vì trần viễn đó là ai đẹp trai quá là khoa khác sao chưa từng thấy đẹp trai quá ai mà để ý bây giờ trần viễn đang có nụ cười quái dở thế nào nếu đã khó theo đuổi như vậy thì nhất định tiền hoàn lại rất nhiều nhỉ kha 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 ở hàng ghế phía sau lâm thư đồng cùng bạn mình cũng đang để mắt đến trần viễn ê đó là trần viễn ư mấy ngày không gặp mà đẹp trai như vậy cậu ta đặc biệt lên đồ để cho cậu ngắm sao thư đồng lâm thư đồng nghe bạn mình nói vậy mặt cũng dần đỏ lên nhỏ giọng nói chắc là vậy đi nhưng tớ có anh tuấn khải rồi ai ra loạn quá nhớ họ đánh nhau thì màn hình hệ thống hiện lên kế bên thư đồng cho thấy độ tạo cảm của lâm thư đồng cộng 10. độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 10. độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 10. trần diễn thấy độ hảo cảm tăng liên tục không khỏi chửi thầm vãi chỉ là đổi kiểu tóc và quần áo mà tăng được độ hào cảm. Đúng là người phụ nữ nông cạn. Cậu ta mắt nhắm mắt mở ngó ngó hệ thống, nói đi nói lại, nên trói buộc Triệu Ngọc Kỳ kiểu gì đây? Lúc cậu ta còn suy nghĩ mê man thì giọng nói oang oang của tên thô lỗ nào đó vang lên, "Lên đi lão đại, để bọn tôi thấy bộ dáng của Triệu nữ thần bị cậu chinh phục." Giữa giảng đường, hai ba đứa con trai không ngừng cổ vũ lão đại của mình, "Go, go, go, lão đại tất thắng." Tên lão đại cũng không để bọn chúng mất mặt, hất cằm nói, các cậu nhìn đi, xem tôi làm thế nào để cô ấy mê anh đây. Tên lão đại sông đến trước mặt Triệu Ngọc Kỳ. Dù là người Trung Quốc nhưng hắn cũng giống như người Hải Phòng không lòng vòng mà nói thẳng, bảo bối, ad friendly, dám cướp người trước mặt bà đây. Tên lão đại đó còn không biết tốt xấu, ghé sát lại Triệu Ngọc Kỳ. Lúc này một cô bạn đột nhiên lên tiếng, này, cậu muốn làm gì? Tên lão đại nhìn cô gái kia khinh bỉ một cái không thèm quan tâm, tiếp tục nói với Triệu Ngọc Kỳ, ad friend làm quen đi. Nếu lời chưa dứt thì một bàn tay mạnh mẽ kéo hắn ngược về phía sau hóa ra cô bạn vừa nãy bị hắn ngó lơ là ngô tiểu phi bạn cùng phòng với triệu ngọc kỳ tiểu phi cầm trong tay cây bút sắc khí đùng đùng gần từng chữ nói thằng nhóc thối cậu tìm chết à dám đánh chú ý đến ngọc kỳ của bọn tôi tên lão đại vừa nãy miệng còn oang oang giờ như con cá sắp chết không ngừng lẩm bẩm cái đó đều là hiểu nhầm thôi tôi chỉ muốn gia nhập hội học sinh bạn triệu là phó chủ tịch nên mới muốn hỏi ý kiến chút tiểu phi sao tin hắn dễ như vậy được không nói hai lời liền đâm cho hắn một phát chảy máu cô gái cũng không nghĩ ra cái cớ hay hơn gì vừa quê vừa xến cóc gẻ còn đòi ăn thịt thiên nga triệu ngọc kỳ bên cạnh dỗ bạn mình hạ hỏa được rồi được rồi bớt giận đi tức chết tớ rồi tình hình ổn hơn chút thì trần viễn tiến đến mở miệng bạn ngọc kỳ tớ cũng muốn át friend cậu ngô tiểu phi mặt mày u ám lại thêm đứa nữa chưa hết ư hôm này làm sao vậy nhiều tên hề như vậy trần viễn không quan tâm lắm cô bạn đáng sợ kia cậu ta vẫn bình tĩnh đưa mã qr đến trước mặt ngọc kỳ có thể không xung quanh không ngừng bàn tán chàng trai này dũng cảm dâng mặt lên cho người ta dẫm ai cho cậu ta dũng khí đó vậy chắc là tương tĩnh như đấy ngô tiểu phi đã bình tĩnh hơn chút cô nhìn trầm trầm trần viễn mà nói dô đẹp trai hơn tên trước thế nào cậu cũng muốn tham gia hội học sinh trần viễn vui vẻ nói sự thật tôi không hứng thú với hội học sinh ngô tiểu phi hơi khó hiểu ngây ngốc hỏi một câu, vậy cậu ad friend với Ngọc Kỳ làm gì? Trần Viễn thần bí trả lời, còn chưa rõ sao. Tôi muốn theo đuổi cậu ấy. Cô gái ngơ ngác đó mặt nhìn lên, mái tóc dài óng ả cùng đôi mắt long lanh càng tôn lên nét xinh đẹp của cô. Mọi người xung quanh thấy Trần Viễn bước đến chỗ hoa khôi kia thì vô cùng kinh ngạc. Cả lớp học liền bàn tán xôn xao. Cậu ta lên rồi. Anh trai dũng mãnh đấy. Tiếng bàn tán vẫn không ngớt. Nhìn đi. Bây giờ tự tin nhiều như vậy. Tí nữa sẽ khóc thầm lắm cho coi cô liền tỏa ra một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để tỏa nắng. Khuôn mặt xinh đẹp sáng lấp lánh của cô gái nhìn Trần Viễn rồi nhẹ nhàng nói, "Được thôi, để tớ quét mã của cậu." Nói rồi cô gái cầm điện thoại của mình lên. Phía bên này, Lâm Thư Đồng đã tức đến đen mặt. Cô bạn bên cạnh cũng thấy kỳ lạ, liền hỏi, "Ấy, Thư Đồng, Trần Viễn không phải là cá của cậu sao? Các cậu có phải xảy ra vấn đề gì rồi không?" Trần Viễn lúc này mặc kệ những tiếng oán than trách móc của những gã đàn ông sau mình, đáng ghét, vậy mà tên này thành công rồi nữ thần của tôi vậy mà bị đầu heo này ủi mất rồi anh ta cười đắc chí nghĩ bụng ai cũng có niềm yêu thích cái đẹp vậy tại sao lại phải giấu nó có lúc đơn giản nhất là có hiệu quả nhất chỉ cần là phụ nữ làm gì có ai không thích được theo đuổi cùng lúc này hệ thống hiện lên dòng chữ trói buộc quan hệ sim chúa thành công trói buộc đối tượng triệu ngọc kỳ độ hảo cảm hiện giờ không nhìn theo bàn tay của cô gái đang chuẩn bị quét mã kết bạn trần viễn cười thầm nghĩ không phí công chuyến này rồi lúc ra về mấy người bạn theo sau trần viễn hết lời bàn tán về cậu viễn tử cậu hôm nay được đấy vậy mà có được quy chat của triệu ngọc kỳ một người khác cũng tiếp lời đúng vậy hơn nữa gần đây cậu thay đổi nhiều thật nhân mô dạng cậu. anh bạn to con đến khoác vai nói với trần viễn viễn tử nếu cậu theo đuổi được triệu ngọc kỳ thì có thể bảo cậu ấy giới thiệu chị em cho bọn mình không trần viễn lúc này đỏ mặt sơ sơ cầm rồi trả lời ai bác tự còn chưa rõ người ta là hoa khôi tôi chả là gì các cậu quá khoa trương rồi đó lúc này phía sau bỗng vang lên tiếng chửi hừ coi như đứa nghèo nàn như mày tự mình biết mình cùng lúc đó là sự xuất hiện của một tên đầu gấu vạm vỡ cùng hai tên đàn em to con theo sau tên cầm đầu mặt xám xịt nhìn trần viễn nói thằng nhãi coi như mày thức thời trần viễn không những tỏ ra không sợ hãi mà còn cười chế giễu hắn ta quả thực vậy tự dước lấy sỉ nhục như cậu đây khá chuyên nghiệp đấy về sau tôi sẽ học tập những người bạn phía sau trần viễn lúc này kinh ngạc bàn tán lãm tứ kiêu ngạo như vậy là muốn gây chiến sao ấy muốn đánh hội đồng sao tôi thấy giống đấy tên kia lúc này tức giận đến xì khói định lao đến trần viễn những bị hai tên đàn em phía sau ngăn lại nói lão đại bình tĩnh cậu đã bị cảnh cáo rồi còn đánh nhau nữa sẽ bị ghi tội đấy tên kia hét to chỉ vào trần viễn nói mày nói lại coi mày chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán mà thôi mày đắc ý cái gì chưa dứt câu nói tên kia đã bị trần viễn khinh thường quay đi nói chậc học sinh tiểu học lúc này trần viễn bỗng nghe phía sau có tiếng động là từ lạc lạc cô ta ăn mặc xinh đẹp nũng nịu nói với Trần Viễn, anh Viễn lâu quá đi, người ta đợi anh nửa ngày rồi đó. Giàn con trai phía sau Trần Viễn lúc này đã há hốc kinh ngạc. Từ lạc lạc của học viện nghệ thuật, hạng 6 trên bảng xếp hạng hoa khôi, nickname, chảm trực nam. Trần Viễn lúc này mỉm cười từ từ đi lại rồi nói, anh thật đáng chết. Vậy mà để mỹ nhân đợi anh lâu như vậy, có cơ hội tôi sẽ mời em ăn cơm để bồi tội nha. Từ lạc lạc nhìn anh cười nói, đáng ghét. Anh Viễn thấy bộ đồ em mặc đẹp không, đều là anh mua cho em nó. Trần Viễn trả lời cô, bộ đồ đâu đẹp bằng người chứ. Túi này được em đeo là đẹp nhất. Lúc này trong đám đông. Lâm Thư đồng đen mặt lại. Cắn răng nhìn màn ân ân ái ái trước mặt mình. Tức đến xì khói. Từ lạc lạc khoác tay Trần Viễn bước đi. Vui vẻ nói tiếp, thật sao? Người ta sẽ coi là thật đó. Trần Viễn cũng tiếp lời, đương nhiên. Còn thật hơn vàng. Tên lưu manh kia lúc này đã hoàn toàn gục ngã. Nước mắt lưng ròng. Nói, tôi không hiểu, tôi rốt cuộc kém chưa dứt câu thì bên kia đã có tiếng hét lớn hơn mình không hiểu mình rốt cuộc kém ở chỗ nào chứ hắn ta kinh ngạc quay sang ai vậy còn ủy khuất hơn cả lão tử phía bên này lâm thư đồng đã đẫm nước mắt khóc lóc nói dựa vào cái gì rõ ràng là mình tới trước cô ta là cái thá gì chứ mặt trời đang dần lặn xuống ánh nắng bị che khuất sau những tòa nhà cao tầng từ lạc lạc hớn hở đưa ra bức tranh vẽ trần viễn nói anh viễn đây là quà tặng anh đó trên bức tranh vẽ Trần Viễn còn có cả chữ ký của Từ Lạc Lạc. Cô ấy nũng nịu nói, "Đây là bức tranh mà em thức đêm để vẽ đó." Nói đoạn cô ngước lên nhìn anh nói tiếp, "Nếu dám tùy tiện vứt đi là em không tha cho anh đâu." Trần Viễn nhìn bức tranh cùng cô gái trước mặt, nghĩ thầm, "Đây, đây là lần đầu tiên mình nhận được quà mà nữ sinh tặng từ lúc sinh ra tới giờ." Từ Lạc Lạc lúc này mỉm cười như tỏa nắng nói, "Thích không?" Trần Viễn nhìn cô một lúc, sau đó anh gục mặt xuống. Anh ta đứng đó, thầm nghĩ trong lòng từ lạc lạc, đây là mùi nhử mà em chuẩn bị cho anh sao? Những suy nghĩ của Trần Viễn ngày càng nhiều, từ lúc anh tiêu tiền cho em. Em đã lên kế hoạch làm thế nào để bẫy anh rồi? Trần Viễn nghĩ tới đó bỗng cười gian xảo nghĩ, đáng tiếc anh đã không còn là anh của trước kia. Từ lạc lạc nhìn theo sắc mặt của Trần Viễn, lo sợ nghĩ, hình như anh ấy không vui lắm, không thích món quà này sao? Trần Viễn nhìn cô ấy với gương mặt điềm tĩnh nói, tại sao lại tặng anh cái này? Từ lạc lạc, lạc lúc này đỏ mặt cười nói, cái đó, bức tranh em thức đêm để vẽ. Anh không thích thì. Chưa kịp nói hết câu thì bữa tranh đã bị Trần Viễn rút đi. Anh ta ghé sát người vào cô rồi nói, về sau nếu không nhận được quà tốt như này thì em nên phụ trách với anh thế nào đây? Câu nói cùng với ánh mắt của Trần Viễn đã khiến từ lạc lạc đỏ hết cả mặt. Nói xong Trần Viễn dơ cao bức tranh lên. Từ lạc lạc cũng giận dỗi nói, đồ chết tiệt nhà anh. Khốn kiếp, dọa chết em rồi. Trả tranh lại cho em. Trần Viễn càng dơ cao rồi nói, ấy, không đưa không đưa anh muốn giấu làm bảo bối ra truyền cơ bỗng trần viễn nắm lấy cổ tay của từ lạc lạc rồi nói từ lạc lạc anh ghé người sát từ lạc lạc khiến cô đỏ mặt nói với giọng nhẹ nhàng so với quả của em thì anh thích con người em hơn gương mặt đẹp trai phản chiếu trong đôi mắt óng ánh của lạc lạc cô đỏ mặt thầm nghĩ anh ấy biết thả thính quá cùng lúc đó hệ thống cùng hiển thị độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 5 điểm trần viễn lúc này nở một nụ cười nham hiểm anh ta nghĩ bụng muốn lợi dụng tôi à? Ngoan ngoãn làm công cụ để tôi kiếm tiền đi. Bỗng từ đâu có một bàn tay sạch tới. Hắn ta hét to, từ lạc lạc. Trầm viễn quay sang nhìn. Một chàng trai tức giận tách hai người họ đang ngọt ngào với nhau. Chàng trai quay sáng từ lạc lạc tức giận hét, từ lạc lạc. Không phải em nói đi làm móng với bạn thân sao? Người đàn ông này là ai? Nam sinh khóc đến đáng thương. Không màng mặt mũi của mình trước mặt quét nữa. Anh ấy khóc và nói ra những lời đau nhói trong lòng. Làm móng tay đến nỗi ôm nhau luôn cậu thật sự được đấy cậu ta chỉ vào trần viễn còn đang ngơ người đằng kia nói tiếp hắn ta nhất định rất giàu đúng không còn để ôm ôm ấp ấp rồi tôi theo đuổi cô lâu như vậy mà đến tay còn không được nắm trần viễn cũng từ từ đoán mò được bạn học này là ai cậu nhóc xui xẻo này xem ra là sim chúa của từ lạc lạc mình quá quen với khí chất này rồi từ lạc lạc lúc này thì tức giận không thôi mặt mũi đều đỏ lên quát với cậu trai kia cậu là gì của tôi chứ tôi có yêu đương hay không không liên quan gì tới cậu Trần Viễn đột nhiên chen ngang vào giữa hai người, cười thiện chí với cậu nam sinh kia, hòa nhã hỏi, "Xin chào bạn học, tôi tên là Trần Viễn, cậu tên là gì? Theo đuổi Từ Lạc Lạc bao lâu rồi?" Từ Lạc Lạc phía sau chẳng hiểu chuyện gì, chuyện gì thế này? Nam sinh thấy Trần Viễn hỏi thì cũng lên tiếng, "Tôi, tôi tên là Vương Vũ, sinh viên học viện nghệ thuật, theo đuổi Từ Lạc Lạc từ nửa năm rồi." Nửa khuôn mặt Trần Viễn chìm trong bóng tối, "À một tiếng, thiếu niên lầm đường à?" Sau đó, cậu ta vuốt mái tóc của mình lên, hiện ra đôi mắt như hoài niệm về một ký ức đau khổ nào đó. Ra vẻ người từng trải nói, chú đây, từng theo đuổi một nữ sinh 3 năm, làm thêm bốn công việc, mỗi ngày đều ăn bánh bao với rau mặn. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương tột độ như sắp khóc đến nơi, nhưng cuối cùng, cô ấy chọn lên chiếc Mercedes-Benz của người khác. Lời này trực tiếp làm Vương Vũ không thể tin nổi, sao lại như vậy? Quá đáng quá. Trần Viễn nói tiếp, vì vậy. Cậu ta bắt lấy vai Vương Vũ, truyền động lực lớn lao, những người bỏ rơi chúng ta sẽ trở thành động lực để chúng ta hoàn thiện bản thân. Đại trưởng phu hà hoạn vô thể. Đưa tay hướng về phía ký túc xá, nhưng hai thanh niên này đều cảm thấy như đang hướng về một tương lai bừng sáng, trở lại ký túc xá. Quên đi cô ấy, cố gắng phấn đấu, để cô ấy hối hận về sự lựa chọn của mình sau khi thành công. Vương Vũ hít hít nước mắt vào trong, quyết tâm, chú yên tâm đi, cháu sẽ trở nên mạnh mẽ, cháu sẽ kiếm nhiều tiền. Từ lạc lạc nãy giờ xem vở kịch này của hai tên kia không khỏi dùng mình, đây là sự phát triển gì vậy? Vương Vũ vậy mà khóc ư? Cô bây giờ nói với theo sau của Trần Viễn giải thích, anh Viễn, cậu ấy chỉ là bạn bình thường của em thôi, em không ngờ. Trần Viễn lạnh lùng như bá đạo tổng tài, chậm chậm quay đầu lại nói, Lạc Lạc, tôi không quan tâm quá khứ của em. Cậu chậm rãi phun ra những lời trực tiếp xé rách đi trái tim của Từ Lạc Lạc, nhưng tôi cảm thấy em không tôn trọng tôi lắm, cũng không tôn trọng bản thân mình. Từng mảnh vụn mơ mộng của Từ Lạc Lạc rơi xuống cùng với câu nói của Trần Viễn, thẻ hôm qua em có thể tiếp tục dùng nhưng cho đến khi em giải quyết được mối quan hệ cá nhân của mình, tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau. Trần Viễn cười thâm độc, nhắc lại anh ta là nam chính không phải phản diện, từ lạc lạc xem cô sẽ ứng đối thế nào với chiêu lạc mềm buộc chặt như vậy. Tôi mong đợi quá. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi lại ngày một nhiều hơn. Từ lạc lạc không ngừng tự trách, lần đầu tiên, lần đầu tiên có người bao dung mình như vậy. Anh ấy thích mình thật lòng, mà mình lại phá hỏng hu 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 hu. Qua một lúc, hệ thống thông báo, độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 5. trần viễn đi trong khuôn viên trường nhìn nhìn bảng hệ thống xem ra quả thực không thể trừ trụng phụ nữ quá nếu không sẽ được nước lấn tới mình lại trưởng thành rồi cậu ta lấy điện thoại ra xem xem gì đó rồi nghĩ đã đẩy xong tòa tháp thứ hai bên từ lạc lạc rồi nên đổi sang triệu ngọc kỳ rồi màn hình hiển thị triệu ngọc kỳ đang mở livestream triệu ngọc kỳ đang livestream cậu ấy cũng là streamer triệu ngọc kỳ ngồi trước đàn piano bắt đầu nói chuyện làm quen với mọi người chào mọi người Tôi tên là Kỳ Kỳ, là thực tập sinh đã livestream được khoảng 2 ngày rưỡi. Sở trường của tôi là ca hát, nhảy và piano. Xin hãy quan tâm đến tôi. Dưới khung bình luận, có vài người bắt đầu gõ phím, streamer chuẩn bị biểu diễn tài nghệ rồi. Ấy, streamer mới sao? Chị gái streamer xinh quá. Em follow rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của Ngọc Kỳ, Trần Viễn không khỏi nghĩ nghĩ, khá đáng yêu đó. Chẳng lẽ chủ tịch triệu chính là loại người ngoài lạnh trong nóng ư? Ấy, Trần Viễn lúc này mới chú ý, mới chỉ có tí người xem ư? Không phải chứ. Lúc này, khung chat liền hiện lên tin nhắn của Tiểu Mễ Nhi. Ô, anh yên online rồi. Anh ơi mò mò. Trần Viễn trả lời, cô là ai? Hu hu hu, hôm qua anh vừa mới tặng cho em một đống tên lửa, mà nay đã quên em rồi sao? Trần Viễn rồi ep. Ha ha ha, tôi chưa có đấy gần đây rảnh không? Gặp mặt đi. Mễ Nhi nhanh chóng rồi ep lại. Hu hu hu, anh vội quá. Gần đây lịch trình của em đều kín hết rồi. Ồ, vậy thôi vậy. Mễ Nhi thấy không ổn lắm bèn nhắn thêm, anh Yên đừng tức giận. Tối nay tiểu Mễ Nhi sẽ đặc biệt nhảy cho anh một điệu. Vẻ mặt Trần Viễn Khinh bỉ nhìn tin nhắn đó, tức giận đến nghiến răng canh két, còn muốn lừa tôi tặng quà. Lão tử mất trắng hơn ngàn vạn mà không chói buộc được. Tôi thà tặng tiền cho chủ tịch chịu còn hơn. Lúc này có một thông báo hiện lên, xin mà bạn follow đang biết. Tới cổ vũ cô ấy đi. Tiểu khả ái kỳ kỳ. Ngô Tiểu Phi nhìn màn hình điện thoại có vẻ kinh ngạc một chút. Kỳ kỳ có người muốn biết với cậu kìa hy vọng không phải là streamer lớn gì đó. Trần Viễn như cún con vui vẻ cầm điện thoại xem, ấy, chủ tịch Triệu sắp biết rồi, có trò hay để xem rồi. Tiểu Mễ Nhi chính là người biết với Triệu Ngọc Kỳ lần này. Mễ Nhi vừa xuất hiện đã mở lời, ai ra, vậy mà ghép đối với một em gái mới, xem ra lần này thắng chắc rồi. Không bình luận thì khỏi phải nói, vô số comment lập tức nhảy ra, vợ đẹp quá. Ở cao đạo lý đại thứ hoa bình luận còn chất hơn, vợ phát hiện tôi xem livestream của Tiểu Mễ Nhi nên rất tức giận. Đã ly hôn với vợ, tạ phi cơ lầu dưới vạch trần lầu trên tự gạt mình còn được đừng hòng lừa được bọn tôi anh lấy đầu ra vợ chứ trần viễn nhìn một màn này thì cười đến u ám chưa đến cuối cùng thì thắng hay bại khó nói lắm vậy mà hai người này lại ghép lại với nhau đúng là duyên phận kỳ lạ trận biết diễn ra sôi nổi vô cùng ngọc kỳ vẫn tiếp tục đàn không nghỉ bên kia tiểu mễ nhi liên tục nhảy vũ đạo trách chi không tử. rất nhanh tỷ số giữa hai người đã là khoảng cách xa tiểu mễ nhi lên tiếng ai em gái vẫn nên bỏ cuộc đi dù có gãy tay cũng không thể đánh bại tôi. Tôi có sự chống lưng của thổ hào như anh Yên đó. Không bình luận lại sôi nổi, anh Yên, là thổ nào tặng hơn một nghìn vạn hôm qua sao? Đây là thần hào đỉnh cấp đó. Nhanh như. Vậy đã bị tiểu mễ khi cho vào bẫy rồi sao? Vẫn là tiểu mê nhi. Xin lỗi kỳ kỳ tôi phản bội rồi. Đèn pha của tiểu mễ nhi quá lớn rồi. Tiểu mễ nhi nhớ lại tin nhắn vừa nãy cùng Trần Viễn không khỏi cười cười, dựa vào kỹ thuật nuôi cá của mình. Chắc hẳn anh Yên đã mê đắm rồi. Đúng lúc này, tên lửa thế kỷ y chang hôm qua lại xuất hiện tiểu mễ nhi làm bộ mặt bất ngờ rồi cảm ơn rồi rít a à, anh yên tới rồi cảm ơn anh yên mò mò chưa dứt lời đã hóa đá giờ tiểu mễ nhi mới nhận ra người được tặng tên lửa là ngọc kỳ chứ không phải mình đây đây sao có thể cô đơn hút một điếu thuốc lá đã tặng tiểu khả ái kỳ kỳ tên lửa 11000. ngọc kỳ và ngô tiểu phi không khỏi kinh ngạc qua sai một nghìn tên lửa phát tài rồi tiểu mễ nhi âm u thấy rõ tức giận run người đáng ghét vậy mà không phải tặng cho mình lúc này staff lại như hôm qua gõ cửa rồi dơ bảng lên ông chủ gọi điện rồi chuyện ban nãy cần cô cho một lời giải thích tiểu mỹ nhi thấy staff gọi thì lúng túng quay lại livestream nói xin lỗi nha anh tương em có chút chuyện em tắt live trước đây dưới bình luận vẫn đang chấm hỏi rất nhiều anh yên là thổ hào tặng một nghìn vạn tối qua đó sao nói xong tiểu mỹ nhi không chần chừ mà tắt live đi dưới bình luận lại một hồi cười đùa, ha 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 bị vào mặt rồi phải không? Lâu dưới cũng góp vui, anh yên uy lực lớn quá. Tiểu Mễ Nhi tự bế rồi ha ha. Tên này còn đỡ, tên bên dưới nói càng quá đáng hơn, ban nãy còn nói Yên tổng là núi dựa của cô ấy, quay đầu thấy Yên tổng tặng quà cho người khác rồi. Trần Viễn lúc này cũng không khác mấy người trong bình luận là bao, cậu ta cười đến nham hiểm, tôi có thể tặng quà cho cô, cũng có thể tặng quà cho người khác, người bán tiếng cười liếm mặt người khác mà cũng muốn chơi tôi ư? Lúc này trên lai chỉ còn mỗi triệu ngọc kỳ ngồi nói chuyện trần viễn có thể nâng một người lên thì cũng có thể đẩy người đó xuống cậu ta cười đáng sợ nhắn nhủ thầm chủ tịch triệu tôi đã chơi tới bến rồi đừng để tôi thất vọng đấy một lúc sau tại công ty giải trí quen thuộc hôm qua ông chủ lại xảy ra chuyện lớn rồi thư ký tiếp tục như hôm qua chạy vào không gõ cửa cô đơn hút một điếu thuốc đó lại ông chủ không đợi được nữa nên xen vào lại tặng một nghìn vạn đứa trẻ này không phải là vương tử dầu mỏ trung đông nào đó chứ Cùng lúc, tại phòng nghỉ ngơi của streamer, thần hào Yên Ca đang tặng 1.000 vạn cho streamer đánh đàn piano đó. Chẳng lẽ anh Yên thích âm nhạc? Các chị em streamer như vớ được tảng đá giữa biển lớn mà xôn xao, tiểu lý mau lấy cảnh tam giác của tôi tới đây. Cô khác, tiểu lý, cả tôi nữa. Mau lấy luôn cả Suona của tôi nữa. Buổi chiều tại trường, sinh viên vẫn như bình thường, ngày ngày đến trường. Ngô Tiểu Phi đột nhiên la hét thất thanh, vang khắp giảng đường, kỳ kỳ. Mau nhìn này, Livestream hôm nay của cậu lên hot sớt rồi. Cô gái nhỏ vui vẻ hô hô tay loạn xạ, nhìn không kỹ còn tưởng có hoa mọc xung quanh cô nàng, cậu sắp hot rồi, sắp trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi. Triệu Ngọc Kỳ vui mừng thì có nhưng cô cũng là người thực tế, người nổi tiếng trên mạng. Hừ, làm vui vẻ đàn ông trên mạng không phải kế lâu dài. Ánh mắt Ngọc Kỳ như có dao bên trong, nhắc nhở Ngô Tiểu Phi, thứ quan trọng nhất của phụ nữ là có sự nghiệp, kinh tế và nhân cách đều phải độc lập. Biết chưa? Ngô Tiểu Phi cười trừ có chút không nói nên lời, được rồi, đừng lúc nào cũng lên lớp cho tớ. Cô ghé sát tai, nói nhỏ với Ngọc Kỳ, vậy thì, cậu nói thật đi, thổ hào mà điên cuồng tặng quà cho cậu có phải cậu quen không? Triệu Ngọc Kỳ lập tức chối bỏ, nói bao nhiêu lần là không biết rồi, cậu tin thì tin không tin thì thôi. Ngô Tiểu Phi thấy bạn mình cự tuyệt thế cũng xua xua tay, được rồi, được rồi, đừng tức giận, tớ tỏ mò thôi. Chưa đầy một phút mà Triệu Ngọc Kỳ đã quay lại trạng thái e thẹn, tim bay phấp phới nói, chẳng qua người ta tặng nhiều như vậy vẫn nên lịch sự nhắn tin cảm ơn Ngô Tiểu Phi vừa chỉnh đèn vừa biểu môi nghĩ vừa nãy ai nói làm vui lòng đàn ông không phải kế lâu dài nói một đằng làm một nẻo à đang nói xấu thì chính chủ la lên một tiếng làm Ngô Tiểu Phi giật thót rớt luôn cái đèn mới gắn cô sợ hãi quay lại hỏi sao sao thế Triệu Ngọc Kỳ giơ dơ, dơ điện thoại nói Tiểu Tiểu Phi có khả năng tớ thật sự quen thổ hào này hình như là Trần Viễn biết được phú hào đó là Trần Viễn. Triệu Ngọc Kỳ tự suy diễn ra được 77 49 tình tiết, chẳng lẽ cậu ấy là con trai của một nhà tài phiệt. Từ nhỏ đã được ăn no mặc đẹp nhưng lại khiêm tốn, luôn giả thành người bình thường sinh sống. Đứa trẻ nhà tài phiệt có quặng dầu mỏ không chịu đi trên con xe trên thế giới chỉ có một mà bước lên chiếc xe lam, nhận được một nền giáo dục ưu tú, nên cậu ấy chán ngấy việc được người khác ngưỡng mộ và chỉ muốn sống tự do. Cậu ta đi ngược lại với những thanh niên nhà giàu khác. Cho đến một ngày nọ, Cậu ấy gặp người con gái mà mình yêu và cậu ấy quyết định dũng cảm theo đuổi, với thân phận là người bình thường, cầu hôn cô ấy. Sau khi bổ não xong, Triệu Ngọc Kỳ tự cho mình là đúng, nhất định là như vậy. Ngô Tiểu Phi bên cạnh mặt sắp biến dạng đến nơi. Không khỏi nói, có phải cậu đọc nhiều tiểu thuyết bá đạo tổng tài rồi đúng không? Triệu Ngọc Kỳ không từ bỏ tưởng tượng của mình, tiếp tục ngưỡng mộ Phú Hào Trần Viễn, cậu ấy đã ăn ngon mặc đẹp từ khi khi còn nhỏ, nên giả vờ làm một người bình thường chắc chắn sẽ rất vất vả nhỉ. Ngô Tiểu Phi chối bỏ, tỉnh ngủ đi. Cô nàng la lớn, không được. Tớ phải chân thành cảm ơn cậu ấy mới được. Mới một lúc trôi qua, Trần Viễn vừa tắm xong bước ra đã nghe tiếng tin nhắn gửi đến. Ừ. Nhìn vào màn hình hiển thị Triệu Ngọc Kỳ gửi một tin nhắn, Trần Viễn, hai ngày này cậu rảnh không? Thấy lời này của cậu thì chủ tịch Triệu đã mời thì lúc nào cũng rảnh. Tớ muốn mời cậu ăn cơm. Cậu thích ăn gì? Vậy chúng chúng ta đi ăn tôm hùm nhỏ đi. Tớ thích ăn cái đó nhất. Được thôi. 4 giờ chiều mai gặp ở cổng trường nhé. Trần Viễn cười nhạt, nhìn không ra cái người nhắn tin khách sáo lúc nãy và cậu ta là một, vậy mà không hỏi mình lấy tiền ở đâu ra để tặng, chỉ đơn thuần mời mình ăn cơm. Tôi muốn xem trong hồ lô của cô có bán thuốc gì. Rất nhanh đã đến giờ hẹn, Trần Viễn vừa hoan hỉ vừa chạy xe trên đường, hát cái gì không rõ. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu ta đậu xe kế một con xe ô tô bóng loáng của ông chú nào đó. Ông chú hút điếu thuốc cười cợt đùa, chàng trai trẻ đợi người ư. Trần Viễn quay đầu lại trả lời, vâng, chú cũng vậy sao? chú tới đón con gái nuôi của chú. lúc này triệu ngọc kỳ xinh đẹp như hoa đi tới, ngó trái ngó phải tìm kiếm trần viễn. trần viễn thấy người đã tới mở miệng gọi triệu. ông chú làm mặt khinh bỉ, một bộ người trẻ này còn quá non mà nói, đừng nhìn nữa, chàng trai trẻ cháu phải cố gắng kiếm tiền, nếu không mỹ nữ như vậy sẽ bị bọn chú bao mất đấy. ông chú đó nào hay, trần viễn nghèo khó đi xe máy điện trong mắt ngọc kỳ lại là bộ dáng chú rể giàu có đi mô tô chỉnh tề, cô nàng thả tim bay loạn xạ, a a đẹp trai quá. Người đàn ông kia còn đang tự diễn thuyết một hồi dài, lúc nào cháu mới có thể lái được chiếc này của chú? Thì hai người kia đã yên vị trên xe, ngồi chắc chưa? Ừm ừm. Đến khi hai người lái qua người ông chú thì ông ta mới giật mình hốt hoảng làm rơi luôn cả điếu thuốc trên miệng. Khi chỉ còn đứng phía sau hít khói nhìn hai người rời đi ngày càng xa thì ông ta mới quỳ thụp xuống khóc không ngừng, hu hu. Mình kiếm nhiều tiền như vậy thì có tác dụng gì chứ? Triệu Ngọc Kỳ ngồi phía sau xe của Trần Viễn. Cô ôm lấy cậu ta từ phía sau, khung cảnh giống hệt như ngày chú rể đến đón dâu trên chiếc xe mô tô sang chảnh. Triệu Ngọc Kỳ mắt giờ chỉ toàn hình trái tim mà nghĩ không ngừng, hình ảnh đó cứ đi đi lại lại trong đầu cô. Còn đang mơ mộng thì giọng của Trần Viễn cắt ngang, chúng ta tới rồi. Dừng trước quán tôm hùng đất, đỗ xe rồi đi vào. Phục vụ rất nhanh đã đưa món lên, vị cay và tỏi bạn đặt đã lên đủ. Chúc ngon miệng. Món ăn nhìn thôi đã thấy ngon, đỏ rực và phát sáng. Trần Viễn tinh tế mà lau lau bàn ăn nơi Triệu Ngọc Kỳ ngồi, triệu ngọc kỳ thì nhìn cậu ta không rời mắt, ánh mắt như sắp bắn ra tình yêu. cô chống cầm nghĩ ở quán ăn bình thường cũng không quên tinh tế, đúng là phong phạm thế gia. trần viễn nãy giờ chú ý bàn ghế bát đũa, cũng sẵn tay đưa khăn giấy cho ngọc kỳ, nè, cẩn thận bị bẩn tay. ngọc kỳ vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn. trong đầu lại tiếp tục suy diễn trong việc cư xử thì có chừng mực, nhiều quá thì lại ân cần, ít quá thì lại lạnh lùng, đúng là gia giáo rất nghiêm. trần viễn bắt đầu chiến. Ngô nghiến ăn tôm hùm không màn thế sự nữa còn bên kia triệu ngọc kỳ vẫn chưa động đũa không rời mắt khỏi cậu ta đây chắc hẳn là con tôm hùm nhỏ nhất mà cậu ấy từng ăn nhỉ cô lại tự hóa thân mình thành nữ chính ngôn tình nghèo khó được thiếu gia tài phiệt để mắt cậu ấy giàu như vậy mà lại ăn quán lề đường với mình chắc hẳn là không muốn mình bị áp lực phút chốc từ chân viễn ngồi ăn quán lề đường lập tức trở thành hoàng tử thưởng thức mỹ vị cậu ấy đúng là một bông hoa yêu nhã dịu dàng độ hào cảm của triệu ngọc kỳ cộng 10, Thông báo nhảy ra bất ngờ một thì Trần Viễn bất ngờ một trăm đến nỗi rơi con tôm đang ăn dở, hả? Gì vậy? Thế mà cũng tăng. Đột nhiên một con tôm đưa đến bên miệng, Trần Viễn có chút cứng đờ, Triệu Ngọc Kỳ giọng nhẹ nhàng như gió bảo. Cô cũng nói thêm, "Trần Viễn cảm ơn cậu. Tôi giúp cậu bóc tôm nhé." Trần Viễn miệng còn dính đồ ăn không khỏi ngây ra thật lâu. Cùng lúc đó, từ phía cửa có người bước vào, phục vụ hồ hởi, "Xin chào quý khách." Lâm Thư Đồng mắt chữ A mùng chữ O mà cả kinh mình hoa mắt rồi triệu ngọc kỳ đang đút tôm cho trần viễn cô nhanh chóng suy ngẫm về độ nguy hiểm của tên trần viễn kia trước là từ lạc lạc sau lại là triệu ngọc kỳ anh ta lại có bản lĩnh vậy ư nghĩ một chút rồi cô lập tức quay sang nhìn bạn trai bên cạnh với ánh mắt cún con anh tuấn khải ở đây đông quá chúng ta đi chỗ khác ăn đi nhưng tên bạn trai này có vẻ nhìn ra được tâm tư nhỏ của cô bạn gái mình nên thẳng thắn đáp đông sao hay là đông người quen tuấn khải khoác vai lâm thư đồng tiến vào trong không quên nhìn nhìn cô rồi bỏ thêm một câu, con người anh thích ăn ở chỗ đông người. Lúc này, từ đâu bàn ăn của Trần Viễn hiện ra một cái bóng từ phía sau. Trần Viễn đang ăn cũng chẳng để ý lắm. Cho đến khi có vài tờ tiền rơi từ trên xuống trước mắt Trần Viễn mới khiến cậu ta dừng ăn lại. Này, cậu tên là Trần Viễn đúng không? Tuấn Khải vừa quăng tiền vừa ra thế thượng đẳng ra lệnh, đây là 500 tệ, cậu nhường chỗ lại cho tôi. Trên bàn quán ăn lúc này có hai dĩa đồ ăn sang trọng, toát lên vẻ giàu có. Trần Viễn lúc này chán nản nghĩ ngợi, anh ta lên cơn điên à? Cảm thấy bản thân rất đẹp trai sao? Hoàng Tuấn Khải vung tiền càng nhiều rồi cười đắc ý nói, chê ít, một nghìn đủ để cậu chuyển ổ chưa? Lúc này có Triệu Ngọc Kỳ bên đây đã hiện vẻ mặt khó chịu. Triệu Ngọc Kỳ vô cùng tức giận, cả người như đang bốc lửa. Trần Viễn nhìn sang, hửm, anh nghĩ người bị khiêu khích không phải là mình sao? Sao cậu ấy lại tức giận như vậy? Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chó hoang từ đâu tới lại dám phá hoại buổi hẹn hò hoàn hảo của lão nương phía bên này hoàng tuấn khải không để ý cố tiếp tục móc trong ví ra sấp tiền dày cộ nói còn chê ít sao được vậy tôi cho hai chưa nói dứt câu anh đã nghe thấy tiếng loạt soạt lụng tiền trên bàn nhìn sang thì chỉ thấy tên phục vụ bàn đang vừa nhìn đống tiền vừa cười nịnh nói đại ca anh cho tôi chỗ tiền này đi tôi thêm bàn cho anh sắc mặt hoàng tuấn khải lúc này càng trở nên tức giận anh ta nắm lấy áo của tên kia tức giận quát thêm cái bíp đây là chuyện thêm bàn sao đây là thêm bàn chưa nói xong đã vang lên tiếng ai ra một chiếc túi từ đâu bay đến đạp thẳng vào mặt của Hoàng Tuấn Khải khiến anh ta xịt máu mũi gãy mấy cái răng phía bên này Trần Viễn nhìn sang Triệu Ngọc Kỳ cô ngại ngùng cười nói tôi không có không phải tôi bỗng phía sau hai người có một bóng người to lớn xuất hiện khiến cho cả hai ngơ ngác quay lại nhìn đó là một người phụ nữ to lớn với gương mặt đang vô cùng tức giận đến nỗi có thể đánh bất cứ ai nhập viện Trần Viễn lúc này vội né sang bên thầm nghĩ dọa chết lão tử rồi Hoàng Tuấn Khải mới bị đánh mặt mũi bầm dập, nhìn người trước mặt càng thêm sợ hãi, "Ngụy, Ngụy Tiểu Thanh, sao em lại ở đây?" Ngụy Tiểu Thanh lúc này tức giận quát lớn, "Nếu tôi không ở đây, sao có thể phát hiện anh bao gái sau lưng tôi chứ? Anh đúng là xúc sinh còn không bằng heo chó." Hoàng Tuấn Khải lúc này khép nép bước đến bên cô ta rồi ra giọng nũng nịu, "Tiểu Thanh, em hiểu nhầm rồi, sao anh có thể bao gái chứ? Trên người anh toàn là đồ em cho cả, sao anh có thể phản bội em chứ?" phía bên này lâm thư đồng đã cúi sầm mặt xuống như hiểu ra điều gì đó vừa lúc đó hoàng tuấn khải bất ngờ quay sang nắm lấy tóc của lâm thư đồng rồi mắng cô xối xả là cô ta cô ta chủ động câu dẫn anh đồ tiện nữ nhân không có liêm sỉ thư đồng lúc này bị giật tóc đau đến điếng người cô ấy cố gắng gỡ tay tên xấu xa kia gương mặt đau đớn hết to anh nói láo tôi không có rõ ràng là anh hẹn tôi trước anh còn nói mình độc thân hoàng tuấn khải lúc này tát cô một cái mạnh bạo rồi trả lời cô cầm mồm cho tôi tiện nhân lâm thư đồng lúc này ngã quỵ xuống đất mặt bị tát đỏ đến dớm máu ngước lên nhìn tên khốn trước mặt mình nói hoàng tuấn khải anh hoàng tuấn khải lúc này giơ cao tay định tát thêm cho cô cái nữa anh ta tức giận nói nhìn gì mà nhìn cô còn nhìn tôi tôi liền nói đoạn anh ta giơ tay lên trực như sắp đánh vừa lúc đó có một bàn tay đến cản lại là trần viễn anh bóp chặt tay của tên khốn kia rồi tức giận nói đánh phụ nữ anh còn chê mình chưa đủ mất mặt sao lúc này lâm thư đồng ôm mặt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra nước mắt lưng dòng nghĩ là anh ấy trần viễn quả nhiên vẫn còn yêu mình hệ thống lúc này liên tục thông báo độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 20 điểm độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 20 điểm độ hảo cảm của lâm thư đồng cộng 20 điểm hệ thống hiện lên thông báo độ hảo cảm của đối tượng sim chúa số 2 lâm thư đồng đã đột phá 95 điểm chúc mừng ký chủ phản công thành công bỗng từ đâu những luồng sáng như cơn lốc xoáy đến người trần viễn hệ thống tiếp tục thông báo đối tượng sim chúa số 2 Lâm Thư Đồng đã tiêu 50.000 tệ tiền sim chúa, thưởng cho ký chủ 5.000 tệ. Luông sáng lúc này bao lấy Trần Viễn. Hệ thống lại thông báo, Lâm Thư Đồng chuyển thành sim ký chủ, thưởng 20 điểm cường hóa. Lúc này hệ thống xuất hiện hiển thị bảng thông tin của men. Tên, Trần Viễn, 21 tuổi, chiều cao, 1m79, sức mạnh 9, thể chất 9, tinh thần 10, nhanh nhẹn 9, cảm ứng 10, điểm cường hóa. Trần Viễn lúc này có thêm sức mạnh, Đắc chí nghĩ, cường hóa 10 điểm sức mạnh, 10 điểm thể chất. Anh ta bẻ lấy tay của Hoàng Tuấn Khải ra sau, hay a, à, khiến Hoàng Tuấn Khải đau đớn, nhân mặt kêu lên, a, à, đau, 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 thả ra thả ra. Hoàng Tuấn Khải lúc này tay vớ được chai bia liền dơ lên đinh đánh. Tên đó dơ cao chai bia rồi nói, thích thể hiện phải không? Chết cho tao. Nhưng lúc này Trần Viễn đã có sức mạnh trong người. Anh chẳng còn sợ mấy thứ nhỏ bé đó. Lấy tay đấm lại Hoàng Tuấn Khải một cái mạnh khiến hắn ta văng ra xa 2 mét, còn nói, ồn ào. Nhìn tên xấu xa Hoàng Tuấn Khải đang bị anh đánh tới mức ho khụ khụ trước mặt. Trần Viễn Khinh bỉ nói, Hoàng Tuấn Khải, ăn cơm mềm không mất mặt, nhưng ăn cơm mềm còn đánh phụ nữ thì đúng là xúc sinh. Hoàng Tuấn Khải lúc này thấy Trần Viễn xỉ nhục mình, tức giận rút từ trong túi con dao găm ra. Phía bên này Triệu Ngọc Kỳ đã thấy, hoảng hốt hét lớn, Trần Viễn, cẩn thận. Hoàng Tuấn Khải lúc này không màng phạm pháp, cầm dao đâm tới chỗ Trần Viễn nhưng với sức mạnh đã được cường hóa trần viễn dễ dàng bắt lấy cánh tay đang cầm dao của tên khốn đó rồi xoay hự một cái khiến hắn ta đau đến nhân nhó mặt mày được đà trần viễn liền xoay người quật tên hoàng tuấn khải một cú khiến hắn ta ngã dầm xuống tiếng dầm vang dội lớn ra cả ngoài nhà hàng hoàng tuấn khải lúc này đã ngã lăn ra miệng sùi cả bọt mép trần viễn đắc ý mỉa mai chật hạt gạo cũng dám cạnh tranh với mặt trời và mặt trăng lúc này những vị khách xung quanh bàn tán sôi nổi về màn vừa rồi ha ha và mặt nhanh tới vậy có người nhìn Trần Viễn trầm trồ khen ngợi, đẹp trai vậy sao. Lúc này Trần Viễn và Triệu Ngọc Kỳ cùng nhau hiên ngang bước ra khỏi quán ăn, Lâm Thư Đồng đang ngã phía xa lúc này ngẩng mặt nhìn lên. Cô chạy lại ôm lấy chân của Trần Viễn, khóc lóc nói, "Trần Viễn, em sai rồi, là em mắt mù, có thể cho em cơ hội bắt đầu lại từ đầu không?" Trần Viễn lúc này cúi mặt xuống nghĩ ngợi. Rồi anh chậm rãi nói, "Trần Viễn mà cô đang nói đến là Trần Viễn đã cõng cô hơn 10 km đến phòng cấp cứu lúc 3 giờ sáng sao?" Anh nói tiếp, hay là Trần Viễn đã dùng tiền tích góp nửa năm để mua điện thoại di động cho cô, nhưng lại bị chê vì không phải mẫu mới nhất. Lúc này Lâm Thư Đồng ngước lên nhìn Trần Viễn với đôi mắt ngấn lệ, ấp úng nói, "Không phải." Em. Trần Viễn quay lại nhìn cô nói tiếp, hay là Trần Viễn biết cô ham hư vinh nhưng luôn tin tưởng cô một ngày nào đó cô sẽ quay đầu. Nói xong, anh lạnh lùng quay đi bỏ lại Lâm Thư Đồng phía sau lưng cùng câu nói, "Trần Viễn đó đã chết rồi, là cô tự chọn mà." Lâm Thư Đồng nhìn theo bóng dáng Trần Viễn dần xa với gương mặt đầy nước mắt. Ra khỏi nơi ồn ào đó, Trần Viễn gãi đầu ái ngại nói với Triệu Ngọc Kỳ, "Xin lỗi chủ tịch Triệu, tối nay lai loạn cả lên, làm mất hứng ăn cơm của cậu." Triệu Ngọc Kỳ vui vẻ trả lời, "Gọi chủ tịch Triệu gì chứ, gọi tớ là Kỳ Kỳ là được." Cô giơ tay lên xoa cằm rồi nói tiếp, hơn nữa tớ cũng không cảm thấy bị làm phiền, ngược lại còn thấy được mặt khác của người nào đó. Cô nghĩ thầm, đúng là càng nhìn càng không nhìn thấu con người của Trần Viễn này. Phía bên này Trần Viễn cười đỏ mặt ngại ngùng nói, "Lần sau để tớ mời cậu đi." trong đầu triệu ngọc kỳ lúc này đang hình dung lại những chuyện vừa qua của trần viễn gương mặt cô hiện lên nét gian xảo nghĩ mình dự cảm cậu ấy nhất định sẽ mang đến cho mình vô số bất ngờ thư đồng thất vọng chạy về nhà bất chấp trời mưa khuôn mặt đẫm nước mắt khiến cô bạn cùng phòng bất ngờ hỏi thư đồng sao trời mưa mà cậu không mang theo ô vậy thư đồng khóc lóc nói nhuế nhuế trần viễn anh ấy anh ấy nhuế nhuế nghe thư đồng nhắc đến tên trần viễn thì cũng hiểu câu chuyện nói với thư đồng trần viễn xem ra cậu cũng nghe nói rồi. Hôm qua Trần Viễn tặng hơn 1000 vạn lúc Triệu Ngọc Kỳ livestream đó. Nhìn không ra thằng nhóc này vậy mà là trai nhà giàu. Sao bị ướt hết rồi? Cậu không tìm nơi để chú sao? Nghe Nhuế Nhuế nói đến đây thư đồng càng bất ngờ hơn. Nói lớn, hơn 1000 vạn cái gì? Cậu nghe ai nói? Thật hay giả vậy? Nhuế Nhuế nói tiếp thì Ngô Tiểu Phi bạn cùng phòng với Triệu Ngọc Kỳ nói, đã truyền khắp ký túc xá nữa rồi, tớ còn tưởng cậu biết rồi cơ lúc này thư đồng càng đau khổ hơn nữa khuôn mặt tràn đầy buồn bã và nước mắt cô lúc này lại càng khóc to hơn nữa cô khóc miếu máu nói trần viễn hu hu tiếng khóc vang cả ký túc xá khiến những phòng bên cạnh không khỏi bực mình mắng ai vậy đêm rồi còn gào thét lão nương đang xem phim mà đấy phía bên này trong phòng ký túc xá của trần viễn mọi người đang vui vẻ chơi game có tiếng nói của một cậu bạn á à, đây cũng quá nghịch thiên rồi trần tử cậu bạn nói với trần viễn Tối nay cậu đã thắng 18 trận liên tiếp rồi. Viễn Tử, cậu ăn hào sống ư mà mạnh vậy? Anh bạn đeo mắt kính bên cạnh cũng tiếp lời, cậu không phải là thiên tài thể thao điện tử gì, bình thường đều diễn với bọn tôi đấy chứ. Trần Viễn lúc này thầm nghĩ, không ngờ sau khi tăng thêm 20 điểm thuộc tính, ngay cả việc chơi game cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài miệng thì vẫn nói với bọn họ, nghĩ gì vậy? Trạng thái tốt mà thôi. Cậu bạn thấy Trần Viễn đánh hay cũng khen ngợi, Viễn Tử hay là cậu làm streamer đi. Đợi cậu thắng kiếm trăm vạn rồi thì đưa bọn tôi bay theo bên này trần viễn vừa cởi áo vừa nói thôi đi các cậu chơi đi tôi đi tắm đã trong phòng tắm trần viễn vừa soi gương vừa nghĩ ngợi điểm thuộc tính đã tạo ra thay đổi cơ thể mình và vóc dáng cũng được cải thiện mình bây giờ tự dung là bành vũ yến của hồ đại cũng không quá đáng chứ không đúng có lẽ bành vũ yến còn không mạnh bằng mình dù sao mình có hệ thống anh vừa ngắm thân hình của bản thân vừa đắc ý tự nói thầm cơ thể hoàn hảo như này không biết cô gái nào được lợi đây mải mê ngắm bản thân mà Trần Viễn Xích không nghe thấy tiếng gọi cậu bên ngoài phòng Viễn Tử cậu rơi vào bồn cầu sao mau ra đây có điện thoại Trần Viễn cầm điện thoại lên số đang gọi đến là Từ Lạc Lạc anh thầm nghĩ Từ Lạc Lạc muộn vậy rồi cô ấy còn gọi làm gì lại nghĩ ra chiêu mới để chơi đùa mình anh bắt máy hỏi alo học tỷ Từ Lạc Lạc à tìm tôi có chuyện sao đầu dây bên kia là tiếng khóc thất thanh của Từ Lạc Lạc Trần Viễn hu hu hu, hu. Em không biết phải làm sao hu hu hu. Trong phòng chỉ có mình Từ Lạc Lạc đang ôm mặt khóc thảm thiết, hu 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 hu. Trần Viễn, em không biết phải làm sao nên mới tìm anh. Cô dùng giọng nói đang đầy sự buồn tủi hòa cùng dòng nước mắt của mình nói qua điện thoại, anh có thể chuyển cho em 50 vạn không? Từ Lạc Lạc khóc lóc kể lại đầu đuôi sự việc với Trần Viễn. Cô nói, cha của em nợ rất nhiều tiền vì cờ bạc. Khung cảnh theo lời kể như đang quay về lúc trước, khi mà Từ Lạc Lạc còn nhỏ, bị đòi nợ đánh đập tơi tả mẹ cô và cô ôm nhau đau khổ còn người ba thì van xin tên giang hồ anh cho tôi thêm hai ngày đi đến lúc đó chắc chắn sẽ trả hết cô khóc lóc nói một khi gia đình vốn tương đối giàu có rơi vào cảnh điêu tàn còn phải đối mặt với việc cho vay nặng lãi mỗi ngày em không phải là cô gái ham vật chất nhưng phải trả hết nợ đầu dây bên kia điện thoại trần viễn chỉ nhẹ nhàng nói cho tôi tài khoản từ lạc lạc nghe trần viễn nói thì kinh ngạc sau đó cô rối rít vội vàng tìm trong điện thoại nói à để em xem xem 62.255.89 Dinh rong Tiếng thông báo điện thoại vang lên Từ lạc lạc nhìn vào điện thoại thì hốt hoảng Thu nhập tài khoản Kính gửi quý khách hàng Tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được 500 triệu tệ Thu nhập tài khoản 2889 Nội dung giao dịch thu nhận Thời gian giao dịch ngày 18 tháng 9 18 giờ 36 phút Số dư tài khoản 507 365 006 Từ lạc lạc nhìn số tiền được chuyển tới mà kinh hãi lắp bắp nói Chục Trăm Nghìn Vạn Đây Sao? Sao lại là 500 vạn? Trần Viễn bên này đầu dây chỉ thờ ơ trả lời, không sao. Không cẩn thận ấn thừa một số không. Chỉ thấy từ lạc lạc bên kia đầu dây hét lớn, một tiếng A vang thật là kinh khủng. Cùng lúc này hệ thống cũng hiển thị liên tiếp mấy thông báo, độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 1. Độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 1. Độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 1. Dinh dinh. Độ hảo cảm của từ lạc lạc cộng 1. Từ lạc lạc cảm động nói với Trần Viễn, Hu 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 cảm ơn anh Trần Viễn hu 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 em nhất định sẽ báo đáp anh hu hu hu. Hệ thống bên này cũng hiện lên dòng thông báo, độ hảo cảm hiện tại của Từ Lạc Lạc, 94. Phía bên này, trong phòng ký túc xá nam, Trần Viễn nhìn màn hình hệ thống thắc mắc, 94 điểm. Chuyện gì vậy? Như này cũng không chiếm được cô. Anh thầm nghĩ, hay là tỏ tình luôn? Không được người bộc lộ nhu cầu trước thường gặp bất lợi. Ai tỏ tình trước là người thua cuộc. Anh thầm nghĩ chiến thuật, hai quan đối chọi khí thế làm đầu, địch không động ta không động trần thị binh phát sáng hôm sau ở ký túc xá nam trần viễn cùng mấy cậu bạn đang vui vẻ trò chuyện lão tạm nhanh lên coi tôi nổi này lão nhị cậu như vậy không được bao gái trần viễn có tiếng gọi từ phía xa trần viễn nghe ai gọi mình thì tò mò quay lại xem người đến là lâm thư đồng cô mang một túi đồ ăn sáng vui vẻ nói với anh trần viễn em đến nhà ăn mua bánh bao cho anh chúng ta cùng đi học đi Lúc này một cậu bạn học của Trần Viễn thấy cảnh vừa rồi thì há hốc kinh ngạc, chuyện gì vậy? Mặt trời mọc ở đằng tây rồi à? Lâm Thư Đồng vậy mà mua đồ ăn sáng cho Trần Viễn. Lúc này một giọng nói của cô gái khác cũng cất lên, "Anh Viễn, em cũng mua đồ ăn sáng cho anh nè." Tụi bạn của Trần Viễn nhìn xong càng há hốc. Là Từ Lạc Lạc, cô đem một hộp đồ ăn tự làm theo rồi nói với Trần Viễn, "Em đoán anh chán đồ ở nhà ăn rồi, nên người ta đặc biệt nấu cháo hải sản cho anh đấy." Lúc này cả hai cô gái chạm mặt nhau. Ánh mắt như phóng ra tia lửa về phía đối phương. Mấy người bạn chứng kiến thêm một màn chấn động hơn nữa. Lại thêm một giọng nữ gọi tên Trần Viễn. Họ ha hóc vừa nghĩ việc, lại nữa, để cho bọn tôi một ít a. À. Trần Viễn thì quay lại tò mò nghĩ, lần này lại là ai đây? Người tới lần này là Triệu Ngọc Kỳ. Cô nhẹ nhàng nói với Trần Viễn, Trần Viễn, tớ mang mì thịt bò cho cậu này. Cùng với đó trên tay cô là một túi đồ ăn và một túi quả gì đó. Lạc Lạc và Thư Đồng phía bên này ấm ức nhìn Triệu Ngọc Kỳ. Thư Đồng thẩm nghĩ, Triệu Ngọc Kỳ, sao cô ta lại tới? Viễn cảnh hiện tại như là một sàn đấu mà ở đó, Triệu Ngọc Kỳ là một đối thủ nặng cân mà hai người họ khó có thể đấu lại để giành lấy Trần Viễn của họ. Thư Đồng và lạc lạc tức giận nghĩ thầm, đây chính là khí thế của Hoa Khôi đứng thứ hai ở bảng xếp hạng trường, cảm giác áp bức mạnh mẽ thật. Phía bên này, Trần Viễn nhận phần mì thịt bò thì ngạc nhiên hỏi, sao, sao cậu biết tớ thích ăn mì thịt bò? Triệu Ngọc Kỳ chỉ nhẹ nhàng trả lời hôm qua lúc chúng ta ăn tôm hùm đất tớ đoán cậu thích ăn cay đúng lúc tớ biết một tiệm mì thịt bò tân thị rất chính tông trần viễn vui vẻ nhận lấy phần đồ ăn còn không quen nịnh nọt triệu ngọc kỳ cảm giác được người khác quan tâm thật tốt cảm ơn cậu nha kỳ kỳ lúc này trong lòng anh đã thầm đánh giá không hồ là triệu chủ tịch có thể đoán được sở thích của mình thông qua khẩu vị bất động thanh sắc mà thắng ngọc kỳ nhẹ nhàng gờ ép đáp lời nhưng vẫn cố ý đá xéo hai cô gái đang cầm đồ ăn sáng phía sau không cần khách sáo Đưa đồ ăn sáng đương nhiên phải cân nhắc đến sở thích của đối phương là gì chứ? Thế này mà không nghĩ ra thì sao có thể nói là thích được. Nghe những lời nói của Triệu Ngọc Kỳ khiến Thư Đồng và Lạc Lạc tức đến ói máu. Quay lại viễn cảnh sàn đấu trong tưởng tượng của họ. Chỉ cần hành động và câu nói vừa rồi của Triệu Ngọc Kỳ cũng đủ để đánh bại cả hai người. Quay lại hiện thực, lúc này Triệu Ngọc Kỳ đang đưa cho Trần Viễn một hộp quà. Cô nói, "Đúng rồi, tặng cậu món quà này để cảm ơn cậu." Trần Viễn nhìn món quà, kinh ngạc hỏi, "Đây là iPhone 15 Pro Max mới ra mắt. Đám bạn nhìn màn vừa rồi của hai người thì vô cùng sốc. Bàn tán với nhau, triệu chủ tịch vậy mà tặng quà cho cậu ta. Còn lại điện thoại mẫu mới nhất. Thấy cậu ta nhận quà. Tôi còn khó chịu hơn cha ruột chết. Lạc lạc và thư đồng bên này cũng thầm ngưỡng mộ nghĩ. Đây, đây là hơn một vạn tệ đó. Vậy mà cô ta nữ ư. Viễn cảnh sàn đấu lúc này đã đi đến hồi kết. Ngọc Kỳ làm một cú nốc ao khiến cả hai người không thể đứng dậy nổi nhìn trần viễn và ngọc kỳ cậu cậu tôi tôi vui vẻ nói chuyện trần viễn từ tốn nói ai ra không cần tốn kém như vậy ngọc kỳ cũng tiếp lời nhưng cậu tốn kém hơn tớ mà hai tớ không nhiều tiền lắm đây là tâm ý thôi trần viễn cũng vui vẻ nhận quà nói vậy tớ nhận nhé cảnh tượng vừa rồi khiến thư đồng và lạc lạc bên này tức đến vỡ mật thư đồng quay đi về cô vừa đi vừa buồn tủi mình chỉ muốn theo đuổi trần viễn lại cũng khó vậy sao mới mấy ngày mà đã nhiều thêm một triệu ngọc kỳ đúng là bực bội thật Lúc này Từ Lạc Lạc bước đến chỗ cô, nói, "Cô tên là Lâm Thư Đồng đúng không? Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi." Thư Đồng thấy người đến là Lạc Lạc thì tức giận quát, "Nói cái gì? Tôi không có gì để nói với cô cả. Ô nữ nhân xấu sai đều tại cô." Từ Lạc Lạc chỉ nhỏ giọng nói, "Đương nhiên là nói về chuyện kết minh rồi." Thư Đồng cố phản kháng nhưng vẫn tò mò hỏi, "Kết, kết minh? Kết minh gì cơ?" Từ Lạc Lạc nói, "Kết minh cùng chống lại kẻ địch chung của chúng ta, Triệu Ngọc Kỳ." cầm chiếc điện thoại được triệu ngọc kỳ tặng trên tay trần viễn thầm nghĩ triệu ngọc kỳ thực sự sẵn lòng tặng mình một chiếc điện thoại di động đắt tiền như vậy hơn một vạn tệ triệu ngọc kỳ lúc này thấy trần viễn không đi tiếp thì tò mò quay lại hỏi sao vậy điện thoại có vấn đề sao trần viễn cười nói không sao khá dễ dùng hệ thống của trần viễn lúc này hiển thị độ hảo cảm hiện tại của đối tượng trói buộc triệu ngọc kỳ 40. anh nhìn dòng thông báo trên hệ thống nghĩ thầm nếu không phải độ hảo cảm chỉ có 40, mình còn tưởng cô ấy là yêu mình rồi không hổ là nữ thần, thủ đoạn cao minh hơn, khiến con mồi tưởng mình mới là kẻ săn mồi. Trần Viễn vừa đi vừa nghĩ ngợi, xem ra phải nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ thôi. Cùng lúc này điện thoại cũng vang lên tiếng bíp bíp. Là tin nhắn đến của cô gái tên Tiểu Mễ Nhi, anh yên lần trước anh bảo gặp mặt cũng không phải là không được a, à. chỉ là người ta là người hương nội thôi, không phải không muốn gặp anh yên. Trần Viễn nhìn dòng tin nhắn thì đắc ý nghĩ, đây là thái độ nhận sai sao còn không thèm đăng hai tấm ảnh 18 tuổi sao? Thật sự coi mình là kẻ ngốc sao? Tiểu Mê Nhi. Thêm một dòng tin nhắn đến, bạn có tin nhắn mới. Long Hoàng xin chào anh Yên. Tôi là Long Hoàng top 1 của Tiểu Mễ Nhi. Tôi có một nhóm đều là top 1 của các streamer. Có hứng thú tới không? Lúc này có một lời mời tham gia nhóm được gửi tới, Long Hoàng đã mời bạn gia nhập group chat nhóm Hoàng Đồ Bá Nghiệp. Trần Viễn Hào hứng nghĩ, chẳng lẽ nhóm đã đi của các streamer trong truyền thuyết ư? Trong nhóm chat, nhóm Hoàng Đồ Bá Nghiệp, cô đơn hút một điếu thuốc đã gia nhập nhóm này. Đây là Yên Tần Bản Tôn Ư. Long Hoàng đỉnh thật, vậy mà có thể kéo được yên thần vào yên tổng đại lão xin hãy chiếu cố trần viễn cũng nhắn một tin vào chào hỏi chào mọi người tôi là cô đơn hút một điếu thuốc xin hãy chiếu cố một người khác nhắn tới hai dậy yên tổng vài ngày tặng mấy ngàn vạn mấy anh em bọn tôi làm gì có tư cách chiếu cố trần viễn nhắn thêm tất cả chỉ là tiền nhỏ chỉ để cho vui lúc này có một người nhắn vào group một tin nhắn yên tổng giàu thật mấy ngàn vạn đều là tiền nhỏ người anh em tôi có một mối làm ăn anh có thể chiếu cố không? Trần Viễn đọc tin nhắn đến lòng nghĩ thầm, hệ hình như mấy tên thổ hào này muốn thử tài của mình. Vậy thì chơi với các anh vậy. Nghĩ xong anh nhắn vào nhóm, nơi chiếu cố gì chứ? Có thể giúp thì add friend tôi rồi nói chuyện riêng đi. Vừa lúc này một thông báo gửi đến điện thoại, Trần Viễn cũng đồng ý kết bạn với Thanh Phong Từ Lai, like. bạn đã trở thành bạn bè với Thanh Phong Từ Lai. Like. Cậu ta nhắn đến cho Trần Viễn, tôi có một căn biệt thự định bán nhưng không biết Yên tổng có hứng thú không? Trần Viễn chỉ trả lời bằng vài từ ngắn gọn, vị trí nào? phía bên kia trả lời, khu Giang khẩu, biệt thự Giang cảnh. Trần Viễn nghe nói địa chỉ thì tức giận nghĩ, khu Giang khẩu là khu giàu có nổi tiếng, một biệt thự ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn. Anh vẫn điềm tĩnh đáp lại, "Có thể, đúng lúc tôi đang định mua biệt thự để để đồ linh tinh, ngày kia tôi sẽ đi xem nhà." Phái bên này, tên vừa nhắn tin với Trần Viễn nhận được phản hồi xem nhà của anh thì kinh ngạc, hình như thằng nhóc này thật sự định mua. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi? Long Hoàng, cậu ta không phải kẻ lừa gạt. Người ta thực sự giàu. Anh chàng tên Long Hoàng ngồi bên cạnh vẫn điềm tĩnh uống trà đáp lời tên kia, thực sự giàu hay không? Đến lúc đó thì biết. Cho dù đoán sai thì có thể kết bạn được với người tiêu mấy ngàn vạn không chớp mắt thì lợi nhiều hơn hại. Anh ta nói tiếp, anh gửi địa chỉ cho cậu ta đi, đến lúc đó thăm dò cậu ta. Dòng tin nhắn được gửi đến Trần Viễn, tòa nhà C66, thư viện Giang Liễu, số 8, khu Giang Khẩu. Trần Viễn nhìn tin nhắn, tắt điện thoại ngẩng đầu lên nhìn Triệu Ngọc Kỳ đang đi đến lòng thầm nghĩ không biết tặng một căn biệt thự cho cô ấy sẽ kiếm được bao nhiêu độ hảo cảm nhỉ hi hi trần viễn lúc này chở triệu ngọc kỳ đến tòa biệt thự theo địa chỉ được nhắc đến cô ấy vẫn không biết gì tò mò hỏi anh trần viễn cậu thần thần bí bí dẫn tớ tới đây làm gì thế phía xa xa trước cửa biệt thự có hai người đã chuẩn bị tiếp đón thầy khách quý đi tới hai người bước tới chào hỏi nhiệt tình ai ra ai ra đây chắc hẳn là yên tổng rồi thất lễ vì không đón từ xa Trần Viễn Chỉ cười đáp qua loa, khách sáo rồi. Tên kia lúc này nhìn sơ qua hai người một lượt rồi thầm đánh giá, Yên tổng này trông có vẻ bình thường, nhưng cô gái bên cạnh thì khí chất thoát tục, không phải là tử đệ của gia tộc ẩn thế nào đó chứ? Xem ra giá cả ngày hôm nay không dễ bàn rồi. Lão to con tự giới thiệu bản thân trước, tôi là Hồng Viễn Kiều, kinh doanh nhỏ, bởi vì vòng vốn xảy ra vấn đề nên bất đắc dĩ bán căn biệt thự này. Nói rồi ông ra hiệu cho hai người vào nhà, mời hai vị vào trong. Tiếp đến là màn giới thiệu các thông tin về căn biệt thự hoành tráng xịn so đầy đủ các thiết bị. Nội thất sang trọng, yên tổng xem xem. Toàn bộ biệt thự có diện tích xây dựng là 500 m2, diện tích thực dụng 2000 m2. Đồ trang trí được thiết kế bởi các nhà thiết kế nổi tiếng và toàn bộ ngôi nhà được trang bị nội thất nhập khẩu của Ý. Ông dẫn mọi người đến ban công rồi nói, "Ngài xem chỗ này, đại giang cuồn cuộn, long bàn hổ cứ, phong thủy cực tốt, nếu không phải vì thiếu tiền thì tôi đã chôn mình ở đây rồi." Lúc này Triệu Ngọc Kỳ hoảng hốt nghĩ thầm, chẳng lẽ Trần Viễn muốn mua nhà sao? Đây đây đây, loại biệt thự này e là phải hơn ngàn vạn. Trần Viễn ngắm nhìn quang cảnh đứng từ phía cao của căn biệt thự sang trọng, nói với Hồng Viễn Kiều, được, nơi này không tệ, ông cũng đừng phí công nữa, trực tiếp nói bao nhiêu đi. Ông ta cười cười nói, yên tổng à, không giấu gì ngài, tuy tôi cần tiền gấp nhưng mấy tên đến trước ngài đều rất coi trọng chỗ này. Lúc này trong lòng ông cũng đã thầm tính toán, giá căn nhà này trong lòng mình tầm 5.000 vạn, phải tăng chút để giảm dần, mình báo giá cao chút vậy. Ông nói với Trần Viễn, để tôi báo giá trung bình cho ngài nhé. 6.000 vạn ngài thấy được không? Trần Viễn nghe xong thì thở một hơi dài làm vẻ chán nản. Lúc này Hồng Viễn Kiều bên cạnh thầm nghĩ, báo cao rồi sao? Quả nhiên quý tộc tử đệ đều là lừa đảo. Trần Viễn lúc này điềm tĩnh nói, mới 6.000 vạn à. Cũng được thôi. Câu nói như dán cho lão Hồng một cú đau đớn vì độ chịu trì của anh. Trợ lý bên cạnh lúc này cũng kinh ngạc nghĩ, chuyện gì vậy? Vậy mà có người mua nhà che rẻ lão hồng cũng hối hận nghĩ, sớm biết thì đã báo bảy, không, báo tám ngàn vạn rồi. Trần Viễn không quan tâm hai người họ, quay sang triệu Ngọc Kỳ vẫn chưa hết ngỡ ngàng bên này, hỏi cô, Kỳ Kỳ, cậu cảm thấy nên mua căn nhà này không? triệu Ngọc Kỳ ấp úng nói, cậu hỏi tớ, đây, mua hay không cũng không liên quan gì đến tớ mà. Trần Viễn bước đến nhẹ nhàng nói với cô, căn nhà này là mua tặng cậu đó. lão hồng bên cạnh ngơ ngác nghĩ ngợi, tặng người ta 6 ngàn vạn đây là tài lực và khí phách bực nào đây hỏng rồi lời ban nãy của mình chưa đắc tội vị gia này đấy chứ triệu ngọc kỳ nghe trần viễn nói muốn tặng mình thì kinh ngạc hỏi lại sáu ngàn vạn tặng tớ cô thầm nghĩ trong lòng trần viễn giàu đến nào thì cũng phải có mức độ chứ đây cũng quá khoa trương rồi sáu ngàn vạn ai không phải 60 tệ chẳng lẽ đây là bẫy lừa đảo gì đó ở miền bắc myanmar ư tí nữa có phải muốn lừa mình uống nước nghe lời đúng không triệu ngọc kỳ ấp úng nói a không tốt lắm nhỉ Tớ không thể muốn. Trần Viễn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giải thích. Kỳ kỳ cậu nghe tớ nói, gần đây không phải có lệnh gia hạn nhà ở sao? Bất động sản dưới tên mình quá nhiều, muốn một căn đứng tên cậu, huống hổ. Anh nhìn cô đầy tình cảm nói, tớ cũng hy vọng có thể cho cậu một ngôi nhà. Triệu Ngọc Kỹ nghe xong những lời này thì đỏ mặt e ngại. Cố nghĩ, nhưng loại đứng tên bất động sản không phải luật pháp quy định vợ chồng mới có thể sao? Chẳng lẽ Trần Viễn muốn? Cô càng nghĩ càng rơi vào lưới tình yêu. Trần Viễn được dịp càng tiến sát gần cô và thả thính cô, chúng ta là quan hệ gì? Của anh không phải của em sao? Cần gì phải phân chia chứ? Mặt Triệu Ngọc Kỳ lúc này đã đỏ như cà chua, né sang một bên e ngại. Hệ thống cũng đồng thời hiện lên thông báo, độ hảo cảm của Triệu Ngọc Kỳ cộng 10. Độ hảo cảm của Triệu Ngọc Kỳ cộng 10. Độ hảo cảm của Triệu Ngọc Kỳ cộng 10. Nhìn dòng thông báo từ hệ thống, độ hảo cảm của Triệu Ngọc Kỳ hiện tại 90. Trần Viễn đắc ý nghĩ thầm, kỹ năng diễn xuất của mình ngày càng tốt hơn, ngành điện ảnh nợ trần viễn tôi một giải Oscar. Phía bên này, cô trợ lý thấy màn ân ân ái ái vừa rồi của họ cũng trọt trọt lão hồng. Nói nhỏ, xếp à, anh xem người ta kìa, lúc nào anh cũng tặng em một căn đi. Lão ta nhìn cô nói khác, làm việc tốt, sẽ có. À ha ha, như lòng thẩm mỹ, đây, anh thực sự không tặng nổi. Anh bước đến máy thanh toán, quẹt chiếc thẻ đen không chút do dự. Bước ra cửa, anh nói với hai người kia, đây là cọc một ngàn vạn. Số tiền còn lại sau khi làm xong sẽ chuyển khoản cho ông. Được chứ? Lão Hồng vui vẻ đáp lời, không vấn đề không vấn đề, Yên tổng cứ giao cho tôi, vài ngày nữa là xong. Hai người Tiễn Trần Viễn và Triệu Ngọc Kỳ ra xe, lão Hồng còn tận tình đứng vẫy tay chào đến lúc xe rời đi, nói theo, Yên tổng đi thong thả a, rảnh thì cùng đi chơi nhé. Lão Hồng nhìn theo thầm bàn tán với cô trợ lý bên cạnh, với sự giàu có của Yên tổng, vậy mà vẫn nhất quyết bắt taxi mỗi ngày để tập thể dục, thậm chí còn vi phục xuất tuần quả nhiên càng giàu thì càng khiêm tốn quả thật là tấm gương cho thế hệ mình cô trợ lý cũng nói theo đúng vậy hơn nữa còn trẻ như thế không biết cậu ấy có thiếu thư ký không trên đường về trần viễn vui mừng nghĩ thầm độ hảo cảm của triệu chủ tịch đã đạt 90 điểm rồi đợi hoàn thành chuyển hóa sim chúa thì bảy ngàn vạn mình tiêu trên người cô ấy có thể phản hoàn 200 vạn phóng sự trần viễn tặng quà còn tiêu một nghìn vạn thưởng thêm điểm thuộc tính lần này hồi to rồi hê hey he lúc này triệu ngọc kỳ bên cạnh cũng lén nhìn sang trần viễn thầm nghĩ theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình thì ban nãy trần viễn nói lời xấu hổ như vậy thì tiếp theo nhất định là tỏ tình cô vui vẻ mơ tưởng đến khung cảnh tương lai trần viễn rất ân cần và hào phóng anh ấy chắc chắn sẽ là một người cha tốt trong tương lai viên kim cương to bằng quả trứng cút đám cưới nên ở milan hay trên dãy apps đây đặt tên con là gì đây đợi trần viễn già đi có phải sẽ mắc bệnh alzheimer không nhớ mình là ai nữa đúng không mãi suy nghĩ mà xe đã đến nơi lúc nào không hay chỉ nghe tài xế nói đến rồi về đến ký túc xá Ngọc Kỳ bước xuống xe nhưng thấy Trần Viễn vẫn còn trên xe chưa chịu xuống tỏ tình mình cô ngơ ngác hỏi Ê, Trần Viễn anh không xuống xe à anh vẫy tay chào tạm biệt rồi nói với cô ừm bạn cùng phòng của anh hẹn anh chơi game em tự về trước đi chiếc xe lao đi mất tâm bỏ lại triệu Ngọc Kỳ đứng ngơ ra bên đường cô thất vọng nói thầm không phải chứ sao lại như thế tỏ tình của mình đâu taxi dừng lại trước một tiệm game Trần Viễn ra hiệu đến rồi, bước xuống xe vào tiệm game. Phía trong là tụi bạn của anh đã ngồi trong tiệm game từ trước. Anh bước vào nói: "Jo, chơi rồi à?". Cậu bạn tóc đỏ nhìn Trần Viễn tới thì nói với cậu: "Viễn tử sao giờ cậu mới tới? Bọn tôi đã chơi được một trận rồi". Cậu nói tiếp: "Vì cậu không có ở đây nên bọn tôi thua rồi. Lão Chu đi rừng quá gà rồi". Lão Chu bên cạnh phản bác: "ác nhân cao trạng trước". Viễn tử cậu mau mở thẻ, giữ một cái máy cho cậu rồi. Trần Viễn bước lại quầy còn không quên nói vọng lại bọn họ, đừng vội. Cha nuôi mở máy đưa các con bay. Bước đến quầy, anh vừa nhìn điện thoại vừa đưa tiền nói, phiền mở thẻ 20 tệ. Bốn bao lợi quần, bốn chai hồng trà lạnh. Người đứng ở quầy thu ngân trùng hợp lại là từ lạc lạc. Cô thấy người đến là Trần Viễn thì ngạc nhiên gọi, Trần. Trần Viễn. Trần Viễn quay sang thấy từ lạc lạc thì ngạc nhiên hỏi, từ lạc lạc, sao em lại ở đây? Lạc lạc ngại ngùng nói, em chưa nói với anh sao? Cha em mở tiệm nét, tiệm nét này là do cha em mở đó. Nhờ có anh mà món nợ của gia đình em đã được trả hết. Cô vừa mừng rỡ đáp lời Trần Viễn, Trần Viễn, em mời anh uống nước ngọt nhé. Không, để em mở hội viên chọn đời của quán nét. Dùng không giới hạn, Trần Viễn nhìn cô vui vẻ dối rít chỉ biết nói, a cũng không cần đâu, em. Câu nói chưa ra khỏi miệng thì bỗng nhiên có một tiếng nổ phía sau lưng, khiến Trần Viễn giật bắn mình. Một đám giang hồ bước tới, tên cầm đầu to con nhìn từ lạc lạc hung hăng hỏi, cô là con gái của lão từ ư tiền cha cô nợ bao giờ mới trả từ lạc lạc lúc này tức giận đáp lại rõ ràng lần trước tôi đã trả lại cho các anh 500 vạn rồi tại sao vẫn phải trả tiền tên lưu manh đập mạnh cây gậy bóng bàn lên quầy nói với lạc lạc 500 vạn là tiền gốc còn có lãi nữa tiền lãi còn thiếu 1.500 vạn lạc lạc nghe xong thì tức giận quát các anh đây là tống tiền và cướp bóc tên lưu manh bắt lấy cô quát lớn đừng làm trò nữa hôm nay nếu không lấy ra 1.500 vạn thì cô phải đi theo bọn tôi. Với vẻ đẹp của cô tới hộp đêm của tôi chắc chắn là đầu bảng. Một năm có thể kiếm đủ 1.500 vạn để trả ha 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 ha. Lúc này Trần Viễn bên cạnh không thể nhịn được nữa. Bước đến bắt lấy tay của tên Lưu Manh nói, được rồi đấy. Nhân lúc tôi chưa tức giận thì mau cút đi. Từ lạc lạc mừng rỡ nói với Trần Viễn, Trần Viễn, cứu em. Tên Lưu Manh bị đánh thì tức giận nói, con chó từ đâu ra quản chuyện. Lên cho tao. Đập hắn đàn em của hắn lúc này nghe lệnh thì xông đến phía trần viễn anh không sợ hãi mà phản đòn nhanh chóng dùng một cú đá vào ngực của tên cầm đầu kèm tiếng hét à đánh lũ bạn của trần viễn chứng kiến màn vừa rồi thì há hốc kinh ngạc đây đây là hồi toàn cước đại chiêu của nhà sư mù ư viễn tử từ lúc nào có thể đánh vậy thế trần viễn chỉ dùng vài chiêu là có thể đánh bại đám lưu manh kia màn vừa rồi khiến những người bạn bên cạnh chứng kiến mắt chữ a mồm chữ o kinh ngạc tột độ họ đồng loạt bái phục anh Hóa ra cường giả chân chính đã áp dụng trò chơi vào thực tế chúng ta thua cũng không oan đám lưu manh bị đánh cho nhiều đòn thì quay đầu chạy đi tên cầm đầu còn không quên quay lại nói thẳng nhãi hôm nay coi như mày may mắn đừng để tao gặp lại mày tên đàn em bên cạnh liền nói đừng làm màu nữa đại ca mau chạy đi từ lạc lạc xà vào lòng anh cảm động nói anh viễn cảm ơn anh lại cứu em một lần nữa ban nay em bị dọa chết mất hu 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 cùng lúc này hệ thống cũng hiển thị thông báo Độ hảo cảm của Từ Lạc Lạc đạt đến 95 điểm. Chúc mừng ký chủ phản công thành công. Đối tượng sim chúa số 1 đã tiêu tổng cộng 530 vạn tệ, thưởng ký chủ 53 vạn tệ. Từ Lạc Lạc thành công chuyển hóa thành sim chúa của ký chủ, thưởng 5 điểm cường hóa. Trần Viễn nhìn hệ thống thầm nghĩ, hôm nay đúng là chuyện tốt nhân đôi. Để mình xem xem thêm điểm cường hóa ở đâu thì thích hợp. Vừa lúc này, Lâm Thư Đồng đang đi ngang qua bắt gặp cảnh Từ Lạc Lạc đang nằm gọn trong lòng của Trần Viễn thì tức giận. Thư Đồng bước đến chỗ hai người, hét lớn: từ lạc lạc, cô phản bội. Cô chỉ vào từ lạc lạc mắng, đồ nữ nhân xấu xa nhà cô, đã bảo là kết minh, mà cô ở đây câu dẫn Trần Viễn. Hai người cãi nhau kịch liệt, Trần Viễn bên cạnh sợ hãi nghĩ thầm, hệ thống, điểm cường hóa thêm hết vào nhanh nhẹn cho tôi, có loại dự cảm không tốt. Đám bạn của Trần Viễn đang ra sức ngăn lại cuộc ẩu đả của hai cô nàng sim chúa, quay sang thì đã thấy Trần Viễn mất tâm. Tức giận nói, Viễn tử tên khốn này vậy mà chạy trước, bình tĩnh bình tĩnh, bình tĩnh mọi người đều là bạn học mà. Trên sân trường học, Trần Viễn vừa đi vừa nghĩ, đã công được Lâm Thư Đồng và Từ Lạc Lạc thành công. Triệu chủ tịch cũng sắp rồi, phải tìm đối tượng mới thôi, nếu không mình sẽ rơi vào tình cảnh không ai có thể sim. Vừa lúc đó phía sau anh có tiếng nói cùng một bàn tay chạm vào vai, bạn học này, đi sang bên được không? Cậu cả người khác rồi. Một cô gái trông khá nghiêm khắc nói với anh, thao trường đã được câu lạc bộ thể thao của chúng tôi trưng dụng rồi. Sắp có cuộc thi chạy nước rút, cậu có thể tránh được không? Trần Viễn nhìn cô gái trước mặt mình, thầm nghĩ, tuy nữ sinh này có chút hung dữ nhưng cũng khá được đấy. Anh chìa điện thoại đến trước mặt cô gái rồi cười nói, "Được a, à, muốn tôi đi rất đơn giản, cậu add WeChat của tôi là được." Vừa lúc đó phía xa có tiếng hét lớn, dừng tay. "Các người đang làm gì vậy?" Một cậu bạn nam đứng chắn trước mặt cô gái tức giận nhìn Trần Viễn nói, "Tôi là bạn trai của cô ấy, cậu mau chết tâm đi, mau cút." Trần Viễn nhìn người trước mặt mình, thầm nghĩ, người này, có chút quen mắt trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh bị người này đánh đập cũng những lời chửi rủa thậm tệ mày không tự nhìn lại bản thân xem mày cũng xứng theo đuổi tiêu nhược vũ dòng thời gian trở lại hiện tại tên đó hung hăng nói với trần vũ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mau chết tâm đi trần viễn nhìn tên trước mặt mình tức giận nghĩ đúng là oan ra ngõ hẹp mà lúc này hệ thống cũng hiển thị thông báo mới sim chúa hành động bắt đầu tên hà chỉ anh tuổi 19 tuổi chiều cao 169 cm cân nặng 50 kg. Giá trị nhan sắc 8,2 điểm độ hảo cảm của nữ sinh này đối với kỹ chủ, âm 5 điểm. Trói buộc xin chúa số 4. Khi độ hảo cảm của cô gái này đối với ký chủ vượt qua 95 điểm, thưởng 10% tiền sim chúa, thưởng điểm cường hóa số lượng 22 điểm. Trần Viễn nhìn những thông tin trên hệ thống, đắc chí nghĩ, "Hê hey, hê, hey, 22 điểm nhiều vậy sao? Thú vị." Tại hội thao của trường, một cuộc thi chạy điền kinh sắp bắt đầu, thí sinh đã dần vào vị trí. Thông báo từ trọng tài trận đấu sắp bắt đầu. Tất cả các tuyển thủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hà Chỉ Anh lúc này bên ngoài khán đài đang hăng hái cổ vũ cho bạn trai, chồng cố lên. Chồng em đỉnh nhất. Một khán giả bên cạnh nhìn thấy điều lạ thì ngạc nhiên nói, ấy, sao cũng có người cúi xuống ngoài đường đua. Bằng, phát súng báo hiệu cuộc thi bắt đầu phát lên. Những thí sinh lao đầu chạy như điên về phía trước. Hai bên là những tiếng cổ vũ từ khán giả. Lý Dương, bạn trai của Hà Chỉ Anh đang dẫn đầu đoàn chạy. Cách phía sau đã khá xa, đắc ý nghĩ hê hey hê hey, đám kiến bỗng nhiên lúc này có một bóng người sạch ngang cậu nhanh như tia chớp khiến cậu há hốc kinh ngạc người vượt qua cậu không ai khác chính là trần viễn trần viễn vượt mặt lý dương vừa chạy vừa đắc ý nghĩ xem đi lý dương tao sẽ đánh bại mày ở lĩnh vực sở trường của mày lý dương lúc mày tức giận nói đáng ghét lúc này lý dương dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân nhất quyết không thể bị coi thường giải trừ phong ấn chân trái hoàng kim cậu ta đắc ý chuẩn bị tăng tốc ngẩng đầu lên nói tuy không biết mày là ai nhưng tao sẽ để mày thấy thế nào gọi là tư thể đại đế ấy đâu rồi cậu ta không thấy bóng dáng của trần viễn đâu một lúc sau phía sau lưng hắn trần viễn lại vụt qua lý dương kinh hãi lắp bắp nói hắn 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 vậy mà vượt mình cả một vòng mới có mấy giây mà trần viễn đắc ý nghĩ thầm lý dương chỉ dựa vào mười mấy năm khổ luyện của mày sao có thể so được với thêm điểm của hệ thống trong một tuần của tao Bình luận viên thấy màn vừa rồi thì không khỏi ngạc nhiên bình luận vô cùng sôi nổi, tôi đang nhìn cái gì đây? Người bay thật sự xuất hiện rồi. Trước tốc độ của cậu ta, cậu bé Astro cũng phải cam bái hạ phong. Chỉ trong 50 giây, cậu ta đã chạy được một vòng thao trường. Lúc này Trần Vũ đã cán đích đầy ngoạn mục. Hà chỉ anh cũng phải ngơ ra. Kinh ngạc nói, lão, lý, vậy mà thua rồi. Tiếng bình luận viên vẫn vang vọng khắp thao trường, tân quán quân ra đời rồi. Cậu ấy phá vỡ kỷ lục thậm chí còn vượt qua cực hạn của con người. Nhưng bây giờ bọn tôi không biết gì về cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn không phải là tuyển thủ tham gia. Huấn luyện viên cũng phải kinh ngạc với màn chạy vừa rồi. Bước đến chỗ Trần Vũ hỏi, người trẻ tuổi, tôi thấy cậu khỏe khoắn đấy. Có hứng thú gia nhập đội Điền Kinh không? Tôi đề cử cậu vào đội quốc gia. Lý Dương bên này bị thua thảm lại còn bị huấn luyện viên ngó lơ thì khóc lóc nói, huấn luyện viên, chẳng phải bảo danh ngạch này dành cho em sao? Trần Vũ trước lời đề nghị của huấn luyện viên chỉ thờ ơ quay đi nói, xin lỗi, không hứng thú. Lúc này Hà Chỉ Anh đang đứng bên cạnh, nhìn Trần Viễn có chút ngưỡng mộ nghĩ thầm, ban nay sao không cảm thấy nam sinh này có chút đẹp trai. Hệ thống cũng cùng lúc thông báo, độ hảo cảm của Hà Chỉ Anh cộng năm. Lý Dương thấy Chỉ Anh ngơ ra thì bước đến nghi ngờ hỏi, em sao vậy, lại thất thần như thế? Hà Chỉ Anh đưa nói cho Lý Dương, cười cười nói lãng sang, không có gì, em chỉ có chút lo cho anh thôi. Trần Viễn bước đi bỏ lại hai người phía sau cùng nụ cười đắc ý và thông báo hệ thống đang liên tục hiện, độ hảo cảm của Hà Chỉ Anh cộng 5. Độ hảo cảm của Hà Chỉ Anh cộng 5. Ở ký túc xá nữ. Triệu Ngọc Kỹ về phòng với một gương mặt hào hứng đây vui vẻ. Bạn cùng phòng thấy cô về thì liền hỏi, Kỳ kỳ cậu đi đâu vậy?" Ngọc Kỹ hớn hở flexing, "Ấy, sao cậu biết Trần Viễn tặng tớ một căn nhà?" Cô bạn cùng phòng đứng dậy kinh ngạc hết, "Hả? Cậu ta tặng cậu một căn nhà?" Ngọc Kỳ vui vẻ nói, đúng vậy, hôm nay đi xem nhà với anh ấy đây. Cô nói với bạn mình, đúng rồi, căn nhà mà Trần Viễn mua là 6.000 vạn, giúp tớ tra xem giá nhà ở khu giang khẩu với. Nhớ tên béo đó bán nhà đổi giá, tớ sẽ không tha cho ông ta. Trần Viễn nói của anh ấy là của tớ đó. Cô bạn cùng phòng thấy Ngọc Kỳ gặp được đại gia thì thầm mỹ, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. Sao mình không gặp được chuyện tốt như vậy? Ghen tị chết mất. Cô ngồi lại bàn máy tính lầm bầm nói với Ngọc Kỳ, đừng khoe nữa, tớ giúp cậu cha. Vừa mở mạng lên thì cô ngạc nhiên nói, ôi trời, gì đây? trên màn hình là một bài đăng tin tức với dòng tiêu đề đỉnh cấp cha nam hồ đại trần viễn cấp 21 một chân đạp nở thuyền hai người nhìn nhau ngạc nhiên cha nam trần viễn cùng lúc đó ở ký túc xá nam trần viễn cũng ngạc nhiên chỉ vào mình nói cha nam tôi anh nhìn tin tức nghĩ thầm đùa gì thế tôi cmn rõ ràng là tán tài đồng tử đây là vu khống xem ra gần đây quá kiêu ngạo nên có người không vừa mắt rồi sẽ là ai đây ở một phòng ký túc xá khác có tiếng xì xào thế nào? Đăng lên chưa đăng lên chưa? Một đám bạn học đang trụng đầu vào máy tính. Một cậu bạn nói, đăng lên rồi. Được top đầu luôn. Bài đăng này hot rồi. Một tên khác gửi tiếp lời, hệ hệ. Lần này thanh danh thắng nhãi đó to rồi. Xem nữ thần có thích hắn nữa không? Lúc này Lý Dương từ sau bước đến tò mò hỏi, ba người các cậu làm gì vậy? Ba ngày ban mặt lại kéo rèm còn tắt đèn. Một cậu bạn quay lại nói, cậu đi đường không phát ra tiếng sao. Dọa chết người ta rồi. Dương ca, gần đây viện văn học có người tên là trần viễn rất kiêu ngạo bọn tôi đang xử lý hắn lý dương nhìn vào màn hình ngạc nhiên nói ấy đây không phải là cậu nhóc chạy nước rút sao tên là trần viễn chẳng lẽ là cậu tạp kẻ thua cuộc mà tôi từng khen lý dương nghĩ tới gì đó liền cười nham hiểm nói với đám bạn trong phòng tôi biết cậu ta bọn tôi học cùng cấp ba từ nhỏ là một sim chúa chết tiệt tôi có rất nhiều thông tin của cậu ta đây có lẽ cậu ta không xứng với từ cha nam chắc là lại cuốn lấy cô gái người ta không dứt chứ không quấy rối người khác. Ba tên bạn nhiều chuyện lúc này đã vây quanh Lý Dương, luôn nao hối thúc Lý Dương kể chuyện, Dương ca cậu nói chậm chút, nói lại từ đoạn làm sim chúa đi. Đúng. Tôi thích nghe loại này, quấy rối cô gái gì đó. Dương ca mau ngồi xuống nói, tôi ghi lại rồi sẽ viết vào bài đăng. Lý Dương lúc này đắc ý nghĩ, nhãi danh, thi đấu thắng tao thì sao, huấn luyện viên thích mày thì sao, tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt bản tin đầy đủ hiện trước mặt đỉnh cấp cha nam hồ đại trần viễn cấp 21 một chân đạp nờ thuyền đỉnh cấp cha nam hồ đại trần viễn học ở viện văn học có thông tin cho rằng cậu ta yêu đương với rất nhiều bạn nữ một chân đạp nhiều thuyền vật hóa nữ tính và tán gái rất nhiều và coi thường người lùn các học muội học tỷ lau sạch mắt cẩn thận tên thú đội lốt người này phía dưới bài đăng còn thêm nhiều bình luận lâu chủ đính chính theo thông tin nội bộ một số cô gái tiếp xúc với Trần Viễn không tự nguyện làm như vậy mà miễn cưỡng ứng đối với cậu ta sau khi bị cậu ta quấy rối. Loại hành vi này còn tàn ác hơn cả bó chân nhiều lần. Lâu chủ tiếp tục đính chính, theo thông tin nội bộ, Trần Viễn hồi học cấp 3 có ác danh là chó ba đầu địa ngục. Sim chúa trong sim chúa, nghe nói cậu ta đã theo đuổi không giới 100 cô gái, rất nhiều người có bạn trai rồi vẫn tiếp tục sim. Nghe nói bởi vì hành vi sim gái của cậu ta mà ảnh hưởng đến việc học của mọi người, tỷ lệ đỗ đại học của trường cấp 3 bọn họ thấp hơn những năm trước 10%. Thông tin nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, mọi người đều vô cùng sốc khi đọc được tin tức này. Hiệu trưởng đọc xong tin cũng tức giận đập điện thoại xuống bàn, quát lớn, tôi không cho phép trong trường mình xuất hiện loại sâu mọt này. Ông đứng dậy nói lớn, tôi sẽ đích thân điều tra rõ ràng. Nếu là thật, tôi sẽ đuổi học học sinh bại hoại này. Phía sau là anh trợ lý đang đau xót vì chiếc điện thoại của mình, nghĩ thầm, lần sau ông có thể vứt điện thoại của mình được không? Điện thoại mới mua của tôi hu hu. Theo lời kể, Trần Viễn của Viện Văn học Hồ Đại là người rất đặc biệt lúc này là khung cảnh trần viễn đang bước đi bỏ lại một cách hiên ngang cùng câu nói điều tôi ghét nhất là con gái phải chịu khổ đi lấy hoa anh ấy xuất thân danh môn thân phận phi phàm nhưng lại rất hào phóng hy vọng có thể giúp người khác giải trừ âu lo lúc này là khung cảnh trần viễn đá bay những tên xấu xa cùng câu nói ta ghét nhất bại hoại đánh nữ nhân mỗi khi màn đêm buông xuống anh ấy cô sẽ hóa thân thành sứ giả của bóng tối trừ gian diệt ác tấn công mạnh mẽ anh ấy mạnh mẽ bí ẩn Bảo vệ thành phố đầy dục vọng và tội lỗi này, cháu cho rằng. Khung cảnh lúc này trở lại hiện thực, là Triệu Ngọc Kỳ đang ngồi bên bàn khai báo. Cô nói, cháu cho rằng Trần Viễn là một anh hùng. Hai tên dân phòng nghi ngờ nhìn nhau rồi nói, anh hùng? Có khoa trương quá không vậy? Người còn lại cũng tiếp lời, đúng vậy. Cháu dựa vào đâu mà có kết luận đó? Triệu Ngọc Kỳ cứng rắn đáp lời, dựa vào trực giác của con. Phía bên này, hiệu trưởng trường cùng thư ký bên cạnh chứng kiến màn vừa rồi thì bàn tán xôn xao lời khai của Triệu Ngọc Kỳ có đáng tin không? Thư ký bên cạnh xem qua hồ sơ của Ngọc Kỳ rồi đáp, "Phó chủ tịch hội học sinh, tuy cảm thấy cô ấy có chút kỳ lạ, nhưng chắc sẽ không nói dối, Trần Viễn có thể là người tốt." Hiệu trưởng nói, hỏi lại thằng nhóc cùng lớp. Trong lòng ông thầm nghĩ, "Ừ, ta không tin, ta không tin, ta không tin, sao có người lại ưu tú hơn cả ta chứ?" Tại trường đại học, bảo an đến tìm Lâm Thư Đồng, xuất giấy tờ nói với cô, "Xin chào bạn sinh viên này, cần em hỗ trợ điều tra việc liên quan đến bạn học Trần Viễn của em. Đi theo chúng tôi một chuyến đi. Tại phòng thẩm vấn, Thư Đồng ôm mặt khóc lóc nói, hu 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 Trần Viễn là người tốt. Đáng tiếc là cháu không xứng với anh ấy. Cháu ham hư vinh. Cháu thay đổi thất thường. Trần Viễn không muốn chọn cháu. Cháu cũng nhận rồi. Cô càng khóc lớn nói với bảo an, hu 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 xin lỗi hu 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 cháu có chút mất khống chế. Nhưng Trần Viễn rất tốt rất tốt. Cháu nhớ tới anh ấy sẽ rất đau lòng. Khăn không đủ lau đi những giọt nước mắt đau thương cô quay sang nói tiếp, chú có thể cho cháu xin thêm giấy không? Bảo An vừa đưa giấy cho cô vừa nghi ngờ hỏi tiếp, vì vậy cháu thích Trần Viễn. Trần Viễn từ chối cháu. Cháu vẫn cảm thấy cậu ta là người tốt. Thư Đồng vừa khóc vừa nói, cháu đáng đời. Cháu không xứng yêu đương. Trần Viễn đương nhiên là người tốt. Anh ấy cũng không làm sai gì. Anh ấy chỉ không yêu cháu mà thôi. Hiệu trưởng phía ngoài nhìn cô gái trong phòng thẩm vấn khóc lóc minh oan cho Trần Viễn thì cũng bớt đi phần nào nghi ngờ. Ông chỉ lặng lẽ đi ra ngoài rít một hơi thuốc dài hiệu trưởng trầm tư suy nghĩ chẳng lẽ mình sai rồi sao chân viên đó vô tội trên diễn đàn chỉ đang cố bôi nhọ cậu ta cậu ta thực sự là người tốt người đàn ông tốt bỗng ông thấy bóng một người đàn ông và một cô con gái bước đến phía trường ông tò mò nói thầm hử đây là đi đâu đây sao có người tặng biểu ngữ phía xa cô con gái đang hối cha mình cha sắp tới phòng hiệu trưởng rồi người tới là cha con từ lạc lạc đang chào hỏi hiệu trưởng hiệu trưởng cũng đáp lời xin chào tôi là hiệu trưởng của hồ đại xin hỏi hai vị đang tìm ai hãy cho đi một cách hào phóng sự công bằng tồn tại mãi mãi từ lạc lạc nói với hiệu trưởng xin chào hiệu trưởng em là từ lạc lạc của hệ nghệ thuật hôm nay tới tặng cờ cho trần viễn của viện văn học cha của cô cũng vui vẻ tiếp lời mấy ngày trước cậu ấy đã giúp nhà bọn tôi một việc lớn trên tờ biểu ngữ có dòng chữ tặng trần viễn viện văn học hồ đại hạo nhiên chính khí chuyện thiên cổ chữ nghĩa sơ tài phần thì vũ phụ huynh từ lạc lạc kính tặng hiệu trưởng giữ người hả cho trần viễn sao lại là trần viễn tiễn hai cha con lạc lạc vừa đi hiệu trưởng nghĩ thầm trong lòng chẳng lẽ mình trách nhầm cậu ta ư mình phải xem lại bài đăng trong lúc lướt điện thoại ông bắt gặp một tin tức mới nếu như cậu ấy là cha nam thì đến đánh tôi một cái tiếp đó là một loạt những video về những cảnh trần viễn đẹp trai ngầu lòi chạy điên kinh giỏi ga lăng khiến bao cô gái vừa nhìn đã rung động phía dưới là những bình luận đầy rẫy những lời tán dương anh đây là trần viễn sao đẹp trai quá yêu rồi yêu rồi chàng trai như vậy sao có thể là cha nam các người có thể vô lý hơn được nữa không cho dù là cha nam tôi cũng yêu tích bộ dáng cậu ấy chạy hy vọng chạy đến bên mình cảm thấy càng là nam sinh ưu tú thì càng dễ bị ghen tị tôi tin trần viễn trong sạch nụ cười của cậu ấy có cảm giác chữa lành vậy giống như trong phong cảnh lý đường tôi được chữa lành rồi hiệu trưởng ngạc nhiên toàn là bình luận của nữ sinh sao hiệu trưởng nhìn dòng tin tức nghi ngờ nhân sinh ôm đầu nói chẳng lẽ người tên trần viễn này là nam thần của mọi người giống như giống như giống ý hệt mình năm đó khung cảnh trở lại nhiều năm trước khi ông còn là một nam thần đầy phong độ lịch lãm tục ngữ có câu cây cao đón gió dễ đổ lúc này hiệu trưởng là một nam sinh nổi tiếng đẹp trai của trường nhiều nữ sinh say mê vẻ đẹp của ông luôn theo thả thính ông cậu thật xấu xa nói chuyện cười đó đâu có là cậu nghĩ lung tung thôi đúng vậy đúng vậy thật xấu xa Lúc đó những nam sinh khác đã rất ghen ăn tức ở với độ nổi tiếng của ông, sao lại là khổng tước chết tiệt đó. Một người nếu quả ưu tú sẽ dễ bị người khác nhằm vào và mưu hại, vì thế lúc đó trên bàn học của ông luôn bị những người ghen ghét mình vẽ bậy, chưa chọc ông. Đến thầy ở văn phòng cũng không giải quyết giúp ông, ngược lại còn đổ tội cho ông, tôi nói cho cậu, loại sâu mọt xã hội như cậu tôi không dạy nổi, cậu mau gọi cha mẹ tới dẫn về. Hiệu trưởng nhớ lại những ký ức trước kia, khóc lóc nói thầm, Trần Viễn, thấy hiểu em nói ông nhìn ra phía xa nói lớn trần viễn đợi đó đi thầy sẽ đòi lại công đạo cho em thiên kiêu hổ đại ta vĩnh thể kiệt lộ không thể chịu được ủy khuất này vào ngày lễ chào cờ trước mặt toàn thể học sinh trường hiệu trưởng thông báo các bạn học sinh gần đây trên diễn đàn xuất hiện một số tin đồn nhằm vào học sinh trần viễn của trường ta nhưng theo sự điều tra nghiêm ngặt của thầy thầy phát hiện ra rằng đó hoàn toàn chỉ là tin đồn là vu khống hôm nay thấy ở đây chính danh cho em ấy nói rồi hiệu trưởng ôm trần viễn tuyên dương trước mặt tất cả mọi người trần viễn ngỡ ngàng chưa bình tĩnh lại thì ông nói tiếp bạn trần viễn không chỉ có tác phong sinh hoạt đoạn chính giúp người làm niềm vui thậm chí còn nhiều lần dũng cảm hành động vì công lý nhưng lại giữ bí mật ông cảm động nói đây quả là một nhân cách vĩ đại thật là một linh hồn cao thượng ông quay sang nói với trần viễn chúng ta nên học tập bạn trần viễn làm người có ích cho xã hội ông tuyên dương trần viễn khiến các bạn học ai cũng vỗ tay khen ngợi học tập bạn trần viễn trần viễn nghĩ thầm Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại tặng giấy khen cho mình? Dũng cảm, vui vẻ giúp đỡ người khác gì đó, mình làm mấy chuyện này lúc nào vậy? Lúc này Lý Dương đang cay cú phía dưới khi chứng kiến màn vừa rồi, cậu ta nghĩ thầm, mẹ nó, mình không hiểu, lần này rõ ràng hắn hẳn sẽ thân bại danh liệt, tại sao? Lý Dương tức giận lòng như bốc lửa, hiệu trưởng, giáo viên, các thầy mắt mù rồi sao? Tôi hận, đứng trên đài nhận hoa và vỗ tay phải là tôi, không phải hắn. Bỗng cùng lúc đó, Lý Dương thấy bên cạnh mình có tiếng khen ngợi bằng giọng nói khá quen thuộc, "Ây ây ngã đẹp trai quá." Quay sang thì phát hiện giọng nói vừa rồi là của bạn gái mình, Hà Chỉ Anh. Cậu nghĩ thầm, "Hửm, Hà Chỉ Anh." Lúc này hệ thống cũng hiển thị trước mặt Trần Viễn, độ hảo cảm của Hà Chỉ Anh cộng 10. Độ hảo cảm của Hà Chỉ Anh cộng 10. Nhìn xuống dưới thì thấy gương mặt đang vô cùng phấn khích của cô đang nhìn về phía anh. Lúc này trong trường học, mọi người đang giải tán sau buổi hôm nay. Có tiếng của Lý Dương hỏi, Hà Chỉ Anh, anh hy vọng em cho anh một lời giải thích. Là Lý Dương và Hà Chỉ Anh đang cãi nhau. Lý Dương tức giận hỏi, anh đều thấy hết rồi. Ban nãy em vỗ tay cho thằng nhóc Trần Viễn đó. Ý em là sao? Chỉ anh cãi lại, Lý Dương anh có bệnh sao? Ghen gì vậy? Em chỉ đơn giản là không phục Trần Viễn thôi. Cô phấn khích khen Trần Viễn, đều là sinh viên. Cậu ấy có thể làm được nhiều chuyện tốt mà không màng danh lợi. Sau khi thắng anh, rõ ràng cậu ấy có thể trở thành thiên tri kiêu tử, nhưng lại muốn trở về bình phàm. Lý Dương nghe những lời này thì tức giận nắm chặt lấy cổ tay cô quát lớn im miệng. Hắn không thể nào thắng được anh vĩnh viễn không thể. Hà Chỉ Anh bị Lý Dương nắm chặt đến mức ứa nước mắt. Đau đớn nói á ah, Lý Dương anh làm đau em rồi thả tay. Lý Dương mặt đầy tức giận nói tiếp Trần Viễn chẳng qua chỉ là phê cầu mà anh đạp dưới chân thôi. Huấn luyện viên thích hắn thì sao chứ? Xã hội này là ai có tiền người đó thắng. Cha anh mua cho anh một chiếc Tesla. Trần Viễn hắn có gì? Lúc này phía xa xa có tiếng của trần viễn a à, lão hồng à được đấy ông lái vào đi lý dương và hà chỉ anh nhìn sang là trần viễn đang nghe điện thoại không để ý đến sự hiện diện của họ anh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại tôi ở trường khá khiêm tốn ông đừng lái xe quá đắt đến đón tôi một chiếc xe sang trọng lại đến chỗ trần viễn trái ngược với lời dặn của anh trần viễn phàn nàn lão hồng ông đúng thật là bảo ông đừng lái xe tốt như vậy rồi ông ai lần sau chú ý đó lão hồng cũng gãi đầu nói nhất định nhất định về sau chắc chắn sẽ chú ý tôi tới vội quá nên quên mất ngài không thích quá phô trương thì lần sau tôi sẽ chú ý nói xong trần viễn bước vào chiếc xe sang trọng trước sự chứng kiến của lý dương và hà chỉ anh kèm đó còn có tiếng nói đầy nhẹ nhàng của lão hồng với trần viễn yên tổng ngài cẩn thận đầu bên này hà chỉ anh đã buồn bã nói với lý dương nếu anh không tin tưởng em như vậy thì chúng ta chia tay đi phía bên lý dương vẫn còn sốc khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi người run rẩy lẩm bẩm nói không thể nào cậu ta cứng đơ người xịt keo cứng ngắc không thể nào không thể nào mình không tin hà chỉ anh thấy cảnh này liền tức giận quát lão nương chia tay với anh còn không quan trọng bằng cái này ư lúc này ở ngân hàng trần viễn đã chuyển tiền mua nhà cho lão hồng thu nhập tài khoản kính gửi quý khách hàng tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được năm nhân dân tệ trần viễn quay sang nói với lão hồng chuyển cho ông năm vạn rồi đó lão hồng nhận được tiền liền vui vẻ đáp lời vâng 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 trần tổng đúng là sòng phẳng trần viễn ôm cuốn sổ đỏ quay đi và nói vọng lại tiền và hàng đều xong xuôi rồi tôi về trường trước đây lão hồng nịnh nọt được được yên tông để tôi tiễn ngài trần viễn thờ ơ không cần đâu xe của ông quá phô trương rồi tôi tự gọi xe về lão hồng nói được thôi được thôi ngài đi thong thả trần viễn vừa đi vừa cầm cuốn sổ hồng quạt quạt nghĩ tuy đã mua nhà xong nhưng vẫn chưa nắm chắc được triệu chủ tịch dù sao độ hảo cảm đầy sẽ thưởng 25 điểm thuộc tính mà. Những người xung quanh thấy cảnh vừa rồi thì ngạc nhiên nói, bị điện sao? Dùng sổ đỏ làm quạt. Xuyết. Anh nhỏ tiếng chút. Trần Viễn cầm điện thoại lên lướt lướt nghĩ, phải tặng cô ấy gì đây? Xem xem hồng béo còn bán gì nữa không? Lúc này anh mở group chat lên để xem, yên tổng quá đỉnh. Phất tay là có thể giải quyết được khó khăn tài chính của tôi. Yên tổng mua biệt thự của ông rồi ư. Ừ. Yên tổng đỉnh quá. Mới mấy ngày á. Đã mua rồi, chắc yên tổng có rất nhiều tiền trong tay nhỉ đỉnh hơn là yên tổng mua nhà xong liền trực tiếp tặng biệt thự cho gái lần đầu tiên hồng mỗ tôi cảm thấy mình đúng là ếch ngồi đáy giếng mở mang tầm mắt cái gì gọi là thần hào cái gì gọi là hào phóng tặng người khác mấy ngàn vạn sao yên tổng rốt cuộc có ra thế gì tôi phục rồi trần viễn vui vẻ nhắn lại một tin vào group hồng tổng khách sáo rồi giúp một tay mà thôi những người phía dưới thấy tin nhắn của trần viễn thì đồng loạt nhắn vào yên thần bản tôn xuất hiện rồi bái lại bái lại. Bỗng một tin nhắn đa cấp của một người nào đó xuất hiện trong group, Yên Tổng thiếu xe không? Có muốn mua xe không? Chỗ tôi có kênh. Trần Viễn thấy tin nhắn giới thiệu này thì mắt sáng rực. Mừng rỡ nói, đúng rồi, mình còn có thể tặng cô ấy một chiếc xe mà. Tại một gara xe ô tô sang trọng. Chủ cửa hàng đích thân ra tiếp đón Trần Viễn. Theo sau là một đoàn người vô cùng sang trọng. Người đứng đầu đưa danh thiếp và giới thiệu. Tôi là Trương Hạo Thiên, gia đình kinh doanh nhỏ. Tôi điều hành một đại lý ô tô nhỏ, rất vinh dự được làm quen với Yên tổng. Trần Viễn cầm tấm danh thiếp trên tay xem qua, Công ty thương mại Hạo Thiên, địa chỉ số 53, đường Tây, Trương Hạo Thiên, tổng giám đốc. Trần Viễn nghĩ thầm, tập đoàn Trương thị là xí nghiệp lớn của thành phố này, tên này họ Trương, xem ra là phú nhị đại rồi. Trần Viễn đánh giá sơ qua người trước mặt mình, nói với Trương Thiên Hạo, anh Trương trẻ như vậy mà đã điều hành một đại lý ô tô lớn như vậy, đúng là nên thiếu hữu vi nha ha ha. Thiên Hạo nghe thấy Trần Viễn khen tới mình thì điềm đạm tiếp lời, cùng lúc ra hiệu để dẫn anh theo lối vào nơi trưng bày xem các mẫu xe, "Yên tổng ngài đừng gọi tôi là anh. Tôi đâu gánh vác nổi, gọi tôi là tiểu Trương Nhi là được rồi. Ngài mới đúng là nên thiếu hữu vi. Lúc đầu tôi thấy Hồng Béo nói Yên tổng, Yên tổng còn tưởng là một ông bác cơ." Thiên Hạo vừa đi vừa nói tiếp, không ngờ Yên tổng lại trẻ như vậy, còn khí chất xuất chúng nữa. Phía xa những nhân viên thấy cảnh Tượng Trưng Thiên Hạo đích thân tiếp đón Trần Viễn thì há hốc kinh ngạc, bàn tán xôn xao, "Trương tổng vậy mà đích thân đón tiếp" Người này là ai? Cô nhân viên bên cạnh cũng tiếp lời, có lẽ là con trai tài phiệt gì đó. Đừng nhìn nữa, loại đàn ông này không phải là người chúng ta có thể với tới đâu. Thiên Hạo dẫn Trần Viễn đi dạo quanh gara để xem mẫu xe. Vừa đi vừa flexing, chỗ khác thì không dám nói. Nhưng ở thành phố này, chỗ tôi có đầy đủ các loại xe sang nhất rồi. Trần Viễn nghe Thiên Hạo nói thì ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh. Thiên Hạo nói tiếp, chỉ có ngài không nghĩ tới. Chứ không có chuyện chỗ tôi không có. Chưa nói dứt câu, Trần Viễn đã ra một yêu cầu tôi muốn một chiếc Bugatti Chiron Câu hỏi khiến Thiên Hạo xịt keo, cứng đơ người. Trần Viễn thấy sắc mặt của anh ta còn bồi thêm câu nữa, ừ, có không? Thiên Hạo cười trừ đáp lại, ha, ha ha, ngài thật thích nói đùa. Đó là mẫu xe sang cao cấp được sản xuất giới hạn 20 chiếc trên thế giới và có giá 160 triệu cơ. Trong lòng lúc này đã thầm chửi Trần Viễn, hử ừ, em gái anh á. Trần Viễn không quan tâm lời giải thích. Thờ ơ nói lại, vì vậy chỗ anh không có đúng không? Câu nói như thêm một nhát dao xoáy vào tim Thiên Hạo, khiến anh ta không thể phản đòn. Chưa dừng lại, Trần Viễn lúc này còn kể ra thêm một loạt những loại xe đắt tiền mà chỗ Thiên Hạo chưa thể nhập về, Lamborghini Poison, Pagani Zonda cũng được. "Chỗ anh có không?" Càng nói càng thêm nhiều con dao bạo kích phòng thẳng đến chỗ Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo nghĩ thầm, yên tổng này không phải tới phá tiệm của mình đấy chứ? Ngoài mặt thì vẫn cười cười đáp lời, "Cái đó, tổng giá những chiếc xe mà cửa hàng chúng tôi bán thông thường là từ 2 triệu đến 89 triệu." ngài muốn trần viễn ngất ngang lời nói đang giang dở của thiên hạo phóng thêm một con dao nữa vì vậy cũng không có phải không trần viễn xoay người đi bỏ lại một câu nói khinh thường sao cái gì cũng không có thế kinh doanh này của tiểu trương nhi anh cũng không lớn lắm nhỉ lúc này trương thiên hạo đã không thể chịu đựng nữa gian ác nghĩ thầm anh có thể mua căn nhà mấy ngàn vạn nhưng tôi vẫn không tin anh có thể mua được chiếc xe mấy ngàn vạn xem tôi lấy ra bảo vật trấn tiệm đây Trương Thiên Hạo vừa bước đến chỗ có một chiếc xe đang được che kín bởi một tấm vải lụa sang trọng. Vừa nói, tuy không có mấy chiếc đó, nhưng chỗ tôi có một chiếc xe quý đây. Anh ta gỡ tấm vải để lộ ra một chiếc ô tô sang trọng. Giới thiệu lớn, ra đi. Ferrari là của tôi. Chiếc xe siêu sang xịn mịn với động cơ hút khí tự nhiên V2. Dung tích 6,3 lít có thể tạo ra công suất tối đa 588 kW. Động cơ điện độc lập tạo ra công suất 120 kW. Công suất tối đa 800 mã lực kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và có thể tăng tốc từ 100 km lên 100 km trong vòng chưa đầy 3 giây. Trương Thiên Hạo giới thiệu chiếc xe màu đỏ sang trọng trước mặt, báo giá với Trần Viễn, tổng giá là 22,5 triệu tệ. Anh ta nhìn Trần Viễn đắc ý nói, anh ứng phó thế nào đây? Trần Viễn trầm ngâm suy nghĩ, Ferrari, tuy không đắt nhưng cũng không tính là rẻ, tặng cho triệu chủ tịch là hợp lý. Nghĩ xong Trần Viễn vỗ vai Thiên Hạo cười nói, hơn 20 triệu thì hơn 20 triệu đi, có vẻ tiểu trương nhi anh cũng đã cố gắng hết sức rồi quẹt thẻ đi anh đưa xe đến tiểu khu số một biệt thự giang cảnh của hàn thành là được trương thiên hạo bị màn vừa rồi làm cho ngơ ra chỉ biết đáp lại à ồ được được thôi lúc này đang đi ra thì trần viễn nhận được một cuộc gọi đến người gọi là lưu văn kiệt trần viễn ngạc nhiên nghĩ ừ sao lại là cậu ta vừa ấn bắt máy thì phía bên kia đầu dây đã vang lên tiếng hét viễn tử tôi cmn bị cắm sừng rồi hu 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 Giọng nói lưu văn chết đầy truyền cảm truyền qua điện thoại. Âm thanh run run có lẽ đang vừa khóc vừa kể chuyện, hôm đó sinh nhật tôi. Bạn gái tôi lưu dai nói muốn đi làm móng với bạn thân. Rất muộn rồi mà vẫn chưa về. Hắn lo lắng suy nghĩ, lưu dai không mang ô. Tôi rất lo cho cô ấy. Kết quả. Trước mắt hiện ra hình ảnh mà có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được, lại thấy một cảnh tượng khiến lòng tôi tan nát. Lúc đó tôi có ảo tưởng rằng, rõ tàng người dầm mưa là họ mà người che ô là tôi lại ướt như chuột lột vậy. Lưu Văn Chiết khóc giống, rồi lại đập ly nước mạnh xuống bàn, nước mắt không ngừng rơi. Tôi rất đau lòng, tình cảm 3 năm, tôi còn định đưa cô ấy về nhà gặp cha mẹ tôi. Trần Viễn ba phần bất lực bảy phần ba chấm khuyên thằng bạn mình, mũi đừng uống nữa. Cậu đã uống 8 chai pulser rồi, nhìn rộng ra đi. Văn Chiết vừa uống vừa nói, cậu mặc kệ tôi, để tôi uống chết đi. Rồi cậu ta như bị vong nhập, nước mắt nước mũi tèm lem nắm cổ áo Trần Viễn kể tiếp, có phải tôi làm không tốt chỗ nào không? giờ tôi đi níu kéo cô ấy thì còn kịp không trần viễn nhịn hết nổi cậu thoát ra nắm ngược lại cổ áo văn chiết kéo cậu ta đến tỉnh ra cậu tỉnh táo lại đi người sai là cô ta không phải là cậu nhặt lại tự tôn của cậu đừng làm sim chúa nào ngờ văn chiết lảo đảo lùi lại một bước vừa đi vừa lẩm bẩm tôi biết rồi cậu ta gục xuống đất tôi đều biết nhưng chính là không nói nổi nữa văn chiết đã ngưng lại không nói ra lời Trần Viễn giúp cậu ta nói nốt lời còn lại, chính là không cam tâm đúng không? Cảm thấy cô ta chỉ xúc động nhất thời cảm thấy cô ta không phải đứa con gái xấu xa. Văn Chiết yếu ớt đáp, đúng. Trần Viễn không muốn nói với tên đầu óc mụ mị vì tình yêu này nữa. Cậu nhất quyết quay số, xem ra tôi phải lên lớp cho cậu rồi. Lưu Văn Chiết nhìn Trần Viễn nhấn số gọi ai đó thì hiếu kỳ. Cậu ta cũng đã thanh tỉnh vài phần, Viễn tử. Lên lớp gì? Cậu gọi điện cho ai vậy? Trần Viễn mặt mũi nghiêm túc đáp lời, Văn Chiết. Cậu phải tin tôi, Tiếp theo mọi thứ hãy giao cho tôi sắp xếp." Nói đến đây, trên môi Trần Viễn lộ ra nụ cười danh mãnh, một nụ cười thường chỉ xuất hiện khi muốn tiêu diệt cha nữ, tôi nhất định sẽ khiến Lưu Gia quỳ trước mặt cậu sám hối. Vừa nói xong, đầu dây bên kia cũng cùng lúc nhấc máy, "Alo?" Trần Viễn vào thẳng vấn đề, "Alo, Hạo Thiên đúng không? Tôi muốn mấy chiếc xe, không cần đắt quá. Loại mấy trăm vạn là được. Anh liên hệ giúp tôi mấy người bạn đáng tin để họ ngày mai lái xe tới." Lưu Văn Chiết ở phía sau nghe xong thì choáng váng mấy trăm vạn. Hạo Thiên nghe bạn mình nhờ vả thì vui vẻ đồng ý, không vấn đề anh yên, đảm bảo sẽ làm theo lời anh. Nói xong, Trần Viễn cũng cúp máy, tiếng bi bi bi, kết thúc cuộc gọi. Trong lòng Văn Chiết có trăm mối ngổn ngang, còn thao tác hai tay luôn. Trần Viễn dùng điện thoại khác gọi điện cho ai đó. Khuôn mặt ôn nhu giả chân xuất hiện, chào buổi tối lạc lạc. Có rảnh ra ngoài không? Anh muốn gặp em. Lưu Văn Chiết bấy giờ mới nhìn ra một vấn đề, Viễn Tử. Hình như khác trước, không biết bên kia nói gì. Chỉ thấy Trần Viễn đáp lại, ừm, anh đang ở 10, đợi em đó. Một lát sau, tại một quán nhậu trong góc phố sầm uất, cụ thể là quán Trần Viễn đang ở. Bên trong, từ lạc lạc vừa đến đã ôm chầm lấy Trần Viễn không buông, anh Viễn, người ta nhớ anh làm đó. Sau đó nữa, là cảnh tượng lạc lạc không ngừng cung phụng Trần Viễn như hoàng thượng, văn chết trong đầu có vô số ý nghĩ, một cuộc điện thoại gọi tới một em gái 8 điểm. Đây còn là Trần Viễn sim chúa mà mình quen biết nữa không? hơn nữa có vẻ viễn tử mới là người được sim bên kia từ lạc lạc đang vui vẻ liên miệng nói em rót đồ uống cho anh nha trần viễn cứng nhắc đáp cảm ơn xong xuôi cậu cũng quay sang giới thiệu bạn mình với lạc 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 đây là anh em tốt của anh lưu văn chiết lưu văn chiết căng thẳng giơ tay xin xin chào từ lạc lạc có hơi đỏ mặt nhìn đến trần viễn giọng ngọt ngào nói anh viễn muộn như vậy rồi gọi em ra đây là để giới thiệu bạn cho em sao trong đầu cô thì lại bổ não ra tình tiết anh em tốt Trần Viễn đang giới thiệu vòng người thân của anh ấy cho mình ư? Rồi còn tự mình đắc ý, trong lòng anh ấy có mình. Trần Viễn quả là sát thủ kết thúc mọi mộng tưởng của người khác. Cậu thẳng thắn đáp, đương nhiên không phải. Muốn nhờ em ngày mai giúp anh diễn kịch. Rất nhanh, ngày mai theo lời Trần Viễn nói đã đến. Lúc này, một con xe xám trắng đang băng vù vù trên đường. Bên trong là tên bạn trai mới của Liêu Giai. Hắn ta lên tiếng, dai dai. Đừng dầu dĩ không vui nữa. Em ở bên phế vật Lưu Văn Chiết đó sẽ không hạnh phúc đâu mấy ngày nữa sinh nhật em anh sẽ tặng em túi sách mới liêu dai quả nhiên là trà xanh cô ta giọng nũng nịu bất ức dù thế nào cũng là tình cảm mấy năm anh mã về sau phải đối xử tốt với người ta đó bỗng nhiên lúc này hướng ngược chiều có một con xe màu đỏ rực lửa không biết chạy kiểu gì mà nhém xíu đụng người ta bạn trai mới của liêu dai tức giận phanh nhanh lại vừa chửi lớn biết lái xe không đấy sau khi phanh kịp lúc sang một hướng anh mã gì đấy thò đầu ra khỏi cửa xe giơ ngón tay thân thiện lên lửa giận phùng phùng quát lớn với xe đỏ rực lửa biết lái xe không đấy nhưng rồi còn chưa chửi được sang câu thứ hai đã đỏ mặt im bặt ở phía xe đỏ rực lửa bước xuống là một đôi chân trắng mút thẳng tắp tiếp đến đó là đôi gò bồng đào nghẹt thở những đường cong hoàn hảo này những bánh xe sáng bóng này còn có cặp đèn pha không thể so sánh được hay cho một chiếc xe sang tuyệt thế người bước xuống xe là từ lạc lạc cô nàng ăn bận nóng đến bỏng mắt người nhìn còn làm ra bộ dáng ngọt ngào mà này rơi vào mắt anh mã gì đấy không khỏi khiến hắn xịt máu mũi cảm thán một câu trước mặt nó thì phara thì là cái gì chứ khung cảnh đẹp thường ngắn ngủi vì tiếp theo bước xuống xe chính là văn chiết một văn chiết hoàn toàn khác lạ mái tóc sói hoang hư hỏng cặp kính đen che đi tầm mắt vàng không có bao nhiêu chỉ có đeo đầy khắp người kết hợp với chiếc lông thú hàng hiệu sang chảnh một thân giàu sang này của văn chiết khiến lưu dai phải mở to mắt lưu lưu văn chiết từ lạc lạc bám vào tay cậu ta xà nẹo nũng nịu văn chiết dọa chết người ta rồi xe mới mà anh mua cho em suýt nữa bị người ta đụng hỏng rồi lưu văn chiết lần đầu làm chuyện này có hơi lúng túng cái tay không biết để đâu giọng run run đụng thì đụng thôi chuyện chuyện nhỏ anh mua 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 cho em cái mới mã gì đấy trong đầu không tin được lưu văn chiết sao lại biến thành như vậy tên này là phú nhị đại ẩn tàng ư lưu giai quen biết lưu văn chiết đã lâu nên liền nhìn ra vài điểm bất thường lưu văn chiết anh diễn kịch đúng không văn chiết cứng đưa cười cười ha, ha ai đang sổ thế em em yêu chúng ta lên xe đi. Tí nữa còn. Liêu Giai thấy cậu ta muốn lảng tránh. Liền lên giọng nói lớn, tôi quen biết anh lâu như vậy. Điều kiện gia đình anh thế nào tôi không biết ư. Ừ. Tôi cắm sừng anh quả thực không đúng. Nhưng đặt sự thật sang một bên. Hôm nay anh diễn vở kịch này thật làm tôi ghê tởm. Anh chẳng lẽ không sai sao? Hạo Thiên cùng với Trần Viễn ngồi trong chiếc xe phía xa xa xem tình hình. Hạo Thiên thấy Liêu Giai nói như vậy nhị không được hỏi một tiếng. Anh yên. Cô gái này nhìn thấu rồi. Trần Viễn cười cười, không sai để đám anh em của anh lên sân đi. Tiếp theo mới là vở kịch chính. Lúc này, không biết từ đâu, vô số con xe nổi tiếng chạy gồ gồ đến nơi này. Chẳng mấy chốc cái đường đèo này kín mít toàn xe ô tô. Lúc này, một cậu trai tóc nhuộm trắng bước xuống từ một chiếc xe. Vừa xuống đã vui vẻ nói, ấy, văn chiếc cậu cũng đang ở đây à? Văn chiếc đứng chân chân đáp, đúng, đúng vậy. Mã gì đấy nhìn đến mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Không thể tin được, không phải chủ. Thật sự là phú nhị đại tóc trắng vừa kéo cà vạt vừa khoan thai tiến lại chỗ mã gì đấy dô tôi tưởng là ai cơ hóa ra là mã cầu à còn nhớ tôi không mã cầu cả người run đến lợi hại anh anh bạch anh bạch đi đến kẹp cổ hai người giọng giễu cợt hỏi cô gái có phải cậu ta nói mình tên là mã khải gia đình có mỏ than đang du học ở mỹ đấy chứ ha ha nói xong lời đà kích anh ta còn kẹp đầu mã cầu xuống mà cho liêu dai thêm một câu thằng nhãi này chỉ là kẻ lừa đảo Tiểu Bạch kiểm chuyên giả vờ thành người có tiền lừa phụ nữ lên giường mà thôi. Cô không phải thật sự tưởng cậu ta là phú nhị đại gì đó chứ? Mã Cầu kéo kéo tay tóc trắng ra vừa kêu, anh Bạch, 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 anh nhẹ chút, tha cho tôi đi. Tóc trang hoàn thành xong nhiệm vụ thúc đẩy tình tiết thì cũng không nán lại, lập tức bỏ đi. Thủ đoạn của Mã Cầu thật vụng về, đáng ra phải chết đói từ lâu rồi. Không ngờ lại lừa được một người phụ nữ thiểu năng trí tuệ, ha 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 ha. Lưu dai giờ đây đứng chôn chân tại chỗ ngang tay như có hàng vạn tia xét đánh, mặt mày tối sầm. Tiếp nhận những lời đả kích như pháo liên thanh của tóc trắng dành cho mình, cũng không dùng nước tiểu soi lại mình, có xứng với người giàu không? Ha ha. Liêu dai vì tức giận mà không có chỗ chút, chỉ có thể đuổi theo Mã Khải. Một đường chửi rủa muốn đánh người, đồ khốn anh lừa tôi. Anh còn không bằng lợn chó. Lão nương giết anh. Mã Khải đúng là xui xẻo. Một ngày toàn tai ương. Hắn khóc lóc chạy chối chết. Chị. Chị em sai rồi. Em sai rồi sau khi diễn xong trả thù xong nhưng lưu văn chiết không vui được chút nào ánh mắt cậu ta buồn buồn xoay người bỏ đi chúng ta đi thôi từ lạc lạc cũng đáp ừm nhưng vừa đi vài bước đã dừng lại từ lạc lạc đầu có dấu chấm hỏi sao lại không đi nữa hóa ra nó xuất phát từ người đang kéo chân văn chiết lưu dai nước mắt lã chã khóc lóc hu hu văn chiết đừng bỏ lại em à không phải em ham hư vinh mà em chỉ sợ nghèo thôi xin anh cho em một cơ hội nữa được không tiếng khóc thảm thương đó văn chết một chút cũng không muốn nghe thêm nữa dứt khoát bỏ đi đừng gọi tôi như vậy bóng lưng đơn bạc của văn chết sẽ mãi là nỗi ân hận của liêu giai sau này hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đừng liên hệ nữa phía bên này đám tóc trắng vui vẻ cười nói anh bạch vẫn độc miệng như trước đáng tiếc cũng coi như là một tiểu mỹ nữ vậy anh đi ăn ủi đi thôi xin mã khải muốn nhân lúc mọi người không chú ý mà chuồn đi như nào ngờ đời không như là mơ vừa đi được vài bước đã đụng phải lồng ngực của trần viễn cậu muốn đi đâu vậy muốn chạy sao ánh mắt trần viễn tựa hung thần nhìn xuống con mồi nhỏ bé thả cậu đi cũng không phải không được tự tát một trăm lần đi và sau đó là từng tiếng bốp 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 như pháo hoa vang lên đám người tóc trắng cũng vây quanh xem cha nam cho hả hê sau khi giải quyết xong mọi chuyện đám người trần viễn tụ tập nhau ở ba tiếng nhạc sập sình cô gái câu chuyện của anh mở ra vì em anh sẽ học cách kiên nhẫn vì em sẽ thay đổi mọi thói quen xấu của mình cạn ly hôm nay có thể làm quen với thần hào yên tổng đúng là có phúc ba đời trần viễn vui vẻ nâng cốc tôi phải cảm ơn các vị đã trợ giúp mới đúng tóc trắng khách sáo nói vào anh yên nói đùa rồi bạn của anh hạo thiên trinh là bạn của bọn tôi quá xa lạ rồi nghe nói yên tổng là thần hào ở nền tảng cá mập tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ yên tổng trần viễn dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang tóc trắng ô không biết là việc gì mấy cậu bạn kia ra ám thị với nhau điên cuồng tóc trắng có hơi ngại ngùng gãi gãi mặt nói em cũng có một mờ yêu thích muốn ủng hộ cô ấy nhưng dùng hết tiền mà nhà cho tháng này rồi không biết yên tổng có thể giúp không hê hê trần viễn chậm rãi đưa cốc rượu lên uống đồng thời cũng che đi khuôn mặt của mình trong bóng tối ánh mắt cậu sáng hoắc một tia khinh thường xoẹt ngang qua khó mà nhìn thấy hừ lại nữa rồi muốn xem thực lực của mình đám người giàu mãi mãi vẫn thích dùng mắt chó nhìn người hạo thiên thấy không khí đông cứng anh ta cũng sắp thở không nổi rồi bèn lên tiếng giải vây thế cuộc, anh yên, cậu ấy đùa thôi, anh đừng làm. Nói rồi quay sang mắng tóc trắng, tiểu bạch, cậu ủng hộ cô gái của cậu dựa vào cái gì để yên tổng chi tiền, yêu cầu của cậu quá đáng rồi đấy, đi đi đi, ra bên kia chơi đi. Bỗng nhiên Trần Viễn đập mạnh cốc rượu xuống bàn, rượu cũng từ đó tràn ra ngoài không ít. Mọi người đều có phần kinh ngạc với hành động này, hiếm thấy trong đầu có cùng suy nghĩ, tức giận rồi, muốn động thủ ư. Lúc này, Trần Viễn lấy điện thoại ra, Mở khóa màn hình vừa nói, được rồi không phải chỉ là tặng quà thôi sao. Nói xong cậu đặt điện thoại xuống bàn, sau đó đứng lên, tôi đi vệ sinh. Cậu cứ dừng nick của tôi tặng thoải mái. Đám người đó nhìn bóng lưng rời đi của Trần Viễn, cậu ta vẫn còn nói thêm, đừng giúp tôi tiết kiệm tiền, tặng thoải mái. Mấy người đó nghe xong câu này thì lại nghĩ, đây là phát triển gì vậy. Tóc trắng đạt được mong muốn, đi lại cầm điện thoại Trần Viễn lên, mở miệng cảm thán, đưa điện thoại cho mình tặng thoải mái. Anh ấy yên tâm mình vậy sao? Nghĩ một lát rồi cậu ta cũng thật sự ấn vào livestream. Sau đó vào mục tặng quà, vậy tôi thật sự tặng thoải mái đây. Trần Viễn vừa đi vào nhà vệ sinh. Trong đầu cũng suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Hey, nếu để mình thanh toán thì mình đúng là có thể đau lòng. Mình không cảm thấy mệt mỏi khi phải trả tiền quà vì hệ thống vẫn trả tiền cho việc đó. Trần Viễn chẳng quan tâm kế bên chỗ giải quyết của mình có người. Cậu chỉ đơn giản muốn đi cho xong. Tên to con kế bên huyết sáo vài cái. Sau khi thấy có người thì quay sang nhìn. Trần Viễn cũng ba chấm, Nhìn gương mặt người kia rồi tự hỏi, người này là ai vậy? Giải quyết xong, Trần Viễn cũng trở lại. Vừa ra tới ngoài đã nhìn thấy một đám người bu lại tóc trắng. Ừ, mấy người đó đang không ngừng hét lớn. 1.200. Mau mau. Sắp 1.300 rồi. Cố lên. Cố lên. Bên này, một đám con trai nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mặt ai nấy đều căng thẳng. 1.400. 1.600. Trần Viễn len lỏi qua một đám người mới chen vào trong được. Cậu ngơ ngác hỏi, làm gì vậy? sao vây xung quanh đây thế? Lời vừa hỏi, ngước lên liền thấy tóc trắng nước mắt lưng tròng. Dâng điện thoại bằng hai tay đưa cho mình, yên tổng cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Mau cứu bé với. Trần Viễn nhận điện thoại, cuối cùng cũng nhìn thấy màn hình hiển thị, lâu như vậy cậu mới tặng được gần 2.000 vạn. Cũng quá gà rồi. Một đám người vây quanh, giờ đây đầu ai nấy đều xám xịt. Hàng chục người ai nấy cũng chỉ có một câu hỏi không dám nói ra lời. Yên tổng này có thân phận gì? Trong nhà còn giàu hơn cả ngân hàng thiên địa vậy tóc trắng được giải thoát rồi thì thở phào rồi lau đi mồ hôi cậu ta bẩm báo bình thường em cũng chỉ tặng mười mấy vạn hơn một nghìn vạn không ngờ tự tặng hơn mấy chiếc xe thể thao trong lòng em như nứt ra rồi trần viễn lại chẳng để lọt tai lời tâm sự chân tình của tóc trắng cậu chỉ có duy nhất một chấp niệm hai nghìn vạn hai nghìn vạn nghe không hay lắm tôi góp cho cậu đủ sáu nghìn vạn đi tóc trắng nghe xong mặt cũng muốn trắng bệch như mái tóc cậu ta vội vã chụp lấy điện thoại của trần viễn ánh mắt van xin đừng 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 Yên ca anh dừng tay. Đủ rồi đủ rồi. Cô ấy thật sự không xứng có nhiều tiền như vậy. Anh thu lại thần thông đi. Hạo thiên giờ này mới đi đến cặp cổ tóc trắng rồi lên tiếng cười cười, biết mình gà rồi chứ. Mau kính yên tổng một ly. Làm thần hào không đơn giản vậy đâu. Hôm nay để cậu nghiện đủ. Tóc trắng quả thật cầm cốc rượu lên. Hướng về phía Trần Viễn mà kính. Anh yên. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân. Em thực sự phục rồi. Về sau anh như thiên lôi sai đâu em đánh nó. Mấy người khác bắt đầu nhộn nhịp góp vui, không khí trở nên vui vẻ, một ly sao đủ được ít nhất phải hai ly. Ba ly sao được, ba chai mới đủ. Tên nhóc cậu muốn tôi uống đến chết à? Mấy mỹ nữ nhà bên nghe ngóng chuyện trò nãy giờ, ánh mắt đều dán lên đám người Trần Viễn. Cô gái ngoài bìa lên tiếng trước, người này là ai vậy? Có vẻ rất có lại lịch. Ban nãy người tóc trắng kính rượu anh ta là Bạch Kỳ Lân của bất động sản Bạch Thị đó. Tóc vàng kế bên nhỏ nhẹ cất giọng, cảm giác là vòng tròn nhị đại đình cấp của Hàn Thành tụ tập, nếu có thể tùy tiện ngồi bên cạnh một người nào đó trong đấy là nửa đời sau không lo ăn uống rồi. Cô gái khác cũng góp thông tin, người tên anh Yên kia chẳng lẽ là người thần bí đã tặng ngàn vạn lên hot search trước đó ư? Cuộc sống của anh ấy là giấc mơ của tôi. Đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, âm nhạc đùng đùng vui tai thì cô gái không muốn thấy bạn chịu tổn thương tương tự, vì vậy học cách yêu chiều. Tiếng nhạc trữ tình lạc quẻ vang lên, đó là dấu hiệu tiếng chuông điện thoại của Trần Viễn. Trần Viễn dừng tay, nhìn đến màn hình. Sau đó lập tức đứng dậy, Nói với mọi người, các anh em uống trước đi. Tôi còn có việc. Đi trước đây. Chúng ta lần sau lại hẹn tiếp. Nhìn bóng lưng Trần Viễn đi ngày càng xa, bọn họ mới dám bàn tán, sao Yên tổng lại đi vội vậy? Có phải sợ thanh toán không? Hạo Thiên lại lần nữa lên tiếng bảo vệ thần tượng của mình, Yên tổng có thân phận như nào mà không trả nổi tiền một bàn rượu? Mấy người khác cũng đồng thanh, đúng vậy. Thằng nhóc cậu đừng dùng thu nhập hàng năm đi khiêu chiến tiền lẻ của người ta. Yên tổng không thiếu chút tiền đó. Nói lung tung nữa cẩn thận tôi trở mặt đấy. Sau khi ra khỏi ba, Trần Viễn mới lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Tiểu Mễ Nhi, "Anh Yên, em đến Hàn thành rồi, muốn gặp anh luôn quá." Trần Viễn tùy tiện đáp, "Được, ngày mai chúng ta gặp bên kia, ma ma." Trần Viễn nhìn những tin nhắn này xong, nụ cười quái gở quen thuộc lại hiện ra, "Bơ cô ta lâu như vậy, đã đến lúc lột một lớp da của độ hảo cảm rồi." Sáng hôm sau, tại sân bay nội địa, Tiểu Mễ Nhi bước đi vội vã, "Ừ, không phải chỉ là gặp mặt thôi sao?" chỉ cần lão nương phát ra chút mị lực. Anh yên thần hào gì đó vẫn sẽ trở thành cá trong ao cá của mình thôi. Mới sáng sớm, mở đầu ngày mới của Trần Viễn là tin nhắn dài hơn cả vạn lý trường thành của Lâm Thư Đồng. Trần Viễn, chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Trần Viễn, đêm qua em nằm mơ, mơ thấy chúng ta kết hôn, cùng nhau sống tại biệt thự ở quận Giang Khẩu. Anh đi làm hàng ngày, còn em ở nhà chăm con với sáu bảo mẫu. Năm nào anh cũng đưa em đi Paris ném rượu vang đỏ, đến Iceland ngắm cực quang sáng dậy em buồn lắm vì không có túi và cũng không có cực quang. Cũng không có anh. Vì em đã để mất anh. Em biết trước đây em đã làm tổn thương anh. Nhưng đó không phải là em có ý. Em nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên mới bị Hoàng Tuấn khải lừa. Không nhận ra rằng người thực sự quan tâm và yêu thương em đang ở bên cạnh em. Bây giờ em nghĩ lại. Sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với anh gấp đôi. Xin anh hãy tha thứ cho em. Em chỉ mắc phải sai lầm mà đàn ông nào cũng mắc phải. Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên. Ấy, anh Yên Anh đang xem gì thế? Trần Viễn thuận tay kéo Lâm Thư Đồng vào thùng rác. Vừa trả lời Mễ Nhi, "À, không có gì, có người đang nghĩ ăn gì gì kìa." Trần Viễn buông điện thoại xuống cười nói với người trước mắt, "Vì vậy ban nãy em vừa nói gì đấy?" Tiểu Mễ Nhi nhớ đến bữa trước quản lý đến gặp trực tiếp mình, còn vác theo loa nói vào tay mình, "Mười tóp đầu của cô cộng vào có bằng anh ta tặng một ngày không? Lần này cho dù cô cởi sạch rồi lên giường anh ta cũng phải giữ chân anh ta cho tôi." Trong lòng Mễ Nhi tức giận. Ánh mắt trong tối đầy oán khí nhìn Trần Viễn, đáng ghét đối diện mỹ nữ như mình mà thờ ơ như vậy. Tôi không tin tôi không giữ chân được anh. Nghĩ xong, cô liền bày ra bộ dáng em gái nhà bên. Đơn thuần trong sáng, ánh mắt long lanh nói, em vừa mới nói. Ông chủ yên trẻ tuổi nhiều tiền, thật là hiếm có khó tìm. Tên, hứa ý hàm, tiểu mễ nhi. Tuổi, 26 tuổi. Chiều cao, 167cm. Cân nặng, giá trị nhan sắc, 7,8 điểm. Độ hảo cảm với ký chủ của nữ sinh này. 60 điểm độ hảo cảm quá cao, không thể trói buộc. Nhìn bảng hiển thị xong, trong lòng Trần Viễn cuồn cuộn sóng ngầm, điên cuồng gào thét, hảo cảm quá cao không thể trói buộc. Tiền lúc trước của mình coi như vứt đi hết à? Không được, xem ra phải giảm độ hảo cảm trước. Bắt đầu vào vai, Trần Viễn đưa tay lên móc mũi, mắt trợn trợn lên khó coi vô cùng, hiếm có khó tìm. Cô nhầm rồi, tôi là người vô gia cư. Tiểu Mễ Nhi đã bắt đầu gượng cười, không đi làm sao? Xem ra Yên tổng tự mình mở công ty kinh doanh nhỉ, nếu không lấy đâu ra một nghìn vạn trần viễn diễn được liền diễn cho chót lấy tay móc mũi chết xuống bàn mở miệng nói mở công ty không có tiền mà tôi tặng cô đều tiêu tiền của cha tôi bây giờ công ty của cha tôi bị tôi làm phá sản rồi nợ ngân hàng mấy ngàn vạn thực ra đột nhiên cậu sấn đến nắm lấy bàn tay mễ nhi giọng nói hấp tấp lần này tôi gặp cô chính là muốn hỏi cô có thể trả lại cho tôi một phần tiền mà trước đó tôi đã tặng không tiểu mễ nhi trong lòng kinh sợ acmn anh còn chưa rửa tay Lúc này, liên tiếp hiện lên bảng thông báo, độ hảo cảm của tiểu Mễ Nhi âm 20. Mễ Nhi chịu hết nổi hất tay Trần Viễn ra. Bắt đầu chửi thề, ư không có tiền còn ở đây giả làm phú ca. Năm lần bảy lượt bơ lão nương. Lão nương không chịu nổi anh từ lâu rồi. Còn trả lại tiền quà. Anh không phải là đàn ông. Đúng là hành kém. Độ hảo cảm của tiểu Mễ Nhi âm 20. Độ hảo cảm của tiểu Mễ Nhi âm 20." Cô cầm điện thoại lên, như muốn gọi ai đó, bên miệng vẫn còn chửi rủa não tôi cũng ứng nước rồi mới phí thời gian với kẻ nghèo như anh độ hảo cảm của tiểu mễ nhi âm 20. lúc này đầu dây bên kia bắt máy mễ nhi xoay chuyển biểu cảm 180 độ giọng điệu tranh chua biến mất nhỏ nhẹ nói với bên kia anh lam em ở quán cà phê đó bên ngoài sân bay anh mau đến đón người ta đi nơi này có một tên nghèo quấy rối em em sợ quá hu hu trần viễn đạt được ý định vui vẻ cười ra mặt Thấy phụ nữ thực dụng nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người phụ nữ vừa thực dụng còn đảo trắng thay đen như vậy. Một lúc sau, một thanh niên đạp cửa bước vào, chân còn chưa đặt vào bên trong tiếng nói đã ầm ầm vang lên, Thanh Thiên Bạch Nhật trêu chọc người phụ nữ của tao, không biết Hàn Thành là địa bàn của ai sao. Mễ Nhi thấy người đến thì hớn hở chạy ra, anh Lam, người ta sợ quá. Biến thái đó nắm tay em. Nhưng không ngờ, anh Lam của cô lại bơ đẹp mình, không ôm cô mà lách qua đi đến tìm người phía sau cậu ta đi lại bắt tay Trần Viễn rồi vui vẻ chào hỏi, anh Yên, sao anh cũng ở đây? Đúng duyên phận. Tiểu Lam vui vẻ giới thiệu bản thân, sợ Trần Viễn quên mất, em là Tiểu Lam mà đã cùng anh bạch kính rượu anh hôm qua đó. Trần Viễn cũng cười đến vui vẻ chào hỏi lại, Tiểu Lam, ô ô Tiểu Lam, tôi nhớ ra cậu rồi. Tiểu Lam nắm tay được người rồi không muốn buông. Luôn miệng nói, hôm qua em còn đang hối hận vì chưa cùng anh uống thêm vài ly nữa đây. Không ngờ lại gặp ở đây. Hôm nay em chủ trì anh hãy nể mặt nhé mà này tiểu mễ nhi đều nhìn thấy tất cả mặt mày cô tối đen không tin mà nhìn hai người trước mắt lam tổng vậy mà khách sáo với anh ta vậy lam tổng này là phú nhị đại đỉnh cấp của hàn thành gia sản trong nhà cực nhiều một tay che trời tiểu mễ nhi bắt đầu chơi chiêu cô thút thít nói nhỏ lam tổng người ta vừa mới tiểu lam quay sang lớn tiếng vừa mới cmn cô à cô biết anh yên là đại ca của đại ca tôi không tiền của anh ấy nhiều tới mức có thế chôn sống cả nhà già trẻ của cô đó biết không bấy giờ Mễ Nhi mới vừa lẽ, anh, anh ta vậy mà có bối cảnh vậy sao? Vậy vừa nãy anh ta đang. Cô mở to mắt nhìn Trần Viễn, sắc mặt tái nhợt, ban nãy anh ta thăm dò mình, thử xem thành ý của mình. Mình vậy mà không nắm bắt cơ hội. Không được bao lâu, ánh mắt cô lại trở nên sắc bén, không được, mình phải vãn hồi lại. Dáng vẻ mềm yếu xinh đẹp lại được khôi phục. Cô nàng sấn đến trước mặt Trần Viễn nhỏ giọng ngại ngào, xin lỗi anh Yên, hiểu nhầm anh rồi, tha thứ cho em được không? Trần Viễn liếc nhìn bảng hiển thị, chói buộc quan hệ sim chúa thành công. Phân công hứa ý hàm. Tiểu Mễ Nhi, thành công sẽ nhận được 25 điểm cường hóa. Thấy mục đích đã hoàn thành, Trần Viễn nhẹ nhàng nhấp ngụm trà làm người rộng lượng nói, "Quên đi, cô còn trẻ không hiểu chuyện, tôi đùa với cô mà thôi, đừng để ý." Mễ Nhi thấy người ta dễ dãi như vậy thì hai mắt đều là trái tim, hào phóng khen ngợi, "Cảm ơn anh Yên." Người ta yêu anh Yên nhất đó. Độ hảo cảm của Tiểu Mễ Nhi cộng 10. Độ hảo cảm của Tiểu Mễ Nhi cộng 10 độ hảo cảm của tiểu mễ nhi cộng 10. Trần Viễn trong lòng không khỏi cười chê, không hổ là streamer chức nghiệp. Chỉ cần có tiền, độ hảo cảm tăng nhanh như được bơm máu gà. Đáng tiếc tôi sẽ không bỏ qua cho cô đơn giản như vậy. Đột nhiên, tiểu lam đứng phát dậy, tức giận đập bàn quát mễ nhi, hừ, anh yên của tôi đã tặng cho cô cũng hơn ngàn vạn rồi, mà mời anh tôi uống loại sữa đậu nước ngoài đáng ngắt này. Sau đó cậu ta nghĩa khí mà quay sang nói với Trần Viễn, anh yên, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay em chủ trì, anh nhất định phải nề mặt đấy. Em biết một quán khá ngon chắc có thể khiến anh ưng ý. Trần Viễn không từ chối mà thuận theo, được thôi được thôi, đều là anh em, nhất định tôi sẽ nề mặt cậu rồi. Ra đến ngoài xe, Tiểu Lam còn cung kính mà mở cửa xe cho Trần Viễn, anh yên, cẩn thận đầu. Mễ Nhi nhanh chân đuổi theo hai người, ấy, Lam Tổng yên tổng, đợi em với, em cũng đi. Chiếc xe nhanh chóng đã được khởi hành. Trên xe, Mễ Nhi ngồi cạnh Trần Viễn, cô liên tục nhích lại gần cậu sau đó dứt khoát nắm lấy cánh tay người ta luôn anh yên có phải anh vẫn giận em đúng không ai ra người ta biết sai rồi mà trần viễn bâng quơ trả lời sao có thể cô nghĩ nhiều rồi mễ nhi thấy trần viễn lướt điện thoại thì hiếu kỳ hửng livestream cá mập anh ta muốn làm gì lúc này đang phát một livestream của một nữ streamer có vẻ là đang chuẩn bị kết thúc cô gái nói anh trai nào thích văn nhi thì đừng quên theo dõi nhé tiểu mễ nhi cảm thấy có gì đó không ổn không phải là anh ta muốn Quả nhiên, những gì cô nghĩ chính xác là những gì Trần Viễn muốn làm. Cậu điên cuồng ấn tặng quà cho người nữ stream mở kia. Lúc này, bên kia livestream, Văn Nhi đang đứng hình vì vô số tên lửa không ngừng bay loạn xạ trên livestream, a, a, 3000. Hự. Ừ. Văn Nhi ngã xuống đất bất tỉnh. Mấy chị em xung quanh chạy lại giúp đỡ, chị chị tỉnh lại đi, gọi 120, mau gọi 120, cả đời chị, tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Tiểu Mễ Nhi nhìn thấy động tác tay của Trần Viễn vẫn chưa chịu dừng lại thì cả kinh, nhanh quá lần đầu tiên mình thấy người khác tặng quà nhanh như vậy. Không, người bình thường cho dù có tốc độ này cũng không có nhiều tiền như vậy. Cô nàng đen mặt, ánh mắt thất thần ôm đầu gào thét, nếu như, nếu như trước đó mình nắm bắt cơ hội thì 3000 vạn đó chắc chắn là của mình. Sau đó, cô bình tĩnh lại nhìn kỹ người trước mắt, âm thầm cảm thán, người đàn ông này rõ ràng đang chơi mình, nhưng nhưng bộ dáng tiêu tiền của anh ấy đẹp trai quá, độ hào cảm của tiểu mê nhi cộng 30. Sau đó là cảnh tượng bổ não nặng, nếu ngón tay của anh ấy không chạm vào màn hình, mà chạm ở trên người mình. Độ hào cảm của tiểu mê nhi cộng 30. chân Viết khó hiểu nhìn sang người con gái đang thất thần bên cạnh. Ánh mắt khó nói, người phụ nữ này có máu mờ sao. Mình tặng quà cho người khác mà cô ta cũng tăng độ hào cảm. Xe rất nhanh đã đến một nơi cảnh quan yên bình. Tiểu Lam lên tiếng giới thiệu, anh Yên. Đến rồi. Đây là nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất Hàn Thành. Hát chân châu ba sao. Nơi này phải có hội viên hẹn trước, nên đảm bảo được tính riêng tư, nhưng nổi tiếng nhất là nhà hàng này có 3 điểm bán lớn. Trần Viễn cười cười, như người từng trải mà hỏi, ba điểm bán lớn, một là món ăn nổi bật, hai là phong cảnh độc đáo phải không, còn cái còn lại thì sao? Tiểu Lam lộ ra vẻ mặt thích thú, tiếp lời, anh yên đúng là người đã từng trải, hai cái trước anh nói đúng rồi, còn điểm bán cuối cùng. Ba người cùng nhau đi vào đình viện, bên trong có một mỹ nhân đang ngồi đàn, khung cảnh vô cùng hữu tình. Tiểu Lam chỉ chỉ sang bên đó, điểm bán thứ ba. Chính là con gái của ông chủ, Triệu Ngọc Kỳ. Triệu Ngọc Kỳ nghe có người tới. Ngước mắt lên thì trông thấy, Trần Viễn. Trần Viễn cũng bất ngờ, hở. Triệu Chủ tịch. Triệu Ngọc Kỳ lúc này mới chú ý. Bên cạnh Trần Viễn còn có người con gái khác. Độ hảo cảm nhanh chóng giảm xuống. Độ hảo cảm của Triệu Ngọc Kỳ là âm năm. Cô tức giận đứng dậy bẻ gãy cây đàn tranh. Sau đó nước mắt cũng rơi xuống bỏ đi. Trần Viễn nghiến răng, chết tiệt sắp phản công triệu ngọc kỳ được rồi cậu nhanh chân đuổi theo thời khắc mấu chốt chẳng lẽ lại lật xe sao hai người sau một cuộc rượt đuổi thì trần viễn cũng giữ được người lại triệu ngọc kỳ nước mắt tuôn như suối mắng trần viễn cha nam anh cho đùa tình cảm của tôi thả tôi ra trần viễn vây triệu ngọc kỳ trong tường dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô không được cứ tiếp tục như vậy sẽ hết sạch độ hào cảm không còn lựa chọn nào khác ngoài mạo hiểm trần viễn lại bắt đầu vào vai lần này là vào vai một tổng tài thiếu thốn tình cảm không ai có thể hiểu cho nỗi khổ của anh ta. Chủ tịch Triệu, cậu xem phú ông cà chua chưa? Triệu Ngọc Kỳ vừa tức giận vừa khó hiểu. Tôi đang nói với cậu chuyện cậu bắt cá hai tay. Cậu lôi phim vào làm gì? Trần Viễn vẫn nói tiếp, tôi chính là phú ông cà chua. Sau đó, cậu buông Triệu Ngọc Kỳ ra, lấy tay châm cho mình một điếu thuốc. dáng hình cô độc, ngước mặt lên trời, bắt đầu kể chuyện. Chắc cậu cũng biết ra thế tôi bất phàm, nhất định cũng nghi ngờ tại sao tôi vẫn luôn cam nguyện làm người bình thường đi gia tộc ẩn thế mà tôi ở có một quy định bất thành văn người thừa kế sau khi đủ 18 tuổi phải tiêu sạch một tỷ tệ trong vòng một tháng mới có thừa kế thừa toàn bộ gia sản 50 tỷ vì vậy tôi cố gắng tiêu tiền tôi sẽ đầu tư hạng mục này đầu tư các loại từ thiện làm các loại hoạt động bảo vệ môi trường kế hoạch di chuyển bằng bắc cực nói xong hoàn cảnh của mình cậu rời tầm mắt sang nhìn ngọc kỳ ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nữ sinh vừa nãy là một nữ streamer mà tôi đã thưởng tiền tôi vì có thể tiếp tục tiêu tiền không thể không gặp dịp thì chơi rồi cậu tiến đến nắm tay triệu ngọc kỳ ôn nhu nói chuyện này trừ cậu ra thì không ai biết tôi không cầu xin cậu hiểu cho tôi chỉ là tôi giữ bí mật này quá lâu rồi sau khi giải thích xong cậu ôm chán mệt mỏi bỏ đi tôi mệt rồi tạm biệt triệu ngọc kỳ nhìn bóng lưng cô độc của trần viễn lại nghĩ đến những lời của người kia vừa thổ lộ nước mắt tiếp tục chảy mình đúng là gây chuyện vô lý anh ấy vất vả như vậy vì kế thừa gia sản mà kiệt sức mình vậy mà nghi ngờ anh ấy. Triệu Ngọc Kỳ không chịu nổi dáng người cô độc của Trần Viễn, cô chạy hết sức về phía đó. ôm trầm lấy cậu từ phía sau rồi nói lớn, "Không, em không muốn tạm biệt. Trần Viễn anh đừng đi là em trách nhiệm anh." Ôm chặt Trần Viễn, Triệu Ngọc Kỳ cũng cảm nhận được sự ấm áp, anh ấy thậm chí còn thành thực nói về những bí mật khó khăn như quyền thừa kế của gia tộc mình. Trong lòng anh ấy nhất định có mình. Độ hảo cảm của Triệu Ngọc Kỳ cộng 20, độ hảo cảm hiện tại là 92 sau khi giải quyết thành công hai người vui vẻ tay trong tay trở về đình viện triệu ngọc kỳ lên tiếng xin lỗi ban nãy tâm tình của tôi không tốt ảnh hưởng đến việc dùng bữa của mọi người bạn của trần viễn là bạn của tôi bữa này tôi mời tiểu lam ánh mắt sáng hơn sao nhìn trần viễn mới 5 phút đã giải quyết xong anh yên đúng là đỉnh trái ngược hoàn toàn với khung cảnh vui vẻ ở đây tiểu Mỹ nhi mặt lạnh ngắt gắt gao nhìn trầm trầm ngọc kỳ mẹ nó làm màu cái gì tưởng mình là chính cung nương nương chắc vào tay ai còn chưa biết đâu Giờ đây Hai mỹ nữ ngồi hai bên trần viễn Mễ Nhi bắt đầu công kích lấy sự chú ý Anh Yên Anh còn chưa giới thiệu chị gái này cho bọn em đâu Là ai của anh vậy Tiểu Lam chỉ biết làm bóng đèn trong trận chiến này Hai đại mỹ nữ tranh đoạt Anh Yên chịu được sao Trượng Ngọc Kỳ lắc đầu lên tiếng Chật Anh Yên Gì này Ngay cả tên của anh ấy còn không nói cho gì Gì vẫn đừng nên gọi anh nữa Chắc anh ấy không lớn tuổi bằng gì đâu lời này nói ra chính là đẩy mễ nhi vào thế yếu trận chiến ngang tài ngang sức bỗng chốc biến thành một phượng hoàng một gà mái tiểu lam chảy mồ hôi lạnh mạnh quá đây hoàn toàn không phải là chiến đấu cùng một cấp độ đây là nghiền áp triệu ngọc kỳ như một con phượng hoàng lửa xéo sắp phản đòn của tiểu mẫn nhi tiểu mẫn nhi bị ngọc kỳ chê bai thì tức giận quát ồ chưa kịp mắng gì thì đã bị trần viên đạp mạnh đôi đũa xuống thờ ơ nói vài câu nhưng lại thành ra cảm giác vô cùng mất kiên nhẫn được rồi ăn cơm thôi tôi đói rồi. Hai cô gái lườm nhau chỉ bằng nửa con mắt, sự thù hận như ánh lửa rực cháy khi hai người nhìn nhau, quả thật phụ nữ khi ghen thật đáng sợ. Tiểu Lam ngồi bên cạnh thấy màn vừa rồi trong lòng thầm kinh sợ, run run nói, như vậy mà không đánh nhau ư? Thủ đoạn của Yên tổng đúng là quỷ thần khó lường. Một là streamer nổi tiếng của cá mập, máy thu phú ca. Người còn lại là tài nữ nổi tiếng ở đây, mắt cao hơn trời. Tiểu Lam thầm ngưỡng mộ nghĩ, thao tác của anh Yên đã vượt qua cái gọi là ngự nữ chi thuật rồi. Anh ấy đúng là nam mị ma. Tiểu Lam ngưỡng mộ Trần Viễn như một chàng trai đầy cuốn hút, thu hút hoa khôi, gái đẹp đến bên bằng vẻ đẹp cùng sự giàu có của mình. Tiểu Lam thầm nghĩ, trước đó mình chỉ bị tài phú của anh ấy chinh phục, mà bây giờ, anh ấy chính là thần tượng tinh thần của mình, thề chết theo anh Yên. Trong khuôn viên hồ đại, Trần Viễn vừa đi vừa nghĩ ngợi, sao quán đó đắt như vậy, may không phải là mình trả tiền. Trần Viễn nghĩ đến lúc thanh toán tiền ở quán ăn của gia đình Triệu Ngọc Kỳ, quả thực rất đắt, nhưng Ngọc Kỳ đã vui vẻ làm tròn cho anh. Từ một vạn 8 chỉ còn tám nghìn. Anh nghĩ thầm, nói đến tiền, để mình xem tiến độ công lược hiện tại của mình nào. Hệ thống hiện lên thông tin những người mà Trần Viễn đã và đang công lược, công lược hoàn thành. Lâm Thư Đồng, Từ Lạc Lạc. Tiếp theo là những người đang công lược, họ tên Triệu Ngọc Kỳ, độ hảo cảm 91, phần thưởng công lược 25, điểm thuộc tính kỹ năng sở trường đánh piano chưa hoàn thành. Họ tên, hứa ý hàm, tiểu mễ nhi, độ hảo cảm là 92, phần thưởng công lược, 25 điểm thuộc tính kỹ năng sở trường vũ đạo, chưa hoàn thành. Trần Viễn nhìn hệ thống trước mặt, nghĩ thầm, độ hảo cảm của hai người này đã rất cao rồi, có phải nên đẩy mạnh tiến độ một phen không? Anh lướt tới một cô gái khác trong hệ thống đang công lược, ngạc nhiên, hửm, đây là ai? Chói buộc lúc nào vậy? Anh vuốt qua nhìn, đó là Hà Chỉ Anh. Trần Viễn nghĩ thầm, mình nhớ hình như là bạn gái của Lý Dương thì phải. Thông tin trên hệ thống hiển thị. Họ tên Hà Trì Anh độ hào cảm 76, phần thưởng công lược 22, điểm thuộc tính sở trường vũ đạo, chưa hoàn thành. Trần Viễn vừa đi vừa nghĩ, mình nhớ sớm nhất cũng chỉ là 25 điểm độ hào cảm mà. Mấy ngày không gặp mà tăng nhiều vậy ư. Ừ. Sức quyến rũ của mình lớn vậy sao? Lúc này có mấy người đang chạy về hướng ngược lại để hóng chuyện gì đó. Mấy người tụng lại bàn tán, đi mau. Nghe nói có người tỏ tình với nữ sinh ở dưới tầng đó ha ha chiến sĩ xông lên vì tình yêu à trần viễn nghĩ thầm chiến sĩ tình yêu thú vị lúc này ở dưới ký túc xá nữ một giọng hát vang vọng khắp nơi người hiếu kỳ vây quanh xem trò vui yêu anh xin lỗi không phải vì không thương em anh thực sự không muốn là em khóc em yêu anh xin lỗi không phải vì anh không yêu em là lý dương anh ta đang hát vu vơ ở dưới ký túc xá của hà chỉ anh để níu kéo cô anh thực sự không muốn làm em buồn lần nữa anh ta đưa một bó hoa đến trước chỗ Hà Chỉ Anh. Hối hận cầu xin, em yêu. Anh sai rồi. Anh không nên hung dữ với em. Không nên chiến tranh lạnh với em. Hãy nghĩ lại những kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta. Cho anh thêm một cơ hội đi. Vừa nói anh vừa hát tiếp, anh tin. Anh tin. Em sẽ tốt thôi. Xung quanh là những tiếng gieo hò cổ vũ hai người trở về bên nhau, tha thứ cho cậu ấy. Tha thứ cho cậu ấy. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Cảnh tượng bày vẽ khoa trương này khiến cho Hà Chỉ Anh thực sự tức giận. Trần Viễn ở ngoài hóng chuyện thì thấy đó là người quen. Nghĩ thầm, ấy, đây không phải là thằng chó Lý Dương đó sao? Chơi trò gì vậy? Lúc này Hà Chỉ Anh thấy trong đám đông xuất hiện bóng dáng của Trần Viễn thì mừng rỡ. Hai mắt bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô. Nhìn về phía Trần Viễn. Vừa thấy Trần Viễn, Hà Chỉ Anh liền sáng rực mắt, gạt bó hoa của Lý Dương sang bên. Cô không thèm để ý đến Lý Dương, chạy một mạch đến chỗ Trần Viễn. Lý Dương phía sau với theo khóc lóc, Chỉ Anh, Chỉ Anh, Em đi đâu vậy? Chỉ anh. Anh ở đây cơ mà. Hà chỉ anh đến chỗ Trần Viễn. Gương mặt không giấu nổi sự vui mừng. Hớn hở nói, Trần Viễn. Cậu tên là Trần Viễn đúng không? Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Vừa nói cô vừa rút điện thoại mình ra, hôm nay đúng là lucky day của mình. Cô đưa điện thoại đến phía Trần Viễn ngại ngùng nói, tôi có thể add WeChat của cậu không? Chỉ là add WeChat thôi. Xin cậu đừng từ chối tôi. Phía bên này, Lý Dương gục ngã cùng với những lời bàn tán xung quanh tình huống gì vậy sao lại có một nam sinh nữa thế chiến sĩ tình yêu ngã xuống rồi lý dương càng đau lòng khi nghe câu nói đau quá đau rồi học trưởng lý dương thua rồi cậu ta tức giận thầm nghĩ dựa vào cái gì mà là trần viễn mình không phục hà chỉ anh em phụ tôi quá nhiều rồi trần viễn nhìn sang lý dương đang tức giận mặt không chút biểu cảm gì anh bước đến nói với lý dương lý dương có phải cậu cảm thấy không cam tâm cảm thấy không thể hiểu nối cảm thấy hà chỉ anh một chân đạp hai thuyền đúng không lý dương nhìn trần viễn tức giận nói ý gì vậy còn muốn sỉ nhục tôi sao lý dương nhìn sang phía hà chỉ anh nhẹ nhàng nói như lời nói lại như đang trách móc lý dương lý dương thực ra tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu một người đẹp trai giỏi thể thao như cậu rất dễ được người khác giới chú ý cậu coi tình yêu của con gái giống như là chuyện đương nhiên vậy nhưng khi cậu phát hiện mình mất đi ánh hào quang cậu hoảng rồi trong đầu cậu chỉ toàn là thắng bại lại thờ ơ cảm xúc của bạn gái cậu. Trần Viễn càng nói càng thấm. Đổ hết tội lên Lý Dương là cậu tự mình đẩy cô ấy xa hơn từng chút một. Chuyện đến nước này, lại muốn giả vờ đáng thương để đòi quay lại. Cậu không cảm thấy mình như một tên hề sao. Lúc này Lý Dương đã hoàn toàn bị Trần Viễn thao túng. Ôm đầu gục xuống nói, Trần Viễn nói đúng. Tôi, tôi tự làm tự chịu. Lúc này những nữ sinh xung quanh bàn tán sôi nổi, trời ơi, nói như vậy cũng không phải do kẻ thứ ba chen vào chiến tranh lạnh quả thực rất đáng sợ lúc ở bên nhau thì không đối xử tốt với người ta bây giờ đòi quay lại có tác dụng gì hà chỉ anh chứng kiến màn vừa rồi thì vô cùng vui vẻ ngượng ngùng nghĩ cậu ấy hiểu mình lúc này hệ thống cũng hiện lên thông báo độ hảo cảm của hà chỉ anh hiện tại là 91 điểm trong đám đông lúc này có bạn của triệu ngọc kỳ thấy trần viễn cùng hà chỉ anh và màn giải cứu vừa rồi thì nghi ngờ nghĩ đó là trần viễn cậu ta cùng nữ sinh này có quan hệ gì cô bạn chạy nhanh về ký túc xá vừa đi vừa tức giận không được mình phải nói cho kỳ kỳ cha nam này về đến ký túc xá vừa mở cửa phòng cô đã quát lớn báo với ngọc kỳ 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 không hay rồi trần viễn ngoại tình rồi ngọc kỳ nghe tiểu phi nói lớn như vậy nên giật mình tháo mặt nạ xuống cô bình tĩnh nói tiểu phi cậu đừng nháo nữa ai cũng có thể ngoại tình riêng trần viễn thì không tiểu phi hận rèn sắc không thành mà nói lớn ban nãy dưới tầng có một nữ sinh tỏ tình với trần viễn hai người họ còn mắt đưa mày lại đấy triệu ngọc kỳ tức giận quay lại phản bác người khác muốn tỏ tình, bản thân Trần Viễn cũng không kiểm soát được, lại nói điều này cũng không đại biểu cái gì. Tiểu Phi thấy bạn mình cứng đầu như vậy, thì lôi ra bằng chứng, đưa điện thoại đến trước mặt Ngọc Kỳ chỉ. Vậy cái này thì sao? Cái này thì giải thích thế nào? Cậu ta tặng tiền điên cuồng cho người phụ nữ khác. Trái ngược lại sự kích động của Tiểu Phi, Ngọc Kỳ lại bình tĩnh đến lạ. À, cái này à? Trần Viễn nói với tớ rồi. Hơn nữa tổng số anh ấy tặng không chỉ ba nghìn vạn đâu, hả? cậu ta tặng quà cho nữ streamer còn nói cho cậu. Ngọc Kỳ xoa đầu bạn mình cho hạ hỏa, rồi cười vui vẻ đáp, đúng vậy. Cơ sở của việc hai người ở bên nhau chính là tín nhiệm A. Anh ấy tin tớ, tớ tin anh ấy. Rất vô lý sao. Nói đến đây là ổn rồi. Nhưng Ngọc Kỳ lại thêm một câu làm Tiểu Phi triệt để chết tâm, quên đi. Tiểu Phi, cậu độc thân từ trong bụng mẹ, sẽ không hiểu kiểu thần giao cách cảm này. Tiểu Phi hết cách, chỉ có thể buồn hiu mà nhìn bạn mình vui cười tung tăng một người đang tốt như vậy sao có thể trở nên ngu ngốc như thế trần viễn rốt cuộc cậu cho cậu ấy uống bùa mê thuốc lú gì thế bên đây trần viễn ngáp ngắn ngáp dài khi đang chơi game với tụi bạn tóc đỏ bên cạnh nổi giận đùng đùng mắng viễn tử cậu tập trung chút nào có ai chơi phó bản còn buồn ngủ trần viễn tay chống cằm nhìn xa xăm tôi cũng không muốn tới mà là cậu xin tôi tới người bạn khác lên tiếng giải hòa cho cả hai hùng đào cậu to tiếng như thế làm gì sẽ dọa trần viễn đấy hai mỹ nữ đối diện mắt đều là trái tim nhìn trần viễn không chớp mắt bọn tôi thích nhìn trần viễn ngủ cậu gọi cậu ấy dậy làm gì nữ nhân khác cũng góp vui đúng thế đúng thế trần viễn cậu không sao chứ tối nay có rảnh không trần viễn tôi thấy cậu hình như có chút mệt tôi mua cho cậu một cốc latte nhé hùng đào khóc không thành tiếng cắn áo nhìn bạn mình cậu xem đi họ nói cậu không tới thì họ cũng không tới soái ca như cậu sao có thể hiểu nỗi khổ của nam sinh bình thường như bọn tôi chứ Trần Viễn Chỉ chỉ tay, vậy cậu giải thích xem tại sao cô ấy cũng ở đây. Người Trần Viễn Chỉ là cô nương đang khóc hu hu đây, hu 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 tôi là tiểu thúy. Tôi từ bỏ thanh mai trúc mã rồi chạy theo con trai của Kim Viên Ngoại. Sau đó bị giết rồi. Nhưng tôi cảm thấy tôi đáng đời. Không cần tìm hung thủ gì đó đâu. Tội tôi đáng phải chịu. Người phía sau mặt mày bất lực lên tiếng, bạn học bình tĩnh chút. Cậu như vậy bọn tôi không còn cách nào để chơi nữa. Hùng đào buồn chán lên tiếng giải thích cho mình, Lâm Thư Đồng nghe nói cậu ở đây. Nên cứ muốn đến, Tôi cũng hết cách. Cậu rốt cuộc làm gì cô ấy vậy? Nghe nói gần đây cô ấy đi khám. Hình như có thai rồi. Trần Viễn vẫn chống cằm suy tư. Ánh mắt chăm chú theo dõi người con gái kia, chật. Là mình quá đáng quá rồi sao? Tuy cô ấy làm tổn thương mình, nhưng sau quan hệ trói buộc hình như cô ấy cũng thật tâm hối cải. Nhìn dáng vẻ khóc đến đáng thương của Lâm Thư Đồng, Trần Viễn hơi bất đắc dĩ mà thở dài, mặc dù cô ấy sai nhưng cũng không đáng tội chết. Mình có tuyệt tình quá không? mấy mỹ nữ bên cạnh vui vẻ trò chuyện với trần viễn ai trần viễn trong trường đều đồn cậu là thần hào yên tổng trên mạng có phải thật không đúng vậy đúng vậy nickname của các cậu đều giống nhau trần viễn cũng thuận theo mà đáp lời bên cạnh lâm thư đồng cũng cố vểnh tai thỏ lên nghe a à, yên tổng à ôi đột nhiên một tiếng cười lanh lảnh vang lên cắt ngang lời nói của trần viễn ha ha nếu trần viễn là yên tổng tôi lấy đầu xuống cho các cô đá ha, ha ha người bước vào là một tên nam nhân cao to ăn mặc cũng ra dáng nhà có tiền đó yên tổng là một thần hào tặng mấy trăm triệu trên cá mập trần viễn cậu là cái thá gì mà đòi so với yên tổng trần viễn biết người đến là ai rồi thì sắc mặt cũng không còn vui vẻ nữa ánh mắt thâm trầm mày nhíu lại vậy mà là anh ta người đó vừa vào đã rửa trò lưu manh đi đến nâng cầm thư đồng lên rồi buông lời tán tỉnh xin chào tôi tên là lý vân đào ông chủ quán này tôi đã chú ý tới em rất lâu rồi có thể ác quy chắc không lâm thư đồng mặt đỏ lên E thẹn do dự nói. "A, à, cái này." Nhìn thấy Lý Văn Đào thẳng thừng xin WeChat của Lâm Thư Đồng, Trần Viễn không khỏi nhớ lại một vài chuyện cũ, Lý Văn đầu là tình địch hồi cấp 3 của mình. Ỷ nhà có tiền có thế nên thường bắt nạt mình. Giờ đây, ánh mắt gã còn đầy khiêu khích nhìn Trần Viễn như thể gã luôn chiến thắng trong mọi chuyện. Trần Viễn không hề như xưa nữa. Cậu nở nụ cười khiêu chiến lại, "Nếu mày đã muốn làm màu, tao cũng sẽ khiến mày làm màu đã thì thôi." Đúng lúc mình cũng không muốn tỏ ra quá cao ngạo ngạo ở trước mặt bạn học sau đó rời ánh mắt sang nhìn Lâm Thư Đồng đang e thẹn, tiện cho người nào đó một bài kiểm tra áp lực. Trần Viễn nghĩ là làm. Cậu tiến đến chỗ Lý Văn Đào, thân thiện giới thiệu, xin giới thiệu với mọi người, phú ca này tên là Lý Văn Đào, là bạn học hồi cấp 3 của tôi, học ở đại học 985, còn tự mở công ty, tài sản ngàn vạn, có thể nói là phú ca sắt đá chân chính. Quả nhiên, lời nói này có lực công kích rất mạnh. Ánh mắt ai nấy nhìn về Lý Văn Đào đều mang theo kinh ngạc cùng ngưỡng mộ về phần tôi tôi quả thực không phải là yên tổng chỉ là được bồi thường một số tiền do gần đây nhà bị phá rỡ cũng chỉ được 3 đến 500 vạn mà thôi các cậu hiểu nhầm rồi lý văn đào ở sau lưng nghe trần viễn liên thuyên cười khẩy một tiếng thằng nhóc này vậy mà có mấy trăm vạn ra sản ư lâm thư đồng nghe hết toàn bộ từ nãy đến giờ cuối cùng chỉ dính lại được điểm mấu chốt trần viễn không phải là yên tổng vậy mình không phải là cô ngước mắt lên nhìn hai người con trai trước mắt trong đầu nhỏ có những suy nghĩ len lỏi một bên là học sinh giỏi 985 nhà có ngàn van, một bên là Trần Viễn có chút tiền nhưng từng thích mình. Mặc dù có do dự, nhưng chỉ trong chốc lát, Trần Viễn liền biết Lâm Thư Đồng chọn ai, độ hảo cảm của Lâm Thư Đồng âm 20. Độ hảo cảm của Lâm Thư Đồng âm 20. Độ hảo cảm của Lâm Thư Đồng âm 20. Đồng âm 20. Giải trừ quan hệ sim chúa. Độ hảo cảm hiện tại 15. Cuối cùng Trần Viễn nở nụ cười có phần cay đắng, cậu rốt cuộc cũng biết lòng dạ cô ta chẳng có chút nào là thật, chỉ là tự bản thân mình cho là có thôi. Lâm Thư Đồng sau khi suy nghĩ xong, thì nhanh chóng sấn đến chỗ Lý Văn Đào đưa điện thoại ra, được thôi, tôi át anh nhé. Đã thế lại còn nở nụ cười nghĩ mình rất thông minh, tên ngốc cũng biết chọn thế nào. Lý Văn Đào nghĩ mình chọc tức được Trần Viễn rồi thì đi lại cười nhạo, Trần Viễn, thế đạo này thật kỳ lạ, em gái mà cậu gọi đến lại át WeChat của tôi, ha ha. Gã ta còn tiến lại gần hơn, nhỏ giọng chăm chọc bên tai Trần Viễn, trước kia tôi đánh cậu như đánh chó thì bây giờ cũng chỉ có thể bị tôi đạp dưới chân. Ánh mắt Trần Viễn như có sóng ngầm, đứng im một chỗ, Lý Văn Đào đi lại phía lão bản vỗ vai người ta nói: A à Thái, Trần Viễn này là bạn của tôi. Hôm nay cậu ấy khiến tôi vui, bàn này miễn phí. Vâng, vâng thưa ông chủ. Trần Viễn bấy giờ mới có phản ứng, cậu dùng tay che đi biểu cảm trên mặt, cười đến run cả người. Tiếng cười có phần quái dị khó tả, ha ha ha. Hùng Đào thấy bạn mình kỳ lạ như vậy nhị không được gọi một tiếng Viễn Tử. Trần Viễn lúc này mới ngước mặt lên, cười đến chảy nước mắt nói: Tôi không sao, tôi không sao chỉ là đột nhiên hiểu rõ một số chuyện. Cười xong, Trần Viễn khôi phục lại dáng vẻ xa cách của mình, nghĩ đến người kia lần cuối, Lâm Thư Đồng, cô muốn cơ hội tôi cũng cho cô rồi. Đáng tiếc cô không thay đổi được cái tính đấy. Từ nay về sau tôi sẽ không động lòng với cô lần nào nữa, bởi vì cô không xứng. Lý Văn Đào thấy Trần Viễn có ý muốn đi về, gã ta đứng hút thuốc ở cửa, khói bay khắp nơi mở miệng hỏi, nhanh như vậy đã đi rồi sao? Ngày mai sẽ có buổi họp lớp cấp 3 ở quán Cửu Châu, Trần Viễn dám tới hay không? Trần Viễn dừng bước chân lại. Nghĩ ngợi, họp lớp sao? Sau đó, không biết cậu ta trong đầu nghĩ cái gì, nụ cười cũng trở nên đáng sợ như quỷ tu la, nếu Lý đại thiếu đã mời, tôi đương nhiên sẽ tới. Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã đến sáng ngày hôm sau. Theo như mọi người đã hẹn thì bọn họ họp lớp ở quán Cửu Châu 888. Vừa đến phòng đặt trước, bên trong đã ồn ào không thôi. Năm nay có vẻ mọi người đều đi đủ, đã mấy năm không gặp rồi. Mọi người cạn ly. Lý Văn Đảo đứng lên, tay cầm cốc rượu hào phóng nói hôm nay mọi người ăn uống thoải mái đi bữa nay tôi mời đừng giúp tôi tiết kiệm tiền tiền chính là để tiêu ha 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 một người nữ lên tiếng cảm kích đào tổng hào phóng cảm ơn đào tổng mấy người khác cũng phụ họa vào vẫn là bạn vẫn đào của tôi đỉnh tôi coi thường cậu ấy rồi những câu chuyện cười đùa vui vẻ khách sáo vẫn không ngừng vang lên đừng khách sáo tí nữa lúc nhược vũ tới thì giúp tôi nói mấy câu lời hay ý đẹp là được a à, hóa ra lý tổng vẫn đang đợi ư Lý tổng yên tâm, cậu và Tiêu Nhược Vũ đó là môn đang hộ đối, lang tài nữ mạo, các anh em nhất định sẽ giúp cậu có được cậu ấy. Trần Viễn nãy giờ vẫn ngồi trong đám người này, cậu chưa từng lên tiếng, xem bản thân như không khí đến hết cỡ. Giờ phút này cũng không nhìn nổi nữa mà phỉ nhổ trong lòng, tên này đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội làm màu nào. Ngay lúc này, cửa phòng lại lần nữa được mở ra, một cô gái dung mạo hài hòa, sắc sảo bước vào. Theo sau còn có một cô gái trông có chút quen mắt. Tiêu Nhược Vũ vừa bước vào vừa lên tiếng, "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi." Cô vuốt tóc mái sang một bên, giọng nói ôn nhuận như nước lần nữa được cất lên, "Hôm nay tài xế trong nhà xin nghỉ, nên tôi gọi xe tới nên mới muộn một chút." Trần Viễn vẫn luôn nhìn người con gái này từ lúc cô vừa bước vào cửa, nhìn đến quên cả uống nước. Hồi ức xưa cũ như nước tràn về, Tiêu Nhược Vũ, bạch nguyệt quang duy nhất chiếu sáng cuộc đời mình hồi cấp 3 năm 3. Cô ấy bí ẩn và cao quý, giống như một phương trình không thể giải được, khiến tất cả nam sinh trong trường đều mất đi lý trí. Tên nhóc thối, tránh xa nữ thần của tôi xa chút, mại cậu mới nên cút xa ra cho tôi. Trần Viễn nghĩ rồi cười một cái, tiến lên phía trước, bạn tiêu, đã lâu không gặp có thể át quy chất tiện liên lạc không. Lý Văn Đào ở xa hắc tuyến đầy đầu nhìn chăm chăm Trần Viễn, gã chỉ thể trong đầu, đúng là keo ra chói tí nữa tao sẽ khiến mày biến thành chó chết. Tiêu nhược vũ trong mắt người khác như đóa hoa tuyết liên khó gần, xa cách như ngược lại, tính cách cô hoàn toàn dịu dàng. Cô đáp lời, a, à, được thôi, không vấn đề. Trong đầu không nhịn được suy nghĩ, người này là ai? Cảm giác như chưa từng gặp qua. Quan hệ sim chúa trói buộc thành công. Đối tượng trói buộc. Tiêu nhược vũ giá trị nhan sắc, 9,2 điểm độ hảo cảm hiện tại. Không. Phân công thành công thưởng điểm thuộc tính, 35 điểm thưởng kỹ năng. Tinh thông bốn ngôn ngữ Anh Pháp Nga Hàn. Mấy người trong bàn đều cảm thấy chấn động. Dường như ai nấy đều kinh ngạc, trong ấn tượng Trần Viễn Đâu có dũng mãnh như thế. Bây giờ trở nên đỉnh vậy sao? Liêu Gai bên cạnh cười khẩy. Lời nói ra có 9% chọc, đỉnh. Làm chân chạy vặt cho phú nhị đại thôi. Cô kích động đứng lên chỉ thăng về phía Trần Viễn quát lớn. Trần Viễn cậu tưởng tôi không biết gì sao. Cậu làm chân chạy vặt của mấy tên phú nhị đại. Còn lăn lộn cùng Lưu Văn Chiết. Mấy phú nhị đại đó đều là cha nam nổi tiếng. Cậu không biết bọn họ đã lừa bao nhiêu cô gái vô tội đâu. Một bạn học khác lên tiếng phản bác, Liêu Gai cậu 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 nói lung tung. Rõ ràng. Liêu Gai không cho người kia cơ hội nói hết, cô lớn giọng cắt ngang tôi nói lung tung gì chứ lưu văn chiết chơi đùa tình cảm của tôi rồi chia tay sau khi chia tay còn cưỡi lửa tìm ngựa nói đến đây đột nhiên cô lấy khăn tay ra rồi khóc đến thương tâm thút thít kể khổ bây giờ tôi còn mang thai rồi đúng là mất mặt trần viễn muốn quy chat của bạn học tiêu sẽ không phải là muốn chuyển tay bán phương thức liên hệ đấy chứ một bạn nữ khác tiến đến chỗ lưu Gia an ủi quá kinh tởm rồi ăn cùng bàn loại người này làm tôi cũng mất ngon đừng khóc nữa vì cha nam đó thì không đáng Tiêu Nhược Vũ không biết ngọn ngành mọi chuyện, duy chỉ nghe lời Liêu Giai nói đã nghĩ toàn bộ là thật. Cô nhìn Trần Viễn với vẻ mặt thất vọng, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ là âm 5. Độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ là âm 5. Độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ là âm 10. Lý Văn Đào sợ chỗ này còn chưa đủ loạn, hắn cười khoái trá đứng lên nói lớn, ra vẻ bản thân đại phát từ bi, Trần Viễn nếu cậu thiếu tiền thì theo tôi đi. Tôi giới thiệu cho cậu một công việc, tôi cũng là phú nhị đại đó. Cậu làm chân chạy vặt cho họ thì không bằng làm việc cho tôi, ít nhất tiền của tôi sạch sẽ, sẽ ha ha ha. Trần Viễn hết nhịn lại nhịn không muốn chấp nhất với con gái, nhưng lần này quả thực đã ép đến cậu phát điên, liêu dai ăn cướp còn la làng. Lý Vân Đào thì trợ giúp, xem ra hai người đã bàn bạn trước rồi. Nếu đổi lại là người khác thì hết đường chối cãi rồi. Xung quanh Trần Viễn tỏa ra khí đen dày đặc cho thấy cậu đang rất bực bội. Lần này là tự các người đưa mặt cho tôi dẫm đấy. Sau đó cậu lấy ra chiếc điện thoại của mình ra nhắn cho Trương Hạo Thiên một tin, tiểu Trương, lái chiếc Ferrari của tôi tới cửa quán cửu châu sau khi tất cả chè chén say xưa thì cũng đến lúc tàn cuộc mọi người cùng nhau đi xuống sảnh trên đường đi luôn miệng tán gẫu với nhau không hổ là bốn sao ăn ngon thật cảm ơn lý thiếu hôm nay đã mời ai nói không phải chứ quả nhiên tiền có thể nuôi người văn đào bây giờ thật khí phái ai tí nữa chúng ta đi đâu đây ai nấy đều cảm thấy vui vẻ lý văn đào cũng nở mày nở mặt gã để ý văn chiết cùng trần viễn đi phía sau mà âm thầm đắc ý thằng nhóc này và lưu văn chiết có lẽ mất mặt rồi đêm nay mình thắng rồi gã quay sang nháy mắt đưa tình với tiêu nhược vũ đưa tay ra ngụ ý muốn nắm tay cô nhược vũ cần tôi chở cậu về nhà không tối nay tôi chính là tài xế riêng của cậu tôi vĩnh viễn sẽ không nghỉ phép nhược vũ âm thầm lùi về phía sau từ chối à tôi cảm thấy không cần đâu đột nhiên một lễ tân đi đến chỗ bọn họ cậu ta lên tiếng lý tiên sinh tôi đang tìm anh đây anh có thể rời xe được không lý văn đào tức giận vì bị cắt ngang rời xe chi tiêu ở khách sạn của các cậu mà không thể đỗ xe sao? Thật là vô lý. Lễ Tân cũng không muốn phật lòng khách. Anh ta tận tình giải thích là như vậy Lý Tiên Sinh. Chỗ đậu xe của chúng tôi chỉ mở cửa cho khách VIP sau 9 giờ. Có khách VIP muốn đỗ xe bây giờ nên phiền anh di chuyển xe. Lý Văn Đào cũng không phải người muốn gây sự vô cớ. Sau một hồi thì gã cũng chấp nhận. Đi ra phía bên ngoài, VIP. Mình muốn xem VIP đến mức nào. Lý Văn Đào ra đến bên ngoài. Đi đến nơi đỗ xe của mình quan sát em là ai mà dám bảo gã rời xe, mình muốn xem xem ai có lai lịch lớn vậy. Lúc này, tiếng động cơ ngày càng gần. Đó là một con xe Ferrari đỏ rực lửa sang trọng đang dừng trước mặt hắn. Lý Văn Đào không nhịn được chửi thề một tiếng, đây là Ferrari Lafa, hơn 2.000 vạn A. À. Mình chỉ thấy nó ở triển lãm ô tô thôi. Sau đó, từ trên xe, Trương Hạo Thiên bước xuống. Một bộ dáng con nhà giàu chính hiệu là anh ta Trương Hạo Thiên của tập đoàn Trương Thị. Chẳng trách lại lịch lớn vậy. Nghe nói người này ở trong vòng phú nhị đại hàn thành, nổi tiếng không dễ chọc. May mà mình chưa xung đột với anh ta, Lý Văn Đào thầm cảm ơn tổ tiên nhà mình. Không ngờ, Trần Viễn đi ngang qua bọn họ, đi đến chỗ Trương Hạo Thiên. Hạo Thiên lại niềm nở kính cẩn đưa hai tay bắt tay với cậu ta. Lý Văn Đào đầu đầy chấm hỏi, "Trần Viễn, chuyện gì vậy?" Sau đó, chỉ thấy Trần Viễn tự nhiên mà khoác vai Hạo Thiên nói chuyện, "Phiền anh rồi Trương tổng, đi xa vậy để đưa xe cho tôi." "Ai?" "Phiền gì chứ?" Trương Hạo Thiên khách khí đáp, đều là anh em cả. Có thể đưa xe cho Yên Tổng là vinh hạnh của tôi. Lý Văn Đào vẫn còn đang ngơ ngơ không biết chuyện gì. Nghe cuộc trò chuyện của hai người xong thì triệt để đứng tim. Mắt trợn trắng tiếp nhận thông tin. Xe này là của Trần Viên. Trương Hạo Thiên vậy mà khách sáo như vậy với Trần Viễn ư. Vậy Trần Viễn cậu ta. Cậu ta. Cậu ta. Lời không cần gã nói ra hết. Những người khác đã nói giúp gã. Cậu ta giàu vậy sao? Cậu ta không phải là chân chạy vặt ư. Chắc cậu chưa tỉnh ngủ nhỉ. Ferrari của Trần Viễn đủ để mua mấy chục xe của Lý Vân Đào rồi. Lại nghe giọng của Trần Viễn vang lên, "Nào Trương tổng, giới thiệu cho anh bạn học của tôi, cậu ta cũng là phú nhị đại." Đột nhiên, giờ phút này, ánh mắt của đám bạn học đều nhìn về phía Lưu Gai, người đầu sỏ gây ra hiểu nhầm về Trần Viễn ngày hôm nay. Lưu Gai, trước đó cậu nói lời gì thế? Thân phận này của Trần Viễn mà cũng cần làm chân chạy vật ư? Tôi, tôi. Tiêu Nhược Vũ giờ mới ngộ ra chân lý, xem ra Lý Vân Đào và Lưu Gai đang vu khống Trần Viễn. Cô lại ngước nhìn đến Trần Viễn cùng hai người kia đang nói chuyện, đầu nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ, nhưng rõ ràng thân phận của cậu ta phi phàm lại không hề giải thích cho bản thân, người này đúng là thú vị. Chỉ một lời nói liền hóa giải khuất mắt, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 5, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 5, độ hảo cảm hiện tại là 10. Trần Viễn thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy thì cười cười, đi lại phía Tiêu Nhược Vũ đưa tay ra, lịch sự hỏi, "Bạn Tiêu, tôi có thể có vinh hạnh đưa cậu về nhà không?" Nhược Vũ cũng có hứng thú nên không từ chối được thôi chiếc xe Ferrari đỏ rực lửa nhanh chóng khởi động ầm ầm rồi bỏ đi một đám người ở đây vẫn không ngừng cảm thán Trần Viễn có thực lực vậy sao Wow, đẹp trai quá a ngưỡng mộ chết mất Lưu Văn Chi thấy bạn mình oách như vậy thì cũng thơm lây cậu lên tiếng châm chọc Trương Tổng cậu nói người với người khác biệt có lúc khoảng cách giữa người với chó còn lớn hơn thành phố về đêm đèn neon vàng rực thắp sáng mọi ngóc ngách xe cộ cũng chạy đi chạy lại không nghỉ trong đó cũng có Ferrari đỏ băng băng trên đường Tiêu Nhược Vũ vào trong xe được một lúc rồi mới nhận ra mình có hơi thất thố, hình như mình có chút xúc động rồi. Mình và Trần Viễn không hề thân thiết, lại tùy tiện lên xe của cậu ấy. Nhờ đột nhiên suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói của người bên cạnh, tôi đã chú ý rất lâu rồi. Bạn Tiêu, mặt dây chuyển trên túi của cậu có lẽ là đi cao ta man nhỉ. Trần Viễn nào biết đụng chúng đi cao ta man như là đụng chúng dây thần kinh giao tiếp của Nhược Vũ. Cô nàng lập tức trả lời, a, đúng vậy, cậu biết cái này. Trần Viễn nghĩ có lẽ mình tìm được chủ đề bắt chuyện rồi, nên vui vẻ mà tiếp lời vì tôi cũng thích xem otaman đặc biệt là Dika. tôi thấy trạng thái biến hình của anh ấy rất đẹp trai nhược vũ khó khăn lắm mới tìm được bạn cùng sở thích cô phá lệ nói nhiều một chút đúng 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 tôi cũng vậy tôi đã xem từ nhỏ rồi đáng tiếc những cô gái bên cạnh tôi đều không thích xem cái này nói liên miên một lúc giờ nhược vũ mới nhận ra mình quá kích động rồi nói nhiều như vậy cô len lén nhìn sang trần viễn phát hiện cậu cũng nhìn mình thì ngại đến đỏ mặt giả vờ phòng má giận dỗi quay sang chỗ khác sau đó lại phì cười e thẹn. Một loạt hành động đáng yêu này đều được Trần Viễn ghi vào mắt. Cậu lâu rồi mới thấy thoải mái như vậy, không ngờ Tiêu Nhược Vũ lại có một mặt hoạt bát như vậy. Bộ dáng lãnh đạm bình thường là trạng thái bảo vệ của cô ấy sao? Trần Viễn nhịn không được lại nghĩ nghĩ, thấy bộ dáng vui vẻ của cô ấy, thật khiến người khác không nhịn được mà đi bảo vệ thứ tốt đẹp này. Lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác yêu đương. Hai người trên đường về đều vui vẻ cười nói, chẳng mấy chốc đã đến nhà của Nhược Vũ. Trần Viễn dừng xe lại, cũng xuống xe tạm biệt người ta, tối nay gặp được ban tiêu khác với bình thường. Tôi rất vui. Nhược Vũ thấy người ta pâu dáng của Tam An thì cô cũng trẻ con mà đáp lại, gọi tôi là Nhược Vũ là được. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Hai tên trẻ con này làm xong thì cũng tự mình ngại ngùng rồi phì cười, ha ha ha. Sau cùng, thì Trần Viễn cũng tạm biệt rồi quay người trở về. Tiêu Nhược Vũ nhìn theo bóng lưng của cậu thầm nghĩ, Trần Viễn này có chút thú vị. Vậy mà không thấy mình trẻ con, khác với mấy người đàn ông tỏ ra trưởng thành nhưng dầu mỡ đó. Tiêu Nhược Vũ trở vào trong nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mẹ vang lên trách mắng, không phải đã nói với con mấy ngày nay không được đi lung tung sao? Sao muộn vậy mới về? Nhược Vũ cũng không biết đáp thế nào, ấp úng nói, "Mẹ, con." Mẹ cô tiến lại gần, sau đó lại vào chuyện chính mà hỏi, "Lần trước đối tượng xem mắt đã nói qua với con, con thấy thế nào?" Thấy con gái không trả lời, Ba lần nữa lấy con át chủ bài ra mà bán thảm, con cũng biết rằng công ty của bố con gần đây đang rất tệ. Khoản đầu tư của Hàn gia lần này là rất quan trọng bọn ta cũng hết cách rồi. nhiều vũ nãy giờ vẫn im lặng nhưng cô không kiềm chế được nữa mà phản bác nhưng mà mẹ hôn nhân của con hạnh phúc của con không quan trọng sao dựa vào đâu con phải cho cái tên hoa hoa công tử của hàn gia đó mẹ cô cũng không phải dễ ăn nói bà lớn tiếng quát dựa vào đâu dựa vào bọn ta tiêu tiền nuôi con lớn công con ăn đồ con mặc thứ con chơi đều là dựa vào bọn ta đứng giữa sảnh nhà bà không ngần ngại nói to nếu công ty của cha con sụp đổ thì nhà chúng ta cũng to luôn sau một chàng lớn tiếng mắng chửi bà cảm thấy có hơi ác độc nên vội vàng nắm lấy tay nhược vũ mà van xin hàn tiểu cương của hàn gia quả thực chẳng ra làm sao nhưng thế lực hơn người lại nói kết hôn xong đàn ông sẽ thu tâm hơn chẳng lẽ con muốn mẹ quỳ xuống cầu xin con ư tiêu nhược vũ vẫn luôn cúi đầu từ nãy đến giờ nơi nào đó chẳng ai hay một giọt nước mắt tuổi thân của cô đã rơi xuống trần viễn vừa về đến nhà mở điện thoại ra xem thì thấy group chat hoàng đồ bá nghiệp đang bàn luận cái gì đó vô cùng sôi nổi có người gửi hình đồng hồ và khoe, có đồng hồ mới rồi. Người khác lại gửi, đây là streamer mới sao, hình như khá xinh, chuẩn bị lên thôi. Sau đó là một người khác nữa tác cả nhóm vào rồi thông báo, ăn dưa ăn dưa, có drama, tăng tất cả. Trần Viễn đang gặm bánh cũng dừng động tác, drama, Trương Hạo Thiên làm trò gì vậy? Nhấp vào link Hạo Thiên gửi, một trang báo hiện ra, tiêu đề là, ra mắt hay là đính hôn, mạnh mạnh liên hợp hay là cưỡng ép nghi ngờ chuỗi vốn của tập đoàn tiêu thị bị đứt thiên kim tiêu nhược vũ sắp phải kết hôn với thiếu gia tập đoàn hàn thị miếng bánh tội nghiệp trên miệng trần viễn rơi xuống vì chủ nhân của nó đang sốc đến đứng hình luôn rồi hít drama mà hít cả vào mình rồi tiêu nhược vũ sắp xem mắt trần viễn nhớ đến khoảnh khắc ban nãy hai người không ngần ngại cùng nhau làm trò nữ thần của hắn hóa ra lại trẻ con như thế hắn muốn yêu đương với cô giờ lại chuyện gì thế này trần viễn siết chặt nắm tay hắn từng bước hữu lực bước trở ra ngoài trong lòng quyết tâm không lần này mình sẽ không sợ hãi nữa anh không muốn làm người qua đường trong cuộc đời em nữa nào ngờ bên ngoài có người đang đợi cậu một bà gì nhìn chằm chằm trần viễn đang bước đi quay sang hỏi người bên cạnh người đó là trần viễn ư người kia nói không sai chính là cậu tại tên đầu đường xó chợ mặc quần phòng tay ngắn như trong video xác nhận đúng người bà ta tiến lên chặn ngang con đường đi cứu tiểu kiều thê của cậu xin chào trần viễn tôi tên là thẩm thục nghi có hứng thú làm người nổi tiếng trên mạng không bà ta đưa ra một cái danh thiếp của mình, công ty truyền thông Trúc Mộng. Thẩm Thục Nghi. Trần Viễn liếc mắt một cái rồi bỏ đi, xin lỗi, không có hứng thú. Thẩm Thục Nghi mặt mày u ám. Nhíu mi, từ chối dứt khoát vậy sao? Chẳng lẽ ký công ty rồi? Vậy đổi cách khác. Bà ta vẫn tiếp tục đuổi theo sau Trần Viễn Luyên Thuyên nói, bạn học. Cậu đợi đã. Công ty chúng tôi là một công ty MCN chính quy. Thực lực hùng hậu và sẽ trả cho cậu mức lương hậu hĩnh. Sau đó, bà ta còn bạo gan hơn, bước nhanh về phía trước chặn đường Trần Viễn. Điều quan trọng hơn là công ty chúng tôi có thần hào yên tổng chống lưng cho chúng tôi. Cậu biết yên tổng chứ? Thổ hào vô địch của nền tảng cá mập. Bà ta nở nụ cười mười phần nhìn y chang mấy tú bà. Buông lời đe dọa, nếu cậu không ký với bọn tôi, cẩn thận bị yên tổng phong sát đó. Trần Viễn đã gấp đến độ muốn bốc khói rồi, giờ còn bị người này năm lần bảy lượt ngăn cản. Cậu trừng mắt chửi thề trong lòng, sao phiền thế? Còn mẹ nó yên tổng, tôi mẹ nó chính là yên tổng đây đừng trì hoãn chính sự của lão tử nữa thẩm thục nghi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ bà ta đưa mặt lại gần trần viễn rồi nhỏ nhẹ hỏi thế nào bà cô này tưởng mình không làm gì được cô ta sao nghĩ là làm cậu lại lấy chiếc điện thoại thần thánh ra nhắn tin nhiều vả chỉ còn cách này mình không thể thì không có nghĩa người khác không thể group chat hoàng đồ bá nghiệp các anh em giúp với có người biết truyền thông trúc mộng không có người tên là thẩm thục nghi cứ quấy giày tôi còn lấy tên tôi đi rêu rao lừa gạt có thể giúp tôi giải quyết không những người khác như đang online chờ đợi cậu nhắn vậy. Rất nhanh đã có 3,4 người trả lời, tôi tra xem. Yên Tổng giao cho tôi. Anh đợi chút Yên Tổng. Vài phút thôi tôi sẽ xóa tên nữ nhân đó và công ty đó ở Hàn Thành. Ấy, Yên Tổng, Yên Tổng, có phải có hiểu nhầm gì không? Nhắn xong cho đồng bọn, Trần Viễn buông điện thoại xuống chờ cái kết. Thẩm Thục Nghi vẫn còn ngây thơ ve vãn, thế nào? Còn chưa nghĩ xong sao? Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, hử, ừ. sao ông chủ lại gọi? bà ta vừa bắt máy đã có một âm thanh không thân thiện quát lớn người phụ nữ điện này cô mau về cho tôi nếu cô thật sự không muốn làm nữa thì đừng làm ngu ngốc thẩm thục nghi vội vàng muốn giải thích ông ông chủ tôi tôi không có trần viễn rốt cuộc cũng thoát khỏi ngục tù cậu ta vội vã bước đi tập đoàn hàn thị đúng không dám cướp phụ nữ với tôi tôi cho các người chút sắc mặt xem xem người nhà họ tiêu cùng đi với nhau đến gặp hàn gia bàn chuyện làm ăn trên đường đi mẹ của nhược vũ không ngừng nhắc nhở con gái nhược vũ à lần này chỉ là đến xem mắt đứa trẻ của Hàn Gia mà thôi. Đừng dâu dĩ không vui nữa. Chuỗi vốn của tập đoàn viễn hàng của nhà chúng ta đã bị phá vỡ. Tóc của cha con đã bạc trắng khi ông ấy đi khắp nơi để cầu người rồi. Lần này bác Hàn con nguyện ý đưa tiền giúp chúng ta. Yêu cầu cũng không quá đáng. Chúng ta chỉ cần coi là kết bạn. Hơn nữa đứa trẻ Hàn Tiểu Cương này trông cũng khá thành thực. Có thể tiếp xúc thử. Bàn tay đang nắm chặt của Nhược Vũ bị điện thoại làm cho rung lên một cái. Cô chậm chậm mở điện thoại ra nhìn là tin nhắn của Trần Viễn đến từ WeChat, Nhược Vũ, cậu ở đâu thế? Cô vội vàng nhắn lại, trên đường đến khách sạn Đế Hào, trong nhà sắp xếp chút chuyện. Trần Viễn rất nhanh đã trả lời, được rồi, lúc sau nói cho tôi vị trí cụ thể, đợi tôi nhé. Nhìn điện thoại một lúc lâu, Tiêu Nhược Vũ mới chậm chậm nhận ra, Trần Viễn, chẳng lẽ cậu ấy biết mình đi xem mắt. Cô không thể không nhớ đến người con trai ngày hôm ấy, ánh mắt cậu ta dịu dàng nhìn cô, còn cùng cô làm trò, nếu phải ở bên một người nào đó so với Hàn Tiểu Cương ghê tởm đó thì Trần Viễn hình như càng. Suy nghĩ vốn đang bay lượn của cô bị giọng của ba cắt đứt. Ông ấy lên tiếng, "Nhược Vũ à, cha chưa từng cầu xin con điều gì, nhưng cha chỉ xin con lúc gặp chuyện thì bình tĩnh chút, coi như con giúp cha được không?" Nhược Vũ nhìn đến đấng sinh thành của mình đang này nỉ, đành lòng không chịu nổi, chỉ có thể cắn răng đáp ứng, "Con biết rồi, cha." Chiếc xe lao băng băng trên đường, một chút đã đến điểm hẹn khách sạn Đế Hào. Xe dừng trước cửa. Một người xem như là quản lý dẫn cả nhà họ tiêu vào bên trong. Xin chào tiêu tổng. Hàn tổng đang ở phòng hội nghị 305 để đợi ngài. Mời đi theo tôi. Ba tiêu khách sáo nói. Làm phiền rồi. Cả ba đi theo sau người quản lý kia. Chẳng ai trong họ biết tên quản lý bề ngoài lịch sự này. Bên trong suy nghĩ lại có bao nhiêu gây tổng. Nghe nói thiên kim tiêu ra trời xinh đẹp đẽ. Chăm nghe không bằng một thấy. Đúng là không phí công. Đáng tiếc rất nhanh sắp biến thành miếng thịt trong miệng của Hàn thiếu bọn mình rồi hê hey hê. Hey. Tiêu Nhược Vũ đi sau lưng mọi người. Bây giờ cô mới để ý đến cặp táp ba mình cầm theo trên tay, không phải xem mắt sao? Tại sao cha lại mang nhiều văn kiện tới vậy? Đi hết một dãy hành lang đã đến nơi hẹn. Quản lý nhã nhận mở cửa mời ba người vào trong, Tiêu tổng, mời vào trong. Vừa bước vào, ông chủ Hàn gia đã đứng lên nghênh đón, Tiêu tổng tới rồi. Tiểu Cương, tới rót trà cho chú của con. Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Tiêu Nhược Vũ nhìn đến đóng giấy tờ trên bàn kia, có hơi thất thần bây giờ mới lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó đây tuyệt đối không phải là xem mắt cô lại nhìn đến bóng lưng người cha của mình cha rốt cuộc đang muốn làm gì vậy trong hiểu biết của tiêu nhược vũ về hàn thị thì tập đoàn hàn thị một trong những tập đoàn lớn nhất ở hàn thành nhiều hoạt động kinh doanh thậm chí liên quan đến nhiều ngành công nghiệp xám người đứng đầu hàn tam thủy lại càng nổi tiếng là lão hồ ly gian xảo không lợi không làm miên man trong suy nghĩ của mình thì nhược vũ bị hàn lão ra bắt chuyện Nhược Vũ đúng là trưởng thành rồi, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều rồi. Nhược Vũ vui vẻ cười khách sáo với ông, chú quá khen rồi. Hai tay giấu phía sau âm thầm nhắn địa chỉ qua cho Trần Viễn, tôi đang ở phòng hội nghị 305. Tiểu Cương thấy mỹ nữ thì nhịn không nổi nữa, nước miếng cũng sắp chảy đến nơi, chạy lại nắm lấy tay Tiêu Nhược Vũ mà cười, hê hey hê. Hey, Nhược Vũ em cũng tới à? Từ sau khi gặp em ở quán rượu lần trước, anh đã ăn không ngon, ngủ không yên, nằm mơ cũng thấy em. Rồi hắn lại nói tiếp, Lời này nghe như là đang thị uy với cô, em yên tâm, lần này cha anh nhất định sẽ giúp nhà em qua cửa ải này." Tiêu Nhược Vũ cũng không phải điếc, có thể nghe ra được ý tứ trong câu nói của hắn. Cô vội vàng rút tay lại, cười cứng đờ nói, "À, cảm ơn." Tiểu Cương mặt dày, bị từ chối cũng chẳng để ý, hắn đem tay đặt sau eo của Nhược Vũ, giả vờ nhã nhặn, "Nhược Vũ em khách sáo với anh làm gì? Dù sao chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi." Lời này hắn vừa nói vừa cho đôi tay hư của mình đi du lịch không đúng chỗ động tác này trực tiếp làm cho tiêu nhược vũ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề cô hất mạnh tay hắn ra lớn tiếng mắng anh tôn trọng tôi chút đi ai là người một nhà với anh lấy tay của anh ra còn chưa đợi tiểu cương lên tiếng ba tiêu đã sớm một bước tiến lên nói lớn trách mắng nhược vũ nhược vũ sao nói chuyện với tiểu cương như vậy thật bất lịch sự tiêu nhược vũ bị ức hiếp đã đành còn bị mắng oan ức cô khóc không ra nước mắt chỉ có thể uất hận lắp bắp vài chữ cha con Ba Tiêu mắng xong con gái thì quay ra nịnh nọt Hàn lão gia. Ông ta dùng ánh mắt ái náy nói, "Hàn tổng, con gái tôi không hiểu chuyện. Anh đừng tính toán với con bé. Tôi thấy Tiểu Cương và con gái tôi rất xứng đôi ha ha ha." Hàn lão gia đó cũng thật khách sáo. Ông ta cũng cười cười đáp lại, "Ha ha ha. Nếu đã như vậy thì mọi người đều ngồi đi. Tiêu tổng cũng xem hợp đồng đi." Sau một hồi sóng gió gia tộc, mọi người rốt cuộc cũng ngồi vào bàn đàng hoàng. Quản lý đứng giữa như chủ phiên tòa mà lên tiếng giải thích mọi thứ. Đây là hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần, Tôi sẽ giới thiệu chi tiết các điều khoản bổ sung trong đó cho Tiêu tổng. Theo thỏa thuận, Hàn gia cung cấp 100 triệu cho tập đoàn Viễn Hàng của Tiêu gia để mua 20% cổ phần với điều kiện Tiêu Nhược Vũ phải kết hôn với Hàn Tiểu Cương. 100 triệu nhân dân tệ sẽ được chuyển vào tài khoản công khai của tập đoàn Viễn Hàng theo đợt. Hắn ta đọc đến đây thì bắt đầu thả chậm từng chữ từng chữ, mà đồng thời từng chữ này cũng đánh cho Tiêu Nhược Vũ một đòn nặng nề, cho đến khi con gái của Tiêu tổng cũng có nghĩa là Tiêu Nhược Vũ sinh một đứa cháu cho Hàn gia thì sẽ chuyển số tiền cuối cùng. Tiêu Nhược Vũ không ngồi yên được nữa cô dứt khoát đứng lên giật lấy tờ hợp đồng run run xem rồi nước nở hôn lễ cái gì sinh con không thể nào cô nước mắt lã chã rơi từng giọt đều đẹp đến hoa lê đáy vũ quay sang nhìn cha mình cha cha lừa con đến nơi này là vì cái này sao cha đang bán con gái đó mẹ tiêu lúc này cũng lên tiếng khuyên con gái nhược vũ con bình tĩnh chút mẹ con không muốn bình tĩnh ánh mắt cô dại đi tầm mắt tối sầm con không hiểu các người kinh doanh thất bại dựa vào đâu mà đạp lên cuộc đời của con? Chẳng lẽ cha mẹ không biết Hàn Tiêu Cương đó ăn uống cờ bạc làm đủ thứ độc hại sao? Con chết cũng không muốn gả cho hắn. Tức giận vùng lên vì hạnh phúc của bản thân, những tưởng được sự thương cảm của ba mẹ ruột. Nhưng không. Ba Tiêu lại đứng lên. Người ba ruột yêu thương cô, giờ đây lại cho cô một bà tai. Vừa đau thể xác lẫn tinh thần cũng vỡ nát. Ba Tiêu không hiểu sao con gái lại không hiểu chuyện như vậy. Ông ta lửa giận phùng phùng mắng, cha đã chiều con quá rồi lúc tiêu ra gặp khó khăn con lại chỉ nghĩ cho bản thân sao cha lại dạy ra được một đứa nghịch trướng như con chứ tiêu nhược vũ vẫn còn tan nát trong cái tát của ba tiêu lúc nãy giờ đây cô bất động cũng chẳng muốn động nữa con con chỉ nghĩ cho bản thân con mẹ tiêu đi đến an ủi cho đứa con gái duy nhất của mình bà mong cô hiểu cho họ nhược vũ ép con phải hiểu cho cha con ông ấy làm vậy cũng vì nhà chúng ta thôi từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện đúng không nếu tập đoàn viễn hàng sụp đổ thì chúng ta cũng sụp đổ Tiêu Nhược Vũ càng ngày càng cảm thấy nực cười. Rốt cuộc thì họ thật sự vẫn muốn bán cô cho Hàn Gia, mẹ. Sao ngay cả mẹ cũng như thế? Viễn Hàng sụp đổ thì chúng ta có thể cố gắng cùng vực nó dậy. Có con có mẹ, có cha cả nhà chúng ta vẫn đang ở đây. Viễn Hàng sẽ không. Lời đến bên miệng, Nhược Vũ còn chưa có cơ hội nói tiếp, mẹ cô đã đột ngột quỳ xuống. Bà ấy nắm lấy tay cô, như van xin nài nỉ, Nhược Vũ, mẹ xin con, con thương mẹ được không? Hành động này của mẹ Tiêu không chỉ làm Nhược Vũ sợ hãi mà mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Nhiều vũ nước mắt như chân trâu lại rơi xuống. Cô vội vã muốn kéo mẹ đứng lên. Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Mẹ mau đứng lên đi. Mẹ tiêu không đồng ý. Bà tiếp tục quỳ. Mẹ cũng hết cách rồi. Chúng ta đã không còn con đường nào để đi. Con không đồng ý kết hôn thì mẹ sẽ không đứng dậy. Nhiều vũ sớm đã run run giọng Cô chỉ có thể nhìn hai đấng sinh thành của mình. Cha mẹ! Cha mẹ! Con! Tiểu cương quả nhiên là kẻ biết tận dụng thời cơ, Hắn ta chọn ngay lúc này để nói lời đường mật trước mọi người. "Còn dụ dỗ Nhược Vũ, Nhược Vũ. Anh thật sự thích em, chỉ cần em gả cho anh thì em có muốn sao trên trời anh cũng sẽ lấy cho em. Em xem bác gái đã như vậy rồi, em đồng ý đi." Tiêu Nhược Vũ đứng trước vòng xoay số phận, chọn cũng không được, khâu chọn cũng không xong. Cô tự hỏi, đây là số mệnh của mình sao? Sinh ra ở gia đình như vậy, cần trả ra một cái giá tương ứng, làm một con chim hoàng yến xinh đẹp mãi mãi bị xiềng xích. Cuối cùng, không thể khâu chấp nhận cô cúi đầu thấp giọng con đồng ý mẹ đứng dậy đi cha mẹ nói gì thì là cái ấy hai vợ chồng tiêu ra giờ mới thở phào một hơi nặn ra nụ cười vui vẻ đây mới là con gái ngoan của mẹ con gái ngoan ba tiêu cũng nhẹ giọng dịu dàng nhiều vũ à ba nãy cha tức giận nên mới nói vậy con đừng để trong lòng chúng ta cũng là lần đầu làm cha mẹ có lúc sẽ có chỗ không chú đáo hàn lão ra xem một nhà ba người diễn cũng mệt rồi lão ta vừa lấy điếu xì gà ra vừa lên tiếng nếu lệnh thiên kim không có dị nghị vậy chúng ta tiếp tục ký hợp đồng thôi tiêu tổng ba tiêu mơ còn không được ông ta nhanh tay nhanh chân lấy tài liệu trong cặp ra đúng 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 hợp đồng quan trọng hàn tổng nói đúng hàn lão ra ngậm xì gà trong miệng nói nói ký hợp đồng sớm thì tiểu cương và nhược vũ cũng kết hôn sớm để tài chính của tiêu gia cũng có thể đến được tiểu cương bên này sớm đã chảy nước miếng ánh mắt cháy bỏng mà nhìn nhược vũ trước mắt trong đầu hắn toàn là những thứ dơ bẩn khó coi coi thường mình còn không phải làm vợ mình sao người phụ nữ cao quý băng lãnh như vậy lên giường sẽ he he mọi người đã chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị ký tên thì ngay lúc này cánh cửa phòng hội nghị đột ngột bị đạp bể người tiến vào chính là nam chính của chúng ta con chó nào đào góc tường của lão tử cút ra đây một màn này làm tất cả mọi người đều bị dọa nhìn về phía trần viễn trần viễn xông vào không báo trước còn dùng khí thế hơn người mà nói đào góc tường của tao ăn gan hùng mật gấu rồi hả là ai cút ra đây Tiêu Nhược Vũ thấy người thật sự đến, đôi mắt ánh lên ánh sáng, mong chờ mà nhìn đến Trần Viễn, là Trần Viễn, cậu ấy thật sự tới rồi. Tiểu Cương tức giận vì bị giật mất mặt mũi, hắn tiến lên muốn đấm Trần Viễn, chó điên từ đâu chạy tới sủa loạn, chán sống à? Nhưng vẫn là chưa đụng được sợi tóc của người ta nữa đã bị đánh cho một cái rụng mất một cái răng cửa, sau đó còn ngã chỏng vó ra đất, khó coi vô cùng. Trần Viễn phủi phủi tay, nhìn về phía Hàn Gia lên giọng trông như chưa bát giới, còn không cút ra cho ra. Tiểu Cương vì bị đánh đến đau, hắn mất mặt giận dữ gào lên: Mày, mày dám đánh tao, mày, 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 mấy tên lính của hắn cũng bất bình thay, to gan, vậy mà dám đánh hàng công tử, không cần mạng nữa sao? Mày biết người ngồi trên ghế là nhân vật có thân phận thế nào không? Chán sống rồi sao? Trần Viễn nghe xong thì cười khinh bỉ, nhìn cậu giống người sẽ sợ mấy con tôm tép này à? Thân phận không phải là hai lão già, một người đang bán con gái, một người mua con gái sao? Các ngươi động vào ta thử xem? ta sẽ khiến Hàn gia biến mấy khỏi hàn thành. Mấy tên lính cuối cùng cũng chịu không nổi, bọn họ muốn xông lên sống chết với Trần Viễn, nhưng cũng may Hàn lão ra vẫn còn giữ cái đầu lạnh. Quả đúng là người làm ăn. Lão suy tính trong lòng, giao dịch với Tiêu gia lần này rất bí mật, gia tộc khác cũng tưởng là xem mắt, tên nhóc này không chỉ biết rõ như vậy, còn có thể tìm đến đây. Lão ta nhìn chăm chú vào đôi mắt Trần Viễn sau đó chốt một câu không đơn giản. Qua một hồi suy xét, ông ta cũng lên tiếng, không biết cậu là công tử nhà nào. Hàn Mỗ hôm khác đến thăm hỏi. Trần Viễn chẳng khách sáo, cậu thẳng thừng từ chối, không cần, ông không có tư cách này. Tiểu Cương vừa mới cố gắng gượng đứng dậy được, có vẻ lại muốn ăn đòn, tiến lên quát mắng Trần Viễn, khẩu khí lớn thật. Hàn lão quát hắn, im miệng, cha dạy con như nào, làm việc phải suy nghĩ trước sau, xem hắn giở trò gì đã. Trần Viễn thôi không muốn cùng những người này nói chuyện nữa, cậu quay sang, Trấn An Nhược Vũ, Nhược Vũ, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giải quyết khó khăn của nhà cậu. Tiêu Nhược Vũ ngoài mặt giữ bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nở hoa, ừm. Trần Viễn tiến đến bàn, tiện tay cầm một bảng hợp đồng lên xem. Ba Tiêu đứng kế bên nhân mày nói, cậu làm gì thế? Hợp đồng này. Trần Viễn chẳng quan tâm hắn. Cậu quay sang nói với Ba Tiêu, Tiêu tổng đúng là quá coi nhẹ con gái mình rồi. 100 triệu mà đã bán, còn dâng lên 20% cổ phần của công ty mình. Có phải ông già rồi nên lú lẫn không? Nói xong lời này, cậu chẳng để ai kịp lên tiếng, thẳng tay xé nát nó, như vậy đi, tôi trả 500 triệu để mua 60% cổ phần viễn hàng của tiêu gia ông. Con số được đưa ra, cả năm người ở đây ai cũng đều kinh diễm, 500 triệu. Hàn lão hiếm khi có chuyện khiến ông ta nhíu mi, nhìn chằm chằm người trước mắt, vất tay là có thể lấy ra 500 triệu. Ít nhất cũng là tập đoàn thế lực có tài sản hơn tỷ. Hàn Tam Thủy ta đã đọc vô số người, nhưng lại không thấy được đường lối của hắn. Thật kỳ lạ. Ba tiêu thụ sủng nhược kinh. Ông ta suy tính trong đầu, 500 triệu. Con số tiền này mình không những có thể đông sơn tái khởi, còn có thể khai cương thác thổ. Tuy nhiên Trần Viễn lúc này mới đưa ra yêu cầu của bản thân, đương nhiên không thể cho ông 500 triệu không, trừ cổ phần tôi cũng có một yêu cầu. Vừa nói xong, cậu đưa tay chỉ về phía Tiêu Nhược Vũ đang đứng ngốc. Tiêu Nhược Vũ cả kinh, ấn đường bắt đầu tối đi, Trần Viễn muốn dùng 500 triệu mua mình. Tiêu Nhược Vũ suy sụp vô lực ngã xuống đất, cô rõ ràng cho rằng Trần Viễn khác với mọi người nhưng hóa ra cậu ấy và họ giống nhau. Những giọt nước mắt chân châu ấy lại rơi, cô không tin tưởng được ai nữa cả, đều coi mình là hàng hóa có thể tùy ý mua bán. Nhưng đau thương chưa được bao lâu. Lời tiếp theo của Trần Viễn trực tiếp cắt đôi nỗi sầu của Nhược Vũ, điều kiện của tôi là 60% cổ phần đều chuyển hết dưới tên của Tiêu Nhược Vũ. Trần Viễn vui vẻ nói tiếp, chỉ cần cổ phần chuyển xong thì tôi sẽ lập tức trả 500 triệu. Nhược Vũ mới hiểu ra, hóa ra bản thân hiểu nhầm người đó. Giờ đây trong lòng cô như rừng hoa nở. Con chim hoàng yến kiều diễm rốt cuộc cũng tìm được người tốt bụng mà mở khóa cho nó, giúp nó vươn cánh bay ra thế giới bên ngoài. Nhược Vũ không khỏi suy nghĩ, có tồn tại anh hùng, Trần Viễn, cậu ấy chính là anh hùng của mình. Độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 10, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 10, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 10, độ hảo cảm hiện tại 85 điểm. Tên quản lý gương mặt niềm nở đi đến bên bàn, lấy ra bản hợp đồng mới, Trần công tử, đã soạn thảo hợp đồng mới xong rồi, có thể ký tên rồi. Trần Viễn nhẹ nhàng skin ship với Nhược Vũ, làm cho cô đỏ chính cả mặt nhược vũ nào ký hợp đồng này về sau ai cũng không thể điều khiển cuộc đời của cậu nhược vũ kích động trần viễn cậu tôi vừa ký tên xong một thông báo đã hiện lên điện thoại của mẹ tiêu kính gửi quý khách hàng tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được 500 triệu nhân dân tệ thời gian giao dịch mẹ tiêu hớn hở nói lão tiêu tiền tới thật này 500 triệu đó ba tiêu thái độ thay đổi 180. niềm nở khách khí với trần viễn trần trần công tử yêu cầu ngài đưa ra thật sự chỉ có vậy thôi sao? Trần Viễn đáp lời, đương nhiên là như vậy. Ông còn muốn gì nữa? Cậu như nghĩ ra gì đó. Tiến đến gián sát vào mặt ba tiêu đe dọa, hương suy của tiêu gia ông đều trong một ý niệm của tôi. Nếu ông còn cưỡng ép nhược vũ làm chuyện cô ấy không muốn thì sẽ để ông biết cái gì gọi là đau không muốn sống. Ba tiêu bị lời này dọa sợ không dám hò hé. Sau khi thấy ổn thỏa, Trần Viễn quay sang bảo với nhược vũ, nhược vũ, nơi này không còn gì lưu luyến nữa. Chúng ta đi thôi. Hàn lão cũng kính nể vài phần với nhân vật lớn này. Lão ta khách sáo nói, Trần Thiếu Hảo phóng kinh người. Hàn Mỗ không phục, bạn này khuyển tử có chút xung đột với ngài. Tôi xin lỗi thay thằng bé, ngài đừng tính toán với nó. Có thể khâu chớp mắt mà lấy ra 500 triệu, giàu nhất cả nước chẳng qua cũng chỉ có vậy. Thực lực của tiểu tử này hùng hậu, thủ đoạn khó lường, không thể đối địch. Tiểu Cương quả nhiên là một pháo hôi chính hiệu, hắn ta đã xấu lại còn hay tìm đường chết. Lúc nào không lên tiếng lại chọn lúc này, cha, rõ ràng hắn động thủ đánh trước. Hàn lão muốn lấy lòng người ta còn con trai lão thì hết lần này đến lần khác gây sự. Lão tức điên lên, giáng cho nó một bạt tay, nghiệp chướng con câm mùng lại. Gia nghiệp của Hàn gia sớm muộn gì cũng hủy trong tay tên ngu xuẩn con. Trần Viễn không muốn xem cha con nhà này tình thâm như nào. Cậu thần nhiên bỏ đi, để lại tiếng mắng chửi của Hàn lão phía sau, cha phải đánh chết con. Ra đến ngoài xe, vẫn là con Ferrari đỏ rực lửa hôm trước. Tiêu Nhược Vũ thuần thục ngồi vào ghế phó lái, cô dịu dàng cảm ơn trần viễn cảm ơn cậu vì đã cứu tôi trần viễn vừa chăm chú chỉnh nhạc trong xe vừa thuận miệng đáp không sao cũng không phải là lần đầu tiên cứu cậu câu nói của trần viễn khiến tiêu nhược vũ phải dừng lại động tác chuyện phải kể về từ lúc bọn họ còn là học sinh cấp 3. hôm ấy tiêu nhược vũ đi học về muộn thất thầm một chút đã muộn vậy rồi sẽ không gặp phải người xấu gì đó chứ cô cố gắng đạp xe thật nhanh trước khi trời tối để về đến nhà nhưng quả thật trời không chiều lòng người vừa nhắc đến người xấu thì phía trước thật sự có người xấu xuất hiện bọn họ năm sáu người vây quanh nhược vũ ánh mắt ác ý nhìn đến cô gái nhỏ nhược vũ sợ hãi ai vậy các anh muốn làm gì một tên trong đó lên tiếng trả lời không làm gì gần đây có chút kẻ tiền nên mượn chút tiền lẻ để tiêu vặt thôi nhưng mà tên khác lại không thành thật hắn ta đi đến từ phía sau giữ nhược vũ lại rồi sờ soạng khắp nơi em gái không có tiền lẻ cũng không sao xin như vậy để anh đưa em đi chơi Tiêu Nhược Vũ sợ đến sắp khóc đến nơi. Cô không ngừng hét lớn hòng muốn đuổi bọn gớm ghiếc này đi, tôi không quen các anh. Thả ra tôi báo cảnh sát đấy. Nhưng mà trời sinh bọn chúng đã là đám người vô liêm sỉ. Nào chỉ vì vài lời đe dọa không có trọng lượng này của cô mà mà hoảng sợ. Ngược lại còn cợt nhà nói, em gọi đi. Em càng gọi bọn anh càng hưng phân ha ha ha. Nhược Vũ chỉ bất lực cầu xin, đừng mà thả tôi ra. Đột nhiên từ phía sau, một bạn nam sinh xông đến, hất ngã một tên trong đó xuống. Nam sinh không màn đau đớn hết lớn bảo Nhược Vũ, bạn học Tiêu chạy mau. Tiêu Nhược Vũ vẫn còn kinh hãi đứng ngây ra đó. Trần Viễn cố hết sức giữ lấy đám người này, cậu chạy mau, đừng quay đầu chạy mau. Tiêu Nhược Vũ rốt cuộc cũng hoàn hồn, cô bỏ đi thật nhanh. Đằng sau chỉ còn vọng lại tiếng chửi bới cùng với những nắm đấm thô bạo rơi xuống người của Trần Viễn. Thằng nhóc thối từ đâu ra phá hỏng chuyện tốt của ông nội mày, đánh nó cho tao. Tiêu Nhược Vũ nghe Trần Viễn gợi lại chuyện cũ, thì mới vỡ lẽ hóa ra đó là Trần Viễn sao? Cô cũng lên tiếng giải thích. Lúc đó mình quá sợ hãi nên không thấy rõ người cứu mình là ai. Đợi mình hồi thần tới báo cảnh sát thì lúc cảnh sát tới người đó và mấy tên giang hồ đã không thấy đâu rồi. Tiêu Nhược Vũ rơi nước mắt, cô chậm rãi đưa tay lên ngực, giọng nói pha lẫn vui mừng cùng hối tiếc, "Tôi, tôi tưởng cả đời này sẽ không gặp lại được người cứu tôi nữa." Sau đó cô đột nhiên quay sang, cười vui mừng, dùng ánh mắt long lanh nhìn đến Trần Viễn, không ngờ vậy mà là cậu Trần Viễn. Sau câu chuyện cũ mơ hồ, giờ đã rõ người ân nhân xưa là ai. Nhược Vũ càng mến mộ Trần Viễn hơn, hảo cảm cũng tăng lên, độ hảo cảm của Tiêu Nhược Vũ cộng 10, độ hảo cảm hiện tại 95. Chúc mừng ký chủ phản công thành công. Trong mắt Trần Viễn giờ đây là hình ảnh nữ thần một thời mình mong nhớ. Cô ấy đang ngồi trước mắt mình, kiểm tra được ký chủ đã chi tổng cộng 500 triệu tệ. Thưởng ký chủ 50 triệu tệ. Tiêu Nhược Vũ chuyển hóa thành sim chúa của ký chủ, thường 35 điểm cường hóa, nhận được kỹ năng tinh thông ngôn ngữ bốn nước Anh Pháp ngã Hàn. Bảng thông báo không ngừng hiện lên, tên Trần Viễn, tuổi 21 tuổi, chiều cao 181 cm, cân nặng 70 kg, sức mạnh 29, thể chất 29, tinh thần 15, nhanh nhẹn 19, trạng thái siêu nhân nhỏ cực kỳ mạnh mẽ, kỹ năng tinh thông vũ đạo, tinh thông tiếng Anh, pháp Nga hàn điểm cường hóa 35 điểm. Sau một loạt tin nhắn thông báo hiện lên, Trần Viễn mới hoàn hồn, cố rời tầm mắt đến màn hình, phản công thế thôi ư, nhanh như vậy tôi còn rất nhiều chiêu chưa, chưa dùng đâu chị à. Cậu còn đang giật mình là thật, nhưng khi quay lại nhìn đến gương mặt của Tiêu Nhược Vũ, cậu lại không kiềm lòng được, chỉ là như vậy hình như cũng không tệ. Nhớ đến những năm tháng trung học, bản thân chỉ là một học sinh bình thường chẳng có gì nổi bật. Chỉ dám nhìn người mình thích từ phía xa. Lần này mình đã có dùng khí quang minh chính đại đứng trước mặt cô ấy. Theo đuổi cô ấy, lần này, mình không cô phụ mình của trước kia. Trần Viễn Rốt của cũng không kiềm lòng được. Cậu chậm rãi tiến về phía Nhược Vũ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đến khi Trần Viễn sắp thật sự chạm được môi của nữ thần thì lại bị tiếng nhạc trung bolero của mình đánh gãy, anh không muốn thấy em tổn thương như tình yêu cô gái ạ. À? Hai người vừa rồi còn định hôn nhau giờ đây mặt ai nấy đều đỏ như gấc, ôm mặt quay sang một bên chẳng dám nhìn nhau. Một lúc sau Trần Viễn mới để ý, người gọi đến chính là Triệu Ngọc Kỳ. Trần Viễn cũng không ngần ngại mà bắt máy ngay trong xe, vừa mở lên thì giọng Triệu Ngọc Kỳ đã vang lên trước, "Alo, Trần Viễn, em đã chuyển vào biệt thự rồi, hai ngày nay đều đang mua đồ gia dụng." anh biết mai là ngày gì không? Trần Viễn vừa trả lời Ngọc Kỳ vừa lén nhìn trộm Nhược Vũ kế bên, anh đương nhiên biết rồi. Ngày mai là sinh nhật em. Anh đã chuẩn bị quà rồi. Trong lòng Trần Viễn ầm ầm xét đánh, Triệu chủ tịch vậy mà đúng giai đoạn mấu chốt. Triệu Ngọc Kỳ bên kia quả thật đang dọn nhà. Trong nhà có rất nhiều người đang không ngừng vận chuyển đồ đạc cho cô, đúng rồi. Ngày mai anh đừng tặng em quà quá quý trọng đó nha. Lần này em tổ chức sinh nhật sẽ mời rất nhiều bạn học. Quà quá quý trọng em ngại nhận ý trong đầu Trần Viễn cũng cảm thấy có chút bất ngờ, vậy mà chặn đường mình trước. Vậy Ferrari của mình phải làm sao đây? Nghĩ là thế nhưng cậu vẫn bình thản trả lời, được thôi. Vậy anh nghĩ xem nên tặng em quà gì? Triệu Ngọc Kỳ vui vui vẻ vẻ trò chuyện với Trần Viễn. Lại để cho Tiểu Phi đứng ở sau căn nhân một trận, kỳ kỳ cậu đừng nấu cháo điện thoại nữa. Cái này nên treo ở đâu? Triệu Ngọc Kỳ bây giờ mới sực nhớ ra mình đang dọn nhà. Cô cười cười đáp lại Tiểu Phi, tới đây tới đây. Sau đó gấp gáp nói với Trần Viễn một tiếng, được rồi không nói chuyện với anh nữa, em phải đi làm việc đây. Bái bai mòa. Cô buông điện thoại xuống. Vui vẻ múa mai đi đến bên cạnh Tiểu Phi, về sau mình có nhà của mình rồi. Ngôi nhà trị giá 6.000 vạn. Thật ngọt ngào. Sau khi cúp máy với Ngọc Kỳ, Trần Viễn mới liếc nhìn Nhược Vũ lần nữa. Ấy, vậy mà cậu ấy không chủ động hỏi ai gọi. Trần Viễn lên tiếng phủ đầu trước, có một bạn đại học tổ chức sinh nhật. Sẽ có tiệc sinh nhật cậu muốn tới không? Trần Viễn trong lòng chính là muốn lấy tín nhiệm của Nhược Vũ, cho dù thế nào, chủ động mời sẽ thể hiện mình thẳng thắn trung thực đối phương sẽ không nghi ngờ những lời nói dối được bao bọc bởi sự thật là điều khó nhìn thấu nhất binh pháp trần thị tiêu nhược vũ nghe nhắc đến mình thì cũng nhanh chóng đáp lại à thôi ký hợp đồng rồi nên ngày mai trong nhà sẽ có rất nhiều việc huống hồ đều là bạn của cậu tôi đi cũng không tốt lắm nhưng vốn dĩ trong lòng cô đã có suy tính riêng có một số vấn đề có thể hỏi một số vấn đề hỏi chưa chắc đã có đáp án nếu đã vậy thì không bằng không hỏi thì hơn tiếc thật nếu cậu mà đi thì chắc chắn diễm áp quần phương về sau nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đến thăm trường các cậu. Trần Viễn thở phào một hơi, tôi cũng là khách sáo thôi. Nếu cậu đi thật thì tôi gặp rắc rối rồi. Điều này chứng tỏ rằng hai tuyển thủ của chúng ta đều là người nhìn xa trông rộng, đã nhường đối phương một bước. Nhược Vũ hiểu rõ bên cạnh người đàn ông ưu tú luôn sẽ có oanh oanh yến yến, là của mình thì cuối cùng sẽ là của mình, mình tin mị lực của mình. Sau đó, cả hai cũng chẳng trò chuyện gì nữa suốt chặng đường. Trần Viễn đưa Nhược Vũ đến nhà. Sau khi xuống xe, Nhược Vũ mới lên tiếng, hôm nay cảm ơn cậu Trần Viễn, cũng khiến cậu tốn kém rồi. Trần Viễn hiếm khi mà chủ động như vậy. Cậu đưa mặt lại gần Nhược Vũ nửa đùa nửa thật nói, nếu Nhược Vũ thật sự băn khoăn thì cho chút lợi tức đi he he. Tiêu Nhược Vũ ngượng thì có ngượng nhưng cô vẫn không phải là không có can đảm làm. Ngay sau đó lập tức tiến lên hôn má Trần Viễn một cái. Rồi như nữ thần ngược sáng mà tạm biệt, đây chính là lợi tức cậu đã bị tôi đóng dấu rồi. Về sau chính là người của tôi rồi. Trần Viễn nhìn bóng dáng rời đi của Nhược Vũ mà trong lòng không ngừng cảm thán, Người phụ nữ nhược vũ này đúng là đỉnh thật. Vui vẻ rảo bước về phía xe của mình, trong lòng không ngừng cảm thấy mỹ mãn, hi hi. Hôm nay công đức viên mãn về chơi game thôi. Nhưng chưa bước được bao nhiêu đã có giọng nói quen thuộc vang lên, "Trần Viễn, đây là xe của cậu." Người đến chính là Lâm Thư Đồng đầu heo trong lời nói của Trần Viễn. Trần Viễn vừa nghe giọng liền biết người đến là ai. Cậu đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho người kia, liền lập tức đóng cửa xe bỏ đi. Lâm Thư Đồng đứng im như tượng nhìn làn khói trắng mà Trần Viễn để lại lòng không ngừng run rẩy. Ấy vậy mà bạn cô còn sát muối vào tim, Trần Viễn này, lần trước chắc chắn là nói điều. Chắc cậu ta giàu hơn Lý Vân Đào nhiều, hoặc là lần trước rất có thể là cậu ta đang kiểm tra cậu đấy thư đồng. Lâm Thư Đồng càng ngay càng không cam tâm, nhớ đến bản thân hôm trước đã ngu ngốc thế nào kiểm tra mình. Lại làm hỏng rồi mình thật sự là một con heo ngu ngốc. Cô nhịn không được nước mắt bắt đầu tuôn như suối, chạy nhào đến ôm bạn thân tìm kiếm an ủi, hu 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 nhuế nhuế tớ lại bỏ lỡ rồi cơ hội quan trọng như vậy tớ lại bỏ lỡ trần viễn nhất định sẽ không tha thứ cho tớ nữa hu hu nhưng chẳng như cô tưởng tượng người bạn thân của mình chẳng những không an ủi ngược lại còn nói thêm nặng đúng vậy thư đồng cậu bỏ lỡ rồi việc đến nước này cậu đã không còn cơ hội nữa rồi nhưng nếu là tớ thì chắc còn có cơ hội lâm thư đồng như không tin vào tay mình cô dứt khoát nắm chặt lấy vai nhuế nhuế hét lớn ý cậu là gì cậu còn nhớ nhung tới trần viễn ư ừ. nhuế nhuế càng nói càng hăng đúng thể cậu ấy ưu tú như vậy tớ muốn theo đuổi cậu ấy cũng rất hợp lý mà dựa vào cái gì mà cậu có thể còn tớ thì không được chứ nói không chừng trần viễn đã ghét người như cậu còn thích người như tớ thì sao thư đồng bị chọc đến cực điểm cô tức phát điên lao đến nắm lấy tóc nhuế nhuế mà chửi suối xả tôi nhuế đồ tiện nữ nhà cậu có phải cậu gài bẫy tôi ở buổi họp lần trước đúng không tôi nhuế cũng không phải người dễ ức hiếp cô cũng nắm lại tóc thư đồng mà chửi tôi tiện cậu tưởng bản thân là thiên kim tiểu thư gì đó sao cậu cũng không phải vì tiền mà bò lên giường hoàng tuấn khải sao Thư Đồng tức phát ức hết càng lớn, a a a cậu câm mồm, tôi muốn giết cậu. Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đồ trà xanh chết tiệt, tôi tuyệt giao với cậu. Hai người đánh đến thê thảm, xung quanh ai nấy đi qua đều phải dừng lại mà nhìn một cái con gái nhà ai đây, có người thậm chí còn lấy điện thoại ra mà livestream nữa. Sau khi đánh tơi tả với Tô nhuế xong, Thư Đồng vừa đi vừa khóc dọc đường, hu hu hu, hu không còn bạn trai cũng không còn bạn thân nữa rồi mẹ nó. Trần Viễn càng ngày càng tốt, cách mình cũng càng ngày càng xa. Cô nhìn đến bộ dạng nhếch nhác của mình lặng lẽ rơi nước mắt, cứ tiếp tục như vậy, mình thật sự hết cơ hội rồi. Đang buồn tình thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau, cô gái nhỏ, đừng khóc nữa em là Lâm Thư Đồng đúng không? Lâm Thư Đồng quay lại nhìn, đó là một người phụ nữ trông khá uy tín, xin chào. Chị tên là Thẩm Thục Nghi có hứng thú tới công ty chị làm hot mạng không? Bà ấy đưa tấm thẻ mời cho Thư Đồng rồi nói tiếp, chị có cách giúp em theo đuổi Trần Viễn. Về đến nhà, Trần Viễn nằm ngửa người trên ghế miên man suy nghĩ, sinh nhật triệu chủ tịch thì nên tặng gì đây? Rõ ràng đã mua con Ferrari rồi cơ đấy. Vấn đề lớn này nếu tối nay tặng tốt thì nói không chừng sẽ phản công được rồi. Nghĩ cả buổi cũng chẳng nghĩ được cái gì ra hồn. Đành sách mông ra ngoài vậy, ra ngoài lựa xem. Nghĩ mãi mà chả biết mua gì cả. Đang bước đi đến cửa thì đột nhiên thằng bạn cùng phòng la lớn làm người ta giật mình, vãi. Lâm Thư Đồng mở livestream. Cô ấy làm gì vậy trừ tượng vậy? Trên màn hình máy tính là trang cá nhân của Lâm Thư Đồng, Đồng Đồng thích ăn cá. Người hâm mộ, 2762. nhưng khí hôm nay 3700. Cô ta để tự đề livestream hôm nay là Một số chuyện của tôi và thần hào yên tổng. Trần Viễn nhìn thấy thì thiếu điều muốn té xỉu, cái quỷ gì vậy? Mới mở vào livestream xem thì đã nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của nữ nhân, hu hu. Tôi là tình đầu của Yên Tổng. Bọn tôi quen biết từ năm nhất đại học, là cậu ấy theo đuổi tôi. Lúc đó tôi còn không biết cậu ấy có tiền nên chỉ cảm thấy người này khá thành thực. Liên đồng ý với cậu ấy yên tổng thường mua bánh bao thịt cho tôi ăn, từng làm ba công việc part-time để mua điện thoại mới cho tôi. Cô ta càng kể càng hăng, bọn tôi từng rất yêu thương và ngọt ngào nhưng sau đó cậu ấy không cần tôi nữa rồi. Hu hu hu. Chuyện Lâm Thư Đồng kể là chuyện buồn nhưng dưới phần bình luận thì đa số đều chỉ mắng cô ta, Lưu Đại Năng, mời đi khám đi yên tổng sẽ coi trọng cô sao? Bội Kỳ bản kỳ lại là một nữ nhân xấu xa muốn bú phim yên tổng. Ta phi cơ, streamer nên tìm một nhà máy mà làm việc đi. Yên tổng tặng điện thoại mà còn cần làm part tham ư. Đạt lờ, xin mời đọc tin nhắn riêng của tôi. Tôi muốn tìm hiểu nhiều thông tin hiện thực về Yên tổng hơn. Dù đa số mọi người đều không ai tin cô ta đang nói hưu nói vượn cái gì, nhưng việc này chẳng đủ để Trần Viễn bỏ qua. Cậu nghiến răng, tiện nhân này. Bạn cùng phòng không biết gì chỉ thuận miệng cười hỏi vu vơ, thật hay giả vậy. Lâm Thư Đồng còn có một khoảng thời gian với Yên tổng ư? Nhưng câu nói vu vơ này của cậu bạn đã chọc cho Trần Viễn bùng nổ, cô ta còn liêm sỉ không vậy? làm như mình là kẻ mù quáng vì tình yêu vậy. Tức giận đùng đùng được hai giây thì cậu lập tức cảm thấy có vấn đề, không đúng. Với đầu heo của Lâm Thư Đồng thì không thể nghĩ ra chiêu này. Dùng danh nghĩa yên tổng để gây sự chú ý, dùng dư luận để đóng gói mình như một nạn nhân, có người giúp cô ta. Cậu nghĩ như thế, nên nhanh chóng đi ra ban công, đồng thời mở điện thoại lên điện người. Alo, lão Hồng à, giúp tôi điều tra livestream số 0187639 áp cá mập là của công ty nào? Ừm ừm được. Qua thời gian không đến 15 phút, đã có một tin nhắn gửi đến Trần Viễn, Yên Tổng. Tra được rồi livestream đó thuộc về công ty truyền thông Trúc Mộng. Pháp nhân tên là Thẩm Thục Nghi. Trần Viễn nghe đến cái tên này thì ký ức ùa về, Thẩm Thục Nghi. Chính là cái bà cô đáng ghét hôm trước cứ níu chân cậu lại không cho cậu đi cứu nhược vũ. Hư Trần Viễn nhíu chặt mày. Âm u nói, năm lần bảy lượt khiêu khích thật sự tưởng tôi không dám là gì cô à. Lúc này, tại công ty của Thẩm Thục Nghi, thư ký vui vẻ bước vào phòng thông báo với bà ta, Thẩm Tổng, nhưng khí livestream của Lâm Thư Đồng phá 10 vạn rồi cô thật lợi hại. Thẩm Thục Nghi ngồi trên ghế uống trà, bà ta cười đắc ý, hừ hừ, cách cách sơn đả ngưu luôn có hiệu quả nhất. Bà ta nhớ lại hôm trước mình đã bị cấp trên chỉ mắng đến ngốc đầu dậy không được, tiểu thẩm đầu cô bị bò đá à? Cô biết người cô đe dọa là ai không? Một câu của cậu ta có thể khiến công ty của chúng ta phá sản đó. Cô oan ức lên tiếng, ông chủ ngài uống say rồi à không phải chỉ là sinh viên đại học thôi sao? Ông chủ hiếm thấy lại sinh khí như vậy ông ấy càng hét càng lớn, sinh viên đại học con mẹ nó đó là thần hào yên tổng. Cô gặp qua sinh viên đại học nào khí chất xuất chúng vậy chưa? Lời này trực tiếp làm thẩm thục nghi xịt keo tại chỗ. Bà ta không tin được mà lập lại, yên tổng yên tổng đập mấy trăm triệu vào áp cá mập trong nửa tháng ư. Sau hôm đó, bà ta liền cho cấp dưới điều tra về thông tin đời tư của Trần Viễn. Không lâu họ liền tìm được chuyện thú vị, cha được rồi Trần. Yên Tổng có mối tình đầu cùng trường tên là Lâm Thư Đồng. Yên Tổng theo đuổi cô ấy 3 năm nhưng hiện tại đã chia tay rồi thẩm thục nghi vui mừng ra mặt bà ta vui vẻ tự khen chính mình tốt quá rồi yên tổng chắc chắn nhớ mãi không quên cô gái này mối tình đầu luôn đẹp nhất đây là cơ hội của bọn mình bà ta lấy ra một điếu thuốc nhà ra một làn khói rồi cảm thán chỉ cần cô ấy trở thành hot mạng nhất định sẽ làm yên tổng bớt giận thậm chí còn có thể nhìn công ty chúng ta với ánh mắt khác mình đúng là thiên tài còn đang mải đắm chìm trong sự hư vinh thế giới màu hồng tự mình vẽ ra thì một cuộc gọi từ boss đến kéo bà ta về hiện tại chẳng biết bên đầu dây kia nói gì chỉ thấy đột nhiên thế giới màu hồng do thẩm thục nghi tự mình vẽ ra ban nãy giờ đây trở nên xám xịt phong sát cái gì công ty của chúng ta bị phong sát toàn mạng rồi sao trần viễn bên đây gõ phím cạch 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 cậu muốn nhắn tin bàn chút chuyện với ai đó tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đi các vị có một công ty tên trúc mộng tôi rất không thích tôi không hy vọng những người bạn của tôi có bất cứ liên quan nào tới công ty này đương nhiên tốt nhất là có thể khiến công ty này hoàn toàn biến mất chỉ một tin nhắn của cậu đã sai khiến được hàng loạt công ty chủ quản khác phải làm việc lập tức, chấm dứt hợp đồng với Trúc Mộng OK đã hiểu. Ra giá gấp đôi để lấy đi toàn bộ blogger của Trúc Mộng. Được. Báo cáo Trúc Mộng công ty trộm thuế. Chúng tôi lập tức điều tra, tiến hành tịch thu tài sản đối với Trúc Mộng. Đã rõ. Chỉ như vậy, vòn vẹn chưa đến một tiếng, bầu trời tươi sáng ở Trúc Mộng lập tức chỉ còn lại mây mù sớm chớp. Bên trong lại càng âm u hơn. Bên tai thẩm thục nghi như có hàng vạn thiên lôi đánh xuống. Cái gì? Công ty chúng ta bị phong sát chấm dứt tất cả hợp đồng. Vừa cúp điện thoại với boss, thư ký đã nhanh chân đi và đưa đến cho bà ta máy tính rồi thông báo, "Thẩm tổng, vừa rồi mấy cổ đông lớn của công ty đều thông báo rút đầu tư. Theo hợp đồng, chúng ta cần trả 10 triệu tệ để mua lại cổ phần của bọn họ." Thẩm Thục Nghi run run cả người, Yêu ớt lên tiếng, "10 triệu tệ? Công ty làm gì có nhiều tiền như thế?" Bà ta gục mặt xuống bàn, đến nói cũng không ra lời, đây rốt cuộc là ai đang giở trò với mình. Một lúc sau, Thẩm Thục Nghi bị gọi xuống dưới sảnh, bà ta đi ra tiếp đón cổ đông bọn họ vừa gặp đã lập tức lên tiếng thẩm thục nghi công ty cô quá hạn trả nợ đã nửa năm tòa án quyết định đóng băng toàn bộ tài sản của cô còn chưa để bà ta kịp thời hoàn hồn khi bị phán đóng băng toàn bộ tài sản thì phía sau giọng của các blogger dưới trướng của bà ta cũng đồng loạt vang lên đòi rút lui thẩm tổng xin lỗi chúng tôi quyết định rời khỏi công ty chúc cô làm ăn thuận lợi một người khác cũng theo đó nói vào thẩm tổng nếu cô còn không nộp phí bất động sản thì chúng tôi chỉ đành làm theo quy định của công ty tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát từ một tổng giám đốc của một công ty lớn giờ đây thẩm thục nghi đến cái ghế cũng không có mà ngồi bà ta cùng thư ký đứng thu gom giấy tờ cả văn phòng đều chống hơ thẩm thục nghi không còn nghi ngờ đây nhất định là hắn nhất định là yên tổng chỉ có hắn mới có bản lĩnh này nhưng tại sao chứ lúc này tài khoản đồng đồng thích ăn cá phòng livestream này vi phạm quy định pháp luật nên đã bị đóng vĩnh viễn trần viễn lướt lướt điện thoại nhớ đến mấy lời của những người mình nhờ cậy không thành vấn đề cứ để tôi lo. Cậu cười cười, hiệu quả cũng khá cao. Có thời gian phải mời Long Hoàng các anh ăn một bữa mới được. Xác nhận mọi chuyện đều ổn thỏa rồi. Cậu mới bước vào xe chuẩn bị đi tìm đồ cho Triệu Ngọc Kỳ nên đi mua quà cho Chủ tịch Triệu rồi. Vừa mới lên xe còn chưa kịp khởi động xe thì Trần Viễn bị gương mặt dán sát cửa kính xe làm cho giật mình. Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy? Thẩm thục nghi cả người rũ rượi. Người không ra người dán bên ngoài xe giọng run rẩy cầu xin. Yên tổng! Yên tổng! Tôi sai rồi tôi không nên khôn vật mong anh dơ cao đánh khẽ. Cho tôi một con đường sống. Cùng lúc đó bảng hệ thống hiện lên, đối tượng thẩm thực nghi đã bị trói. Hành động nghịch chuyển bắt đầu. Độ hảo cảm hiện tại không. Trần Viễn vẫn chưa hết sợ hãi bộ dáng của bà ta. Cậu chậm rãi hạ kính xe xuống. Má, ngươi trói cô ta lại làm gì? Ta không có hứng thú với bà gì này đâu. Dù nghĩ vậy, nhưng Trần Viễn vẫn thành thật đáp lại lịch sự. dia, à, Lần này coi như lời cảnh cáo cho gì nhận thức rõ vị trí của mình. Đừng gây phiền phức cho tôi nữa. Cút đi. Nói xong cho phải phép rồi cậu cũng khởi động xe bỏ đi. Thẩm Thục Nghi vẫn ngồi ngay chỗ vừa nãy, hình như bà ta phát điên rồi, trước đây sao không thấy? Người đàn ông tên Yên tổng này thật ra trông cũng đẹp trai thế nhỉ, đặc biệt là khi anh ấy bảo mình cút. Thẩm Thục Nghi không biết động đến dây thần kinh nào mà lại thấy thích dáng vẻ chỉ mắng mình của Trần Viễn. Độ hào cảm của Thẩm Thục Nghi cộng 10. Trần Viễn đang lái xe thì thấy thông báo, không kìm nổi bất ngờ mà đánh xe lệch một đường, sao còn tăng độ hảo cảm bị thần kinh hả chẳng bao lâu đã đến sinh nhật của triệu ngọc kỳ lần này cô tổ chức sinh nhật tại nhà mới của mình các bạn học đều được mời đến đông đủ họ không ngừng ngưỡng mộ ngôi nhà mới này của cô trời ơi đây là biệt thự hoa viên số một đó tổng giá trị lên tới 5 đến sáu nghìn vạn đấy những bạn học khác cũng cảm thán triệu chủ tịch là đích nữ hào môn sao phú bà bao nuôi tớ đi triệu ngọc kỳ ngượng ngùng không phải đâu khi mọi người đang cười đùa vui vẻ thì một bạn nữ lên tiếng triệu chủ tịch biệt thự này thật sự là của cậu sao khi tiểu khu biệt thự giang cảnh mở bán. Tôi và cha tôi đã tới xem qua nghe nói biệt thự số 1 là được một ông chủ họ Hồng mua. Nghe nói ông chủ đó đã 3 đến 40 tuổi rồi. Người nói những lời mang đầy châm chọc này chính là bộ trưởng tuyên truyền hội sinh viên, Trung Lệ Lệ, kẻ địch của Triệu Ngọc Kỳ. Tiểu Phi đứng phía sau Ngọc Kỳ nghe được những lời kỳ quái của người bạn học kia thì tức khắc xông lên phản bác rút Ngọc Kỳ, "Trung Lệ Lệ cậu có ý gì vậy? Sao Kỳ Kỳ có thể lừa các cậu được?" Bạn trai của Trung Lệ Lệ đi đến khoác vai bạn gái mình rồi cũng châm biếm thêm vào, Lệ lệ nói không sai mà. Trước đây ông chủ Hồng từng tổ chức sinh nhật cho con gái ở đây. Tôi may mắn được tham gia. Con gái của ông ấy cũng đã 12 tuổi rồi. Các bạn học khác vốn luôn nhìn về phía bốn người bọn họ nói chuyện. Giờ nghe đến chuyện này thì cũng bắt đầu bàn tán xì sao, ông chủ họ Hồng. Không phải là biệt thự của triệu chủ tịch sao? Chẳng lẽ là triệu Ngọc Kỳ bị bao nuôi? Tôi nghe nói tuy điều kiện gia đình của triệu Ngọc Kỳ không tệ, nhưng có được loại biệt thự này cũng quá khoa trương rồi. Tiểu Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô dứt khoát đem giấy tờ đất ra đập một cái thật mạnh lên bàn cho bọn họ xem các cậu tự xem xem giấy tờ sở hữu này ghi tên ai sau đó cô vui vui vẻ vẻ mà đứng khoanh tay nhìn chung lệ lệ có một số người thích đưa mặt cho người khác và đúng là không thể hiểu nổi các bạn học khác sau khi thấy chứng cứ xác thực nhà này thật sự của ngọc kỳ rồi thì lại chuyển hướng tôi nói mà sao triệu chủ tịch lại là là nữ nhân hư vinh mặt dày thế được triệu chủ tịch mở livestream kiếm tiền không dẫn dắt tới với ngọc kỳ xua tay đáp không đầu chỉ là may mắn thôi Triệu chủ tịch còn chưa tốt nghiệp đã giàu có tự do như vậy Đúng là giỏi quá Triệu Ngọc Kỳ nhìn mọi người tán gẫu Lâu lâu lại không tự chủ được nhìn ra bên ngoài cửa chính Sao anh ấy vẫn chưa tới tắc đường sao Sau một lúc Rốt cuộc Trần Viễn cũng lái xe đến nhà của người ta Cuối cùng cũng tới rồi Cậu bước xuống xe Trên tay là một con gấu bông vừa mới mua Cậu chậm rãi tiến vào bên trong sân nhà của Triệu Ngọc Kỳ Đêm nay triệu chủ tịch mời nhiều bạn học Mình nên đổ xe xa chút Không thể rêu ra được mới nhấc chân đi được vài bước thì một chiếc xe lao nhanh như gió chạy sát bên chân cậu làm cho cậu phải giật mình mà nhích sang bên cạnh có ai lái nhanh như vậy không con xe vàng trói đó chạy một mạch thẳng vào bên trong khuôn viên nhà triệu ngọc kỳ các bạn học vừa thấy xe đã ồn ào bàn tán ferrari 488 đấy chẳng lẽ là đường học trưởng tới rồi đúng thế là xe của đường học trưởng trị giá hơn 400 vạn đó chắc chắn là anh ấy lúc này từ trên xe bước xuống một người con trai với mái tóc vàng óng cậu ta ăn vận sang trọng vừa đi vừa nghe điện thoại ừm đúng vậy biệt thự số một tiểu khu giang cảnh tí nữa các anh đỗ xe vào trong đi đây chính là hot boy hồ đại đường tu văn thứ tử tập đoàn đường thị hàn thành cậu ta vừa cúp máy thì chú ý đến trần viễn đang đứng bên cạnh trong lòng khinh bỉ nghĩ ngọc kỳ sao vậy mời cả con chuột bẩn thỉu này tới tham gia tiệc sinh nhật trần viễn chẳng hay biết bản thân khi không bị gán cho cái mác ngơ ngốc nghèo đường tu văn nhìn đến trên tay trần viễn lại lần nữa khinh bỉ tặng gấu bông làm quà sinh nhật thật là lố bịch Cậu ta hãy còn đang đánh giá Trần Viễn thì Triệu Ngọc Kỳ từ bên trong hớn hở chạy ra tiến về phía hai người họ, anh cuối cùng cũng tới rồi. Em đợi anh nửa ngày rồi. Đường Tu Văn nhìn thấy Ngọc Kỳ chạy về phía mình thì cũng rời mắt khỏi Trần Viễn mà giang tay muốn đón lấy cô. Hi Ngọc Kỳ, sinh nhật vui. Vẻ. Nhưng là không có như hắn tưởng tượng, Triệu Ngọc Kỳ không có ngã vào lòng hắn mà là né tránh vòng qua cánh tay của hắn mà tiến về phía Trần Viễn. Trần Viễn cũng không thấy có gì là không đúng, cậu đưa gấu bông đến trước mặt Ngọc Kỳ rồi chúc mừng, Kỳ Kỳ, sinh nhật vui vẻ món quà này tặng cho em. Có thích không? Triệu Ngọc Kỳ ngại đỏ cả mặt nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Mọi người xung quanh ai cũng đều trầm trồ khó hiểu, mình đang nằm mơ sao. Mỹ nữ băng giá giã đông rồi. Tôi tặng chủ tịch Triệu một cái đồng hơn hai 000 cũng không thấy cô ấy vui mừng như thế. Người anh em cậu nhìn đi. Diêu Viễn tặng chủ tịch Triệu một cái túi Prada trị giá hơn 2 vạn. Chủ tịch Triệu từ chối ngay tại chỗ mặt Diêu Viễn xanh lét rồi kìa. Đường Tu Văn nhìn hai người này cười vui vẻ như vậy trong lòng càng thêm tức giận, mình theo đuổi Ngọc Kỳ lâu như vậy mà không được chú ý mấy. Bên cạnh cô ấy có thêm một con chuột từ lúc nào vậy? Nhưng hắn ta vừa buồn một tí thôi thì từ sau có một chiếc xe tải chạy đến rừng kế bên hắn. Đường Tu Văn đắc ý, cơ hội của mình tới rồi. Nghĩ xong hắn ta liền tiến lên bắt chuyện với Ngọc Kỳ, "Ngọc Kỳ, anh cũng có một món quà muốn tặng em, em nhất định sẽ rất thích cho mà xem." "Hả?" À. Đường Tu Văn nhìn nhân công đang hì hục thả đồ xuống, rồi lại nhìn đến Trần Viễn đang ngơ ngác tò mò nhìn theo bọn họ thì cười thầm, chuột thì chỉ nên ở trong cống. Tôi sẽ cho anh hiểu cái gì gọi là khác biệt đẳng cấp. Món quà mà Tu Văn tặng cho Ngọc Kỳ là một cây đàn, đây là cây đàn piano Yamaha CFG diễn tấu chuyên nghiệp, là hàng nhập khẩu chính hãng. Anh cảm thấy đây là món quà hợp nhất với chủ nhân của bữa tiệc tối nay. Hắn ta càng nói càng khoa trương, Ngọc Kỳ sinh nhật vui vẻ. Đây là món quà anh đặc biệt chuẩn bị cho em, có thích không? Triệu Ngọc Kỳ có phần ngại ngùng, Cô vuốt tóc lịch sự trả lời, thích thì có thích. Nhưng cây đàn piano này trị giá tiền triệu quá đắt tiền rồi tôi sẽ chuyển tiền lại cho học trường đường. Đường tu văn làm bộ như món tiền này chẳng là gì so với gia sản của hắn. Hắn phất tay đi đến cây đàn rồi nói, Ngọc Kỳ em thích là được. Có đáng là bao đâu chứ. Nói rồi hắn ngồi xuống ghế. Đặt tay lên đàn, ngoài cây đàn piano anh tặng em hôm nay ra. Anh còn có một ca khúc muốn tặng em do chính anh viết. Lời này quả nhiên chấn động. Làm cho các mỹ nữ trong bữa tiệc đều bắn ra trái tim về phía hắn trời ơi học trưởng đường sắp đánh đàn kia kể từ khi anh ấy tổ chức buổi hòa nhạc solo ở viên vào năm ngoái thì đây là lần đầu tiên đàn công khai nhỉ he 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 tối nay quá xứng đáng mình sẽ phát trực tiếp cho chị em trong lớp xem rất nhanh mọi người đều im lặng vì tiếng nhạc du dương đã bắt đầu vang lên những âm thanh trầm thấp hay bay bổng đều hòa quyện vào nhau một cách hài hòa nhất khi du dương như gió giữa ngày thu khi mạnh mẽ tựa sấm rền ngày bão các bạn nữ đều nghe đến nghiện bọn họ không ngừng nhả ra những lời khen có cánh cho bản nhạc này giỏi quá tiếng đàn của học trưởng chữa lành tâm hồn quá anh ấy và triệu chủ tịch quá xứng đôi ha 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 đúng đó học trưởng đường và chủ tịch triệu cặp này tôi đấy thuyền tích cực ngọc kỳ cũng cảm động trước món quà này cô chủ động mở lời trước cảm ơn học trưởng đường anh đàn piano rất hay em tự thấy xấu hổ không bằng đường tu văn cười cười đáp lại ngọc kỳ quá khen rồi anh chỉ là tung gạch như ngọc đến đây không hiểu sao hắn ta lại đột ngột nhìn sang trần viễn đang đứng gần đó rồi ra lời thách thức bạn học này có thể khiến ngọc kỳ ấn tượng chi bằng biểu diễn tài năng chút nhỉ trần viễn cười thầm nghĩ xem ra tên này muốn làm mình bẽ mặt đây mà trần viễn lên tiếng được thôi đường học trưởng muốn tôi đàn thì tôi liền thỏa mãn nguyện vọng của anh ngọc kỳ thốt lên trong sự bất ngờ trần viễn biết đánh đàn ư mấy khách mời xung quanh liền được dịp bàn tán xôn xao tên này mặc giống ăn mày vậy cũng biết đánh đàn piano sao không hiểu à đường học trưởng đang dạy bảo cậu ta đợi xem kịch đi he he thú vị tối nay thằng nhóc này bị mất mặt rồi trần viễn lúc này thầm than vãn mình biết đàn bíp ý hệ thống đột nhiên xuất hiện và thông báo sử dụng điểm cường hóa 35 điểm trần viễn liền vui vẻ nghĩ nhưng mình có thể hách hệ thống hiện lên kiểm tra được bạn không có kỹ năng piano cường hóa kỹ năng này cần thêm 10 điểm cường hóa trần viễn thầm nghĩ dùng điểm thuộc tính khiến mình bay lên luôn cậu liếc nhìn đường tu văn một cái rồi nghĩ muốn dẫm lên anh đây à vậy nghĩ gì vậy Trần Viễn thầm nói, hệ thống, cường hóa cho tôi kinh nghiệm piano 50 năm. Ngay sau đó, cả cơ thể của Trần Viễn dường như biến hóa thành một người khác. Đường tu văn có chút kinh ngạc, chuyện gì vậy? Khi thế của thằng nhóc này thay đổi rồi. Sau đó, Trần Viễn bắt đầu đặt tay xuống phím mà đánh ra những nốt nhạc cực kỳ hay. Mắt đường tu văn mở lớn đầy kinh ngạc. Đây không phải là bài mình vừa đàn sao? Sao có thể? Không ai có thể ghi nhớ toàn bộ bản nhạc trong thời gian ngắn như vậy. Trần Viễn khẽ liếc qua rồi cười thầm trong bụng, như vậy mà đã kinh ngạc rồi ư? Tuyệt kỹ ở phía sau đây. Trần Viễn bắt đầu tăng nhanh tốc độ đàn. Điều này khiến cho Đường Tu Văn đổ mồ hôi hột, cậu ta bắt đầu tăng tốc rồi. Nhanh quá, nhưng không có âm nào bị sai. Trần Viễn như mọc ra thêm hai cái tay để bắt được tốc độ nhanh như gió này. Một người xung quanh trố mắt ra nhìn, ai nấy cũng thầm cảm thán, một người đàn ra cảm giác hai người hợp tấu. Đây đây đây. Tôi hoa mắt rồi sao? Sao có tận bốn cái tay thế? chẳng lẽ là kỹ xảo đã thất truyền từ lâu mà thầy giáo từng nói ư đây là phương pháp nhảy legato tốc độ cao cơ bản của beethoven huấn luyện kỹ xảo này vô cùng tàn khốc nghị lực thiên phú thể năng không thể thiếu cái nào một khi luyện thành thì từng nốt nhạc được chơi đều vô cùng chính xác và quyết liệt chạm tới trái tim mọi người giống như một gelatin tàn nhẫn tấn công không thương tiếc vào màng nhĩ người nghe tay trần viễn vẫn thoăn thoát lướt trên từng phím đàn một hồi sau cậu dừng lại cậu thốt lên hai chữ đã xong. Xung quanh đều là một bầu không khí im lặng, ai ai cũng đều thán phục trước tài năng thiên phú này.